Nàng lật tay lại, hoàng đồ kiếm tại tay trái hiện ra, mảnh này thi hài sơn mạch rất nhiều hung hiểm, cái này hoàng đồ kiếm ta cầm trước phòng thân, Diệp đại nhân, nếu là ngươi đụng tới nguy hiểm gì, có thể kêu gọi tên của ta. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, nói, hảo. Hoàng Tuyền ừ một tiếng, lập tức thận trọng bước vào trong thi hài sơn mạch, ngưng thần cảm ứng, quả nhiên bắt được có một đạo khí tức cường đại, ẩn nấp tại chỗ sâu, nàng liền lặng lẽ hướng về chỗ sâu tiến phát. Diệp thần cùng Tô Tửu, thì tại sơn mạch bên ngoài, đây là vũ thần cùng trụ thần chỗ chôn xương, trong không khí tràn ngập mịt mờ không gian cùng thời gian pháp tắc ba động, còn có hai vị trụ thần ngày xưa lưu lại khí tức. Những khí tức này, đối với Diệp thần tới nói, bổ dưỡng cực lớn, bản thân hắn liền nắm giữ vũ trụ mệnh cách, hấp thu chung quanh khí huyết, hắn hao tổn nguyên khí cũng là đang dần dần khôi phục. Diệu nhi cô nương, ta bây giờ liền rút ra bên trong cơ thể ngươi vĩnh hằng đại nhật, có thể sẽ có chút đau đau, ngươi lại nhẫn nại phút chốc. Diệp thần nhẹ nhàng đem Tô Tửu để dưới đất, để cho nàng nằm xong, đạo. Ân. Tô Tửu thấp thỏm gật đầu một cái, an tĩnh nằm trên mặt đất. Diệp thần lúc này cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu nhỏ giọt xuống đất, ý chí thôi động, tán huyết hóa trận, máu của hắn rất nhanh liền trên mặt đất tạo thành một cái luân hồi trận pháp, trung tâm trận pháp trận nhãn chính là Tô Tửu. Gào. Lúc này, sơn mạch chỗ sâu truyền đến một hồi kinh thiên tiếng giống, chỉ thấy thiên địa pháp tướng khí tức dâng lên. Một đầu cao ngàn trượng thân ảnh đồ sộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó là một đầu thi cốt cùng huyết nhục xây tạo mà thành cực lớn tu la quỷ quái, toàn thân tản ra màu đen sát khí, diện mục dữ tợn, trong tay xách theo một cái thi cốt đao, hai mắt đang tức giận nhìn xem trước mặt một điểm đen, không ngừng vung đao chém vào. Đầu này tu la quỷ quái, rõ ràng chính là Tô Tửu nói tới tu la quỷ vương, ngoại trừ vũ thần cùng trụ thần thi cốt oán khí, còn tản ra một cỗ địa ngục ma khí. Cỗ này địa ngục ma khí chính là tới từ hình chi mảnh vụn. Các loại năng lượng phối hợp, làm cho đầu này tu la quỷ vương, khí tức vô cùng cường đại. Mà tại tu la quỷ vương phía trước một điểm đen, chính là Hoàng Tuyền, nàng như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, tại trong tu la quỷ vương tấn công mạnh xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng xuất đao phản kích, nhưng tu la quỷ vương thể trạng nguy nga hùng hậu, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chảm phá. Diệp thần cùng Tô Tửu gặp đánh nhau đã lên, có chút khẩn trương nhìn xem. Sau đó, Diệp thần thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói, Diệu nhi, ta trước tiên rút ra bên trong cơ thể ngươi đồ vật, ngươi liếm tức tính khí, không thể có tạp niệm. Tô Tửu mới nói, hảo, nàng lúc này cũng thu hồi ánh mắt, dứt khoát hai mắt nhắm lại, nằm thẳng trên mặt đất. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, lúc này vận chuyển luân hồi pháp, rút ra Tô Tửu thể nội vĩnh hằng đại nhật. Nói đúng ra, hắn không phải rút ra, mà là thôn phệ. Luân hồi trận pháp vận chuyển lại. Liền tốt giống như một cái cực lớn luân hồi bàn, không ngừng lập lòe tia sáng, cắn nuốt Tô Tửu thể nội vĩnh hằng đại nhật cùng vĩ thú khí. Cái kia vĩnh hằng đại nhật, chiếm cứ tại Tô Tửu trong đan điền, kịch liệt nhiệt độ cao không ngừng tràn ngập phía dưới, sóng nhiệt lại không ngừng lưu chuyển đến nàng toàn thân, nàng khí huyết đã sớm cùng vĩnh hằng đại nhật hòa làm một thể. Cho nên, khi Diệp Thần một chút thôn phệ vĩnh hằng đại nhật năng lượng, Tô Tửu cũng là cảm thấy mình khí huyết bị Diệp Thần không ngừng thôn phệ, thậm chí nàng nguyên âm, nàng cốt tủy, nàng linh khí, nàng tất cả, phảng phất đều muốn bị hấp xả ra ngoài. Loại thống khổ này là hắn không có trải qua. Ca ca, không cần, ta có thể biến mất hay không? Ta sợ. Tô Tửu lập tức khủng hoảng vạn phần, có loại cả người đều bị rút sạch cảm giác, mở mắt, kinh hoàng nhìn xem Diệp Thần, lại muốn đứng dậy, kết thúc trận pháp. Đừng động, không có chuyện gì. Diệp Thần vội vàng làm yên lòng Tô Tửu. Lại vận công hóa ra mấy cái linh khí đai lưng trói lại nàng, miễn cho nàng loạn động. Hắn biết, chính mình thôn phệ hết Tô Tửu năng lượng trong cơ thể, đối với Tô Tửu tới nói, đích xác có thể xưng tai nạn. Đợi cắn nuốt kết thúc, Tô Tửu đem từ một đầu cường đại vĩ thú, thoái hóa thành một người bình thường, thậm chí là phế nhân. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không làm như vậy mà nói, trong cơ thể nàng vĩnh hằng đại nhật tàn phá bừa bãi, đủ để đem nàng cơ thể thiêu đốt thành tro. Tô Tửu con người dần dần phóng đại, cả người ngơ ngác, tại Diệp Thần luân hồi pháp thôn phệ phía dưới, trong cơ thể nàng năng lượng không ngừng đổ xuống, mặc kệ là vĩnh hằng đại nhật, vẫn là vĩ thú khí, vẫn là nàng bản nguyên tu vi khí tức, đều toàn bộ phát triển mạnh mẽ, bị Diệp Thần hấp thu hết. Cùng trống giống khó chịu Tô Tửu so sánh, Diệp Thần liền sảng khoái nhiều, không ngừng hấp thu nhập thể vĩnh hằng đại nhật năng lượng cùng vĩ thú năng lực lượng, cấp tốc tràn ngập hắn toàn thân kinh mạch. Nắm giữ luân hồi huyết mạch Diệp Thần, cơ thể năng lực chịu đựng thập phần cường đại,
đối với Tô Tửu tới nói, có thể xưng nổ tung núi lửa Vĩnh Hằng Đại Nhật, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là thiên đại thuốc bổ. Vĩnh Hằng Đại Nhật nhập thể, Diệp Thần thân thể ông ông tác hưởng, trong lỗ chân lông bắn ra hừng hực viêm mang cùng hắc ám hồn khí. Vĩnh Hằng Đại Nhật hừng hực năng lượng, toàn bộ bị hắn lắng động đến trong đan điền đi, hắn tu vi cảnh giới, cũng là đi theo tấn mãnh đột phá, lập tức liền từ cửu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, tấn thăng đến tình cảnh 8 tầng trung giai. Đến nỗi Vĩnh Hằng Đại Nhật bên trong, ẩn chứa hắc ám hồn khí, các loại hồn tộc tín ngưỡng niệm lực, Diệp Thần toàn bộ dùng để rèn luyện quyết tử ma nhãn. Hắn nắm giữ lấy quyết tử ma nhãn, đó là hồn thiên đế ánh mắt, Vĩnh Hằng Đại Nhật hắc ám hồn khí, mảy may cũng không đả thương được hắn, ngược lại thành hắn rèn luyện ma nhãn chất dinh dưỡng. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Đại Nhật, Tô Tửu vĩ thú trong cơ thể chi lực, cũng toàn bộ bị Diệp Thần cắn nuốt hết. Cỗ này vĩ thú chi lực, vô cùng bành trướng, cùng Vĩnh Hằng Đại Nhật hòa làm một thể, lực lượng cuồng bạo đủ để đem phổ thông thiên đế no bạo, nhưng Diệp Thần huyết mạch vẫn như cũ có thể dung nạp. Hắn đan điền tự động hấp thu vĩ thú năng lượng, tu vi lại lần nữa đột phá, càng là bước vào cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai liệt kê. Vĩnh Hằng Đại Nhật, 6 đuôi năng lượng, nghĩ không ra lại lập tức để cho ta liên phá 2 tầng. Diệp Thần nội tâm mừng rỡ, nhưng nghĩ lại, bất quá, cái này 6 đuôi năng lượng, vẫn là lưu cho Huyết Long tốt nhất. Huyết Long nghe được Diệp Thần lời nói, vội nói, chủ nhân, 6 đuôi năng lượng, người tất nhiên thôn phệ, vậy cũng không cần ói nữa mớm cho ta. Ta tu vi đã đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, lại thôn phệ đồ vật gì, khí tức cũng sẽ không lại tăng tiến, chỉ có thể tràn ra tới. Ngươi chỉ cần đem 6 đuôi pháp tắc huyền bí, truyền thụ cho ta, giúp ta chứng đạo liền có thể. Nó trực tiếp thôn phệ 6 đuôi mà nói, chứng đạo càng nhanh, nhưng tất nhiên Diệp Thần đã thôn phệ, nó liền không muốn lại gọi Diệp Thần phun ra, bằng không Diệp Thần tu vi bởi vậy rơi xuống, cũng không hẳn diệu. Bây giờ Huyết Long cần là 6 đuôi pháp tắc huyền bí. Vậy cũng có thể. Diệp Thần gật gật đầu, nội tâm bình tĩnh trở lại, mở to mắt, liền thấy Tô Tửu mất đi Vĩnh Hằng Đại Nhật cùng vĩ thú chi lực sau, con người lao nhanh mở rộng, gương mặt trắng bệch, cả người giống như muốn chết đi, vô lực co quắp ngủ ở địa. Diệu Nhi cô nương. Diệp Thần chỉ sợ nàng thật đã chết rồi, vội vàng đi tới đem nàng ôm lấy, lại gõ mở miệng của nàng, cúi đầu độ một ngụm chân khí đi vào. Nhận được Diệp Thần chân khí bổ sung, Tô Tửu khuôn mặt liền khôi phục hồng nhuận, từ từ mở mắt, con mắt của nàng vẫn như cũ giống như trước kia thanh tịnh, nhưng ánh mắt dường như bất đồng rồi, không còn thuần chân, ngược lại là lộ ra một cỗ như khe núi u tuyền một dạng lãnh tịch, lại hình như là vô ngân tinh không thâm thúy. Thậm chí, Diệp Thần từ sâu trong con mắt của nàng, tựa hồ thấy được một cái thời gian luân bàn đồ đằng, đó là thời gian pháp tắc chí cao tượng trưng, là thần đồ đằng. Ngươi là... Cảm quan 10 phần bén nhạy Diệp Thần, trong nháy mắt liền phát giác không đúng, lập tức cảnh giác lên, buông ra Tô Tửu thân thể, chính mình như là dã thú bắn người lên. Tô Tửu chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn Diệp Thần, lại có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười đậu cong. Ngươi không phải Tô Tửu, ngươi là ai? Diệp Thần cảnh giác mà hỏi, vừa mới Tô Tửu bị hắn thôn phệ hết tất cả năng lượng, khí tức hoàn toàn bị rút sạch. Hẳn là liền thoái hóa thành người bình thường. Nhưng nàng lúc này, lộ ra một cỗ trầm ổn lão luyện khí chất, thể nội khí tức tựa hồ thâm bất khả trắc, thậm chí thắng qua Diệp Thần. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, Tô Tửu giống như hồ bị cái gì tồn tại cường đại bám vào người. Tô Tửu nghe Diệp Thần tra hỏi, chỉ mỉm cười, nói, ngươi đoán. Diệp Thần ánh mắt chớp động, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, tựa như phúc trí tâm linh đồng dạng, nói. Ngươi là trụ thần. Tô Tửu cười nói, oa, ánh mắt ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà lập tức liền đoán được thân phận của ta, ha ha. Diệp Thần chấn động trong lòng, quả nhiên, Tô Tửu bị người phụ thân. Mà phụ thân nàng người, chính là 72 trụ thần bên trong, nắm giữ lấy thời gian pháp tắc trụ thần. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần đề phòng hỏi. Tô Tửu đồng tử chỗ sâu thời gian luân bàn, chậm rãi hiển hóa ra ngoài, cả người nàng khí chất, cũng là trở nên cao quý ưu nhã. Cười nói, cũng không có gì, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện thôi. Diệp Thần nói, tâm sự. Tô Tửu cười nói, đúng vậy, ngươi có thể nuốt vào Diêm Ma Tử Thần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, xem ra cái kia truyền thuyết thật sự, Quang Chi Tử đã giáng sinh, mà ngươi, chính là Quang Chi Tử. Chỉ có Quang Chi Tử, mới có tư cách luyện hóa trụ thần, thôn vệ trụ thần hết thảy. Diệp Thần nói, ngươi có thể sai lầm cái gì, trừ ta ra.
mà Phi Thiên cũng nuốt luôn nửa cái trụ thần, chẳng lẽ hắn cũng là quang chi tử? Tô Tửu cười nói, ha ha, hắn làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Trụ thần năng lượng, thân thể của hắn không chứa được bao lâu, sớm muộn sẽ bị phản vệ cùng bao phủ. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi nhìn nhưng không có bị phản vệ dấu hiệu, thậm chí ngay cả thiên tổ, đều nghĩ đem huyết nhục của mình linh hồn hiến tặng cho ngươi. Ngươi chính là quang chi tử, không có sai. Diệp thần nhún vai một cái nói, tùy ngươi nói thế nào, tốt a, liền giả thiết ta là quang chi tử, sau đó thì sao? Tô Tửu hai mắt lộ ra như dã thú tia sáng, có chút xảo trá nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng dã cùng không hiểu hưng phấn, nói, tiếp đó, ngươi liền có thể ăn hết ta. Ngươi có thể ăn mất Diêm Ma tử thần, tự nhiên cũng có thể ăn hết ta. Ngươi ăn hết ta, ta liền có thể giải thoát rồi. Ta thực sự là chịu đủ rồi, ngươi là thái sơ dòng dõi, các ngươi cùng u ác tính ở giữa tranh đấu, là chuyện của các ngươi, tại sao muốn kéo ta xuống nước đâu? Ta vốn cũng không nên sinh ra, từ đản sinh một ngày kia trở đi, ta liền thừa nhận phần thiên đại kiếp vô biên đau đớn. Hôm nay ta cuối cùng nhìn thấy giải thoát hy vọng, ăn hết ta, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Trụ thần quyền hành, còn có phần thiên đại kiếp, phúc cùng họa, thiện và ác, quang cùng ám, đều là các ngươi đồ vật. Không liên quan gì đến ta, ta không nên xuất sinh. Nói xong lời cuối cùng, Tô Tửu âm thanh lại dẫn vặn vẹo oán khí cùng phẫn uất, giống như Phong Tinh Tuyết oán hận, nàng cũng tại oán hận Thái Sơ, bất quá không dám giống Phong Tinh Tuyết biểu lộ đến rõ ràng như vậy. Thái Sơ cùng u ác tính ở giữa tranh đấu, tai họa trụ thần bản thân liền có thể nói là Thái Sơ người đại diện, kế tục Thái Sơ ý chí, gánh vác sáng thế sứ mệnh. Nhưng trụ thần sinh ra sau đó, lại có ý thức độc lập của mình, tỉ như trụ thần, nàng thực sự không muốn sáng thế cái gì, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân không nên sinh ra cũng chỉ là chịu khổ. Cho nên bây giờ, trụ thần liền nghĩ thỉnh cầu Diệp thần, đem nàng ăn hết, để cho nàng được đến giải thoát. Diệp thần ngẩn ngơ, im lặng nhìn xem Tô Tửu, không nghĩ tới trụ thần phụ thân để phủ xuống, lại là muốn gọi chính mình ăn hết nàng. Như thế nào, chịu ăn hết ta sao? Nếu như ngươi không chịu, ta liền đi tìm u ác tính chi tử, ha ha, nếu là u ác tính chi tử thôn vệ lực lượng của ta, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là chuyện gì tốt ha. Tô Tửu ngắm nhìn Diệp thần, lạnh lùng cười nói. Diệp thần nói, u ác tính chi tử là ai? Tô Tửu mới nói, ta còn không biết, nhưng hẳn là ngay tại xấu thần lãnh địa, hơn nữa cũng sắp thức tỉnh, ngươi tốt nhất đừng đem ta ép tới u ác tính chi tử bên kia. Diệp thần sầm mặt lại, nhớ tới cổ tinh môn trưởng môn Vũ Nguyệt. Cũng là đi xấu thần tộc lãnh địa, chính là muốn đi tìm u ác tính chi tử. Hắn biết rõ can hệ trọng đại, trụ thần quyền hành không thể coi thường, nếu là thật rơi xuống độc dì lựu chi tử trong tay, hậu quả khó mà lường được, mà Phi Thiên chính là vết xe đổ. Cân nhắc đến phần thiên đại kiếp dày vò, Diệp thần thực sự không muốn lại thôn vệ trụ thần, nhưng càng không thể nhìn xem trụ thần quyền hành, rơi xuống người khác trong tay. Trụ trước thần bối, coi như ta muốn ăn tươi ngươi, bây giờ cũng ăn không vô a. Diệp thần con mắt híp lại, cân nhắc ngôn từ đạo. Tô Tửu cười nói, đích xác, ngươi tuy có thiên đế hoàng khí, nhưng bản thể tu vi cuối cùng còn chưa đủ, ít nhất phải chờ ngươi đốt sáng lên ma ngục mệnh tinh cùng thiên đế ra lệnh tinh, ngươi mới có thôn phệ tư cách của ta. Cho nên, hiện tại lời nói, ta chỉ cần ngươi một cái cam kết, tương lai ngươi luân hồi thất tinh hoàn toàn thắp sáng, ta muốn ngươi ăn hết ta, thứ thuộc về ngươi, ngươi toàn bộ lấy về, ta cũng không muốn lại thay ngươi chịu khổ. Trong lòng nàng, từ đầu đến cuối cho rằng Diệp thần chính là quang chi tử, nàng quyền hành, nỗi thống khổ của nàng, nàng hết thảy, cũng là thái sơ chi quang ban cho, mà nàng không muốn tiếp nhận đây hết thảy, nàng muốn Diệp thần toàn bộ lấy về. Trong lòng Diệp thần thoáng qua muôn vàn ý niệm, biết ở giờ phút quan trọng này, thực sự không dung hắn lẩn tránh từ chối, hắn liền gật đầu nói, ân, nếu như ta thực sự là cái gì quang chi tử, tương lai của ta sẽ thôn phệ ngươi, giúp ngươi giải thoát. Diệp thần đáp ứng, nhưng nói chuyện có lưu chỗ trống, vạn nhất hắn không phải quang chi tử, sự tình còn có chu toàn chỗ trống. Trụ thần quyền chui ngập trời uy năng sau lưng, là kịch liệt đại kiếp đau đớn, không đến vạn bất đắc dĩ, Diệp thần tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Tô Tửu nghe được Diệp thần hứa hẹn, lập tức đại hỉ, nói, rất tốt. Có ánh sáng chi tử hứa một lời, vậy ta an tâm. Ầm ầm. Lúc này, chỉ nghe thi hài sơn mạch chỗ sâu. Truyền đến một hồi kinh người tiếng vang, có đỉnh núi đổ sụp, một bóng người bay ra, Tu La Quỷ Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, cuồng dậm chân đuổi theo. Cái kia bay ra bóng người, chính là Hoàng Tuyền,
chỉ thấy tay nàng cầm một khối trong suốt tảng đá, phía trên đan xen thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tia sáng, nhìn bộ dáng chính là trầm linh thạch. Hoàng Tuyền trở lại Diệp Thần cùng Tô Tửu bên cạnh, nàng còn không có phát giác Tô Tửu khác thường, thoáng thở dốc một hơi, nắm thật chặt trong tay tảng đá, hướng Diệp Thần nói. Diệp đại nhân, trầm linh thạch ta lấy được, nhưng mà đằng sau gặp nguy hiểm. Hổ thẹn, cái kia Tu La Quỷ Vương thế lớn, ta chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lách qua nó cướp đi nó trong động quật trầm linh thạch, chúng ta đi nhanh đi. Hoàng Tuyền nhìn thấy phía sau Tu La Quỷ Vương, chính đại dẫm chân gào thét cuồng xông lại, cao ngàn trượng nguy nga thân thể, quả thực là một tôn viễn cổ ma thần, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Lấy nàng thực lực tu vi, đương nhiên có thể cùng Tu La Quỷ Vương cứng đối cứng, nhưng hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, nàng còn nghĩ hộ tống Diệp Thần đi đế rơi vũ trụ, cho nên không muốn ở đây thất bại. Nàng dùng cái mưu lợi biện pháp, lách qua Tu La Quỷ Vương cướp được trầm linh thạch, nhưng cũng không có đem Tu La Quỷ Vương giải quyết đi. Diệp Thần nhìn thấy Tu La Quỷ Vương đuổi giết tới, bước chân nặng nề đạp đến đất rung núi chuyển, hung hãn sát khí sôi trào, hắn cũng là thoáng qua một tia ngưng trọng, nói, đi. Lập tức, Diệp Thần, Hoàng Tuyền, Tô Tửu ba người, liền muốn đi ra ngoài. Gào. Nhưng, chỉ nghe Tu La Quỷ Vương rít lên một tiếng, phổ biên sát khí nổ tung, chung quanh từng tòa huyết nhục núi thây, chịu đến tác động, ùng ùng buông lỏng. Rất nhiều thi hài huyết nhục ngưng kết thành từng đầu zombie một dạng quái vật, động tác lại như dã thú linh hoạt, bá 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 nhảy vọt bay lên, lập tức cản lại Diệp Thần ba người đường đi, đem bọn hắn triệt để vây giết. Thấy thế, Diệp Thần sầm mặt lại, tuyệt mệnh thiên kiếm trong tay hiện lên, liền muốn giết ra một đường máu. Nhưng ở lúc này, lại nghe Tô Tửu quát lạnh một tiếng nói, lăn đi. Chung quanh rất nhiều huyết nhục quái vật, vốn là chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng nghe đến Tô Tửu tiếng quát sau, từng cái quái vật toàn bộ đều ngẩn ra, tựa như là từng cái lọt vào chủ nhân quát mắng cẩu, nhao nhao rút lui về sau. Diệp Thần thấy tình cảnh này, nhãn tình sáng lên, nghĩ đến là Tô Tửu bị trụ thần phụ thân, mà chung quanh quái vật, trên bản chất chính là trụ thần cùng vũ huyết nhục của thần biến thành, cho nên trụ thần giận dữ, quần ma lui tránh. Hoàng Tuyền thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tô Tửu, cũng cảm giác được Tô Tửu khí chất biến hóa. Lẩm bẩm nói, nữ nhân này, chẳng lẽ là... Tô Tửu mới nói, đi, trước tiên ra bên ngoài bay lượn mà đi. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền theo sát phía sau, ba người nhanh chóng rời đi, chung quanh quần ma quái vật khoanh tay cúi đầu, không dám đuổi theo. Hậu phương Tu La Quỷ Vương, rất là kinh ngạc chấn động, không rõ ràng cho lắm, tại giết hại bản năng điều khiển, vẫn như cũ gầm thét hướng Diệp Thần ba người truy sát mà đến. Nó cao ngàn trượng thân thể, đạp đến đại địa nứt ra. Trên mặt đất từng cái khe hở lan tràn bạo liệt, Diệp Thần ba người trước mặt có một khối miếng đất sụp đổ lên, ngăn cản bọn hắn cước bộ. Giống, Tu La Quỷ Vương liền gầm thét, vung đao từ sau chém giết mà đến. Diệp Thần cầm kiếm đang muốn nghênh kích, chợt thấy một đạo kiếm mang sáng chói, giống như thiên ngoại phi tiên, chưa bao giờ biết thời không chém xuống, thổi phù một tiếng, liền đem Tu La Quỷ Vương cao ngàn trượng thân thể, từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề xé ra thành hai nửa. Tu La Quỷ Vương bị mổ xẻ khuôn mặt, dừng lại lấy thần sắc kinh ngạc, hai nửa thân thể hướng về hai bên oanh rớt xuống đi, nhưng còn không có rơi vào mặt đất, liền vỡ vụn thành một chút máu thịt, lại ma diệt hóa thành cho tàn, thậm chí hư vô, đến cuối cùng thậm chí ngay cả không cái khái niệm này đều không tồn tại. Đạo kiếm mang kia, kiếm đạo sát phạt chi lăng lệ, quả thực là siêu phàm nhập thánh, một kiếm cuốn theo vô thượng kiếm ý, đem Tu La Quỷ Vương thân thể cao lớn, triệt để ma diệt, hủy giết, vỡ vụn. Tựa như là giảm chiều không gian đả kích, là tinh không bị ngạn đối với không không lúc nào chống không giảm chiều không gian đả kích. Mắt thấy như thế kinh diễm nhất kiếm, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền có chút ngây dại. Bị trụ thần phụ thân Tô Tửu, nhưng là nhíu chặt lông mày, nhìn xem trên bầu trời, xuất hiện một cái thời không vòng xoáy, một thiếu nữ, tay cầm trường kiếm, chậm rãi từ thời không trong vòng xoáy hàng lâm xuống. Thiếu nữ dung mạo, có thể xưng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Khí chất lại như khinh vân che nguyệt, lưu phong trở về tuyết, mặc một bộ tươi mát lịch sự tao nhã lục sắc áo đuôi ngắn cùng một cái quần cụt, trần trụi đi ra ngoài cánh tay, cái rốn, bắp chân, da thịt như tuyết trắng nõn, lại oánh oánh phát quang, toàn thân càng lượn lờ một tầng hòa hợp tinh quang. Cái kia tinh quang, tinh khiết, sáng long lanh, thâm thúy, rõ ràng huyền xuất trần, không nhiễm hắc ám, đây không phải là không không lúc nào khoảng không có thể có tinh quang, là bỉ ngạn tinh quang. Thiếu nữ này càng là đến từ tinh không bỉ ngạn. Thương thiên lạc nguyệt.
Diệp Thần biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, cái này Lục Y thiếu nữ không phải người bên ngoài, chính là đại chúa tể muội muội, Thương Thiên Lạc Nguyệt. Trước đó Diệp Thần từng vận dụng luân hồi, trở lại quá khứ, cứu chữa qua thụ thương Thương Thiên Lạc Nguyệt, thời điểm đó Thương Thiên Lạc Nguyệt, thụ thương phía dưới khí chất suy yếu, Diệp Thần không lấy làm lạ, bây giờ nhìn thấy nàng chân thân, nhìn thấy khí tức của nàng viên mãn bộ dáng, hắn liền có loại vô cùng cảm giác kinh diễm. Đó là một loại cao quý ưu nhã lại thanh thuần hoạt bát khí chất, lại bởi vì xuất thân tinh không bỉ ngạn, trời sinh có tinh không chúc phúc, thực sự là trên bầu trời thần nữ, không phải bình thường thời không nữ tử có thể so sánh. Diệp Lang, ngươi còn nhớ rõ ta? Ta liền biết trong lòng ngươi có ta, vĩnh viễn sẽ không quên ta. Thương Thiên Lạc Nguyệt nghe được Diệp Thần nỉ non, thấy hắn còn nhớ mình tên, lập tức vui vẻ vạn phần, hai con ngươi ánh sao lấp lánh, liền thu trường kiếm, từ trên trời hạ xuống tới, như hồ điệp nhanh nhẹn chạy đến Diệp Thần trước người. Nàng chạy đến Diệp Thần trước người ba bước chỗ, liền có chút bứt rứt đỏ mặt dừng bước, trên mặt vui vẻ bên trong lại dẫn ngượng ngùng, mặt tràn đầy hoa đào gió xuân hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Tuyền cùng Tô Tửu, có chút kinh ngạc nhìn xem hai người. Thương Thiên Lạc Nguyệt nắm vuốt góc áo, nói, Diệp Lang, ta trước đây kêu qua ngươi, ngươi rõ ràng nghe được thanh âm của ta, vì cái gì lại muốn chém đánh gãy liên lạc. Nàng từ tinh không bỉ ngạn bên trên hàng lâm xuống, chỉ vì tìm kiếm Diệp Thần, lại bị vây khốn với hắc ám xâm lâm bên trong, nàng từng kêu qua Diệp Thần, nhưng Diệp Thần nghe được tiếng kêu của nàng sau, liền lập tức chặt đứt nhân quả. Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói mình sợ nàng sẽ thoát khốn, liền trầm ngâm nói, Ngô, cái này nói rất dài dòng, chúng ta sau này hãy nói, Lạc Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp, người như thế nào từ trên trời sao xuống. Thương Thiên Lạc Nguyệt nhếch miệng, nói, ngươi thiên cơ nhìn rõ, rõ ràng đều biết, cần gì phải hỏi lại. Ta thích ngươi, Diệp Lang, tâm ta, ngươi cũng nhìn thấy đi. Nàng nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, đặt ở chính mình mềm mại trên ngực. Diệp Thần cảm nhận được nàng cái kia mãnh liệt tim đập, chỉ một thoáng lâm vào ngơ ngẩn trong đờ đẫn. Hắn thấy qua nữ tử quả thực không thiếu, nhưng giống Thương Thiên Lạc Nguyệt như vậy, trực tiếp thẳng thắn tâm ý, không hề cố kỵ mất tự nhiên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, châm trước phía dưới ngôn từ, nói, Ngô, Lạc Nguyệt cô nương, cảm ơn ngươi ưa thích. Thương Thiên Lạc Nguyệt vui vẻ nói, vậy ngươi thích ta sao? Diệp Thần nói, cái này sao? Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần biểu tình do dự, sắc mặt lập tức liền buồn bã, sâu xa nói, ngươi không thích ta sao? Sau đó, nàng thanh tịnh tinh khiết đôi mắt, chợt trở nên sát khí xâm nghiêm, lườm Hoàng Tuyền cùng Tô Tửu một mắt, đạo, ngươi bị giữa trần thế nữ tử mê hoặc, hai nữ nhân này, còn có cái gì Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Nhậm Thiên Nữ, thần sắc đẹp, các nàng cũng là một đám yêu tinh, chỉ có thể hút lấy nghiền ép ngươi dương khí, làm ngươi rơi vào vô biên tình kiếp trong bể khổ. Diệp Lang, ngươi đừng sợ, ta thay ngươi đem các nàng giết hết tất cả. Thế gian này không có nữ nhân mê muội đi nữa ngươi, ngươi liền biết ta tốt. Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng bỗng nhiên bốc lên trường kiếm, trên thân kiếm tinh quang nổ tung, liền muốn hướng về Tô Tửu ám sát mà đi. Nàng còn không biết Tô Tửu bị trụ thần phụ thân, nhưng xuất phát từ tinh không võ giả cường đại trực giác bén nhạy, nàng cảm thấy nữ nhân này vô cùng không đơn giản, nhất thiết phải trước tiên trảm trừ. Đừng xung động. Diệp Thần vội vàng đè lại Thương Thiên Lạc Nguyệt bàn tay, ai một tiếng thở dài. Thương Thiên Lạc Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, Diệp Lang, như thế nào, người không nỡ giết chết các nàng sao? Những nữ nhân này thực sự là đáng giận, làm hại người bị tơ tình quấn quanh, không thể kéo đánh gãy, người đừng sợ, ta bảo vệ ngươi, ta thay ngươi giết sạch các nàng chính là. Lại muốn giơ kiếm động thủ. Diệp Thần tiếp tục bắt được bàn tay nàng, không cho nàng loạn động, nói, không thể. Lạc Nguyệt cô nương, người trước tiên tỉnh táo một chút. Thương Thiên Lạc Nguyệt ngắm nhìn Diệp Thần ánh mắt, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, ngẩn ngơ, lại lộ ra một vòng chua xót chi sắc, nói. Diệp Lang, người không thích ta, còn muốn che chở những nữ nhân khác. Diệp Thần nói, không phải, Lạc Nguyệt cô nương. Thương Thiên Lạc Nguyệt đánh gãy hắn nói, người bị mê hoặc quá sâu, Diệp Lang, ân, người trước tiên ở lại bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Ta lại thay ngươi giết chết bên ngoài nữ nhân, đem ngươi từ tình kiếp trong bể khổ cứu thoát ra. Nói đi, nàng đột nhiên tránh ra khỏi Diệp Thần gò bó, trở tay một kiếm ám sát, hướng Diệp Thần ngực bụng đâm tới, kiếm thế sắc bén hết sức ác liệt, hoàn toàn không có mảy may lưu tình.
Nàng nói muốn đem Diệp Thần giữ ở bên người, không cho hắn chạy loạn, chính là muốn một kiếm đem Diệp Thần đâm thành trọng thương. Diệp Thần hãi dị, không nghĩ tới Thương Thiên Lạc Nguyệt lại đột nhiên công kích mình, may mắn hắn phản ứng thần tốc, người nhẹ nhàng lùi về sau trốn một cái, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm lại làm ngực giơ lên, đinh một tiếng, liền ngăn trở Thương Thiên Lạc Nguyệt mũi kiếm, tia lửa tung tóe. Song kiếm va chạm phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ xâm nghiêm kiếm ý bén nhọn thấu ngực mà vào, cơ hồ muốn xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, biết Thương Thiên Lạc Nguyệt kiếm đạo quá lợi hại, đó là tinh không bỉ ngạn kiếm đạo, là cửu thiên môn phiệt bên trong, Thương Thiên gia tộc Thương Thiên Thần kiếm lưu, kiếm ý phá thiên, xuyên qua thiên đạo, uy thế coi là thật kinh người. Bước chân hắn lần nữa lui lại, thần giáp mệnh tinh chúc phúc chi lực tự động phát động, hòa dịu trong cơ thể hắn bị xung kích. Cũng may mắn Diệp Thần nắm giữ lấy thần giáp mệnh tinh, bằng không thì vừa mới Thương Thiên Lạc Nguyệt nhất kiếm, đã để hắn tạng phủ bể nát. Tinh không bỉ ngạn kiếm đạo, liền cường hãn đến nước này. Quang chi tử, nữ nhân này điên rồi. Tô tử hội tụ tia sáng, trong tay ngưng tụ ra một cái ánh sáng của bầu trời trường kiếm, dậm chân tiến lên, một cái tràng vực tại dưới chân nàng trải ra mở ra, đem chung quanh không gian toàn bộ bao phủ lại. Ta tới ngăn lại nàng a, Hoàng Tuyền cô nương, ngươi mang quang chi tử rời đi, chậm một chút ta lại đi đế rơi vũ trụ cùng các ngươi hội hợp. Nàng xưng hô Diệp Thần vì quang chi tử, cũng không gọi luân hồi chi chủ hay là Diệp Thiên Đế, là nhận định Diệp Thần chính là Thái Sơ dòng dõi. Hoàng Tuyền lông mày nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, muốn nghe Diệp Thần ý kiến. Lúc này Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn thấy Tô Tửu động thân đi ra, hừ một tiếng, nói, số nữ nhân, người cút ngay cho ta, Diệp Lang là ta. Nàng huy kiếm liền hướng Tô Tửu đâm tới, nhưng người tại trong Tô Tửu tràng vực, kiếm chiêu lại trở nên vô cùng trì trệ chậm chạp. Thời gian pháp tắc, ngươi là trụ thần. Thương Thiên Lạc Nguyệt lấy làm kinh hãi, lập tức phát giác dưới chân tràng vực, tràn ngập các loại huyền diệu quỷ bí thời gian pháp tắc, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Cho nên cũng dẫn đến thế công của nàng, cũng là trở nên vô cùng chậm chạp. Nàng là hạng người nào, chính là tinh không bỉ ngạn Thương Thiên gia tộc thánh nữ, buông xuống đến không không lúc nào khoảng không sau, coi như chịu đến thiên đạo pháp tắc hạn chế, 10 thành thực lực không phát huy ra một thành, vốn lấy nàng thực lực trước mắt, miểu sát đỉnh cấp thiên đế không thành vấn đề, cước bộ lại bị Tô Tửu một cái tràng vực ngăn cản lại. Cơ hồ là trong chớp mắt, Thương Thiên Lạc Nguyệt thì nhìn rõ ràng Tô Tửu thân phận. Bộ dạng này thanh thuần thiếu nữ túi ra sau lưng, là mạnh đại trụ thần linh hồn ý chí. Nếu biết thân phận của ta, vậy còn không thúc thủ chịu trói. Tô Tửu lạnh lùng nói. Thương Thiên Lạc Nguyệt hừ một tiếng, nói, trụ thần lại như thế nào, tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, thực lực ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu. Ta không quản ngươi là ai, dám cướp ta tình lang, ta muốn ngươi chết. Nói đi, Thương Thiên Lạc Nguyệt sau lưng khí tức bành trướng. Một cỗ tinh không nhật nguyệt thần quang vọt lên, là tả hóa thành ngàn vạn phi kiếm, đem Tô Tửu bày ra tràng vực triệt để xoắn nát, tất cả thời gian pháp tắc gò bó toàn bộ chém chết. Tiếp theo sát, Tô Tửu phá không nhất kiếm, như nhật nguyệt ngày qua, tinh không thần quang vượt qua thời không bỉ ngạn, hừng hực kiếm quang nhoáng một cái, mũi kiếm đã quán xuyên Tô Tửu trái tim. Thấy thế, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền đều là kinh hãi. Nhưng một loáng sau, đã thấy Tô Tửu trên mặt mang lãnh đạm đường cong. Không chút nào hoảng, lui về phía sau mấy bước, sau đầu hiển hóa ra một cái thời gian luân bàn kim đồng hồ trở về đẩy chuyển một chút, nàng nơi buồng tim vết thương vậy mà khép lại. Hoặc nói đúng ra, nàng không phải vết thương khép lại, mà là để cho trên người mình thời gian chảy ngược rồi, trở lại không có chịu vết thương chí mạng thời điểm. Đây là phi thường cao minh thời gian pháp tắc thủ đoạn, Diệp Thần cũng có thể làm đến, nhưng cần trả một cái giá thật là lớn. Mà Tô Tửu thi triển ra, lại là hời hợt. Không hổ là thời gian chi thần. Hoàng Tuyền thấy vậy tràng diện, khen ngợi một tiếng. Thương Thiên Lạc Nguyệt khẽ cắn môi, biết trụ thần khó đối phó, nhưng trong lúc trước mắt, nàng cũng không khả năng lùi bước, tiếp tục huy kiếm ám sát mà đi, lại hướng Diệp Thần nói. Diệp Lang, mau tới giúp ta. Hoàng Tuyền đạo, Diệp Đại Nhân, nữ nhân này điên điên khùng khùng, chúng ta cùng trụ thần cùng một chỗ liên thủ, trước tiên trấn áp nàng lại nói. Nàng sợ trụ thần chịu trụ thần khế ước hạn chế, không phát huy ra bao nhiêu thực lực, vạn nhất đánh không lại Thương Thiên Lạc Nguyệt, cái kia cực kỳ không ổn. Diệp Thần nói, không được, ta không thể gây tổn thương cho nàng. Hắn biết, Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với chính mình lưu luyến si mê cực sâu, nếu như hắn còn liên hợp người bên ngoài vây giết nàng, nàng đạo tâm sợ là muốn triệt để sụp đổ,
tinh thần vặn vẹo phía dưới, có trời mới biết sẽ ủ ra bao lớn mầm tai vạ. Thương Thiên Lạc Nguyệt nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức đại hỉ, tinh thần lại rất là phấn chấn, nói, Diệp Lang, trong lòng ngươi có ta, ta chết cũng dứt khoát. Nàng phấn chấn phía dưới, kiếm chiêu giống như mưa to gió lớn ám sát, ép Tô Tửu liên tiếp lui về phía sau. Tô Tửu cũng không vội vàng, vững vàng múa kiếm phòng thủ, chấn định tự nhiên, chờ đợi cơ hội phản kích, lại hướng Diệp Thần nói, Quang Chi Tử, các ngươi đi trước, không cần lo lắng cho ta. Nhanh đi đế rơi vũ trụ, ta dự cảm đến, tựa hồ có biến cố gì phát sinh, các ngươi không đi nữa mà nói, chỉ sợ không tiếp tục cướp đoạt hình chi mảnh vụn hy vọng. Nghe được Tô Tửu lời nói, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền chấn động trong lòng, hai người nhìn nhau. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần quả nhiên bắt được một luồng khí tức nguy hiểm. Đó là huyền yêu khí tức. Huyền yêu sắp chết. Một khi huyền yêu chết đi, Diệp Thần liền sẽ không có khả năng cướp đoạt hình chi mảnh vụn. Diệp Thần cũng không biết, huyền yêu cùng hình chi mảnh vụn ở giữa, có liên hệ gì, cũng không hiểu vì cái gì huyền yêu chết, hắn liền không thể cầm tới hình chi mảnh vụn. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn chính là bắt được dạng này nhân quả. Huyền yêu tiền bối phải chết, đây là có chuyện gì? Ta không thể nhìn hắn chết đi, cũng không thể tùy ý hình chi mảnh vụn, rơi vào người bên ngoài trong tay. Trong lòng Diệp Thần thoáng qua các loại ý niệm, gặp Tô Tửu cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt kiếm quang giao thoa, động tác mau lẹ, hai người khí tức lại cực kỳ thâm hậu kéo dài, tương chiến phía dưới, chỉ sợ là 10 ngày 10 đêm đều phân không ra thắng bại. Diệp Thần không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải nhanh chóng đi đế rơi vũ trụ, mặc kệ là vì cứu viện huyền yêu, vẫn là cướp đoạt hình chi mảnh vụn, cũng không thể kéo dài nữa. Trụ trước thần bối, Lạc Nguyệt cô nương, chúng ta ngày khác gặp lại. Diệp Thần hướng về Tô Tửu cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt chắp tay, không thiên về đản hướng bất kỳ người nào, kỳ thực là vì để tránh cho tổn thương Thương Thiên Lạc Nguyệt lòng tự trọng, hắn mang theo Hoàng Tuyền quay người rời đi. Diệp Lang, Thương Thiên Lạc Nguyệt dậm chân, muốn hướng Diệp Thần đuổi theo, nhưng bị Tô Tửu ngăn lại. Nàng dưới sự phẫn nộ, huy kiếm liên tục bổ, Tô Tửu phòng thủ đến giọt nước không lọt. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền đã đi xa, tranh tranh kiếm kích âm thanh không ngừng từ phía sau truyền đến. Diệp đại nhân, chúng ta bây giờ đi đế rơi vũ trụ sao? Hoàng Tuyền hỏi, vừa đem Trầm Linh Thạch cùng Hoàng Đồ Kiếm đều giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy Trầm Linh Thạch cùng Hoàng Đồ Kiếm, nói, ân, không thể đợi thêm nữa, bây giờ xuất phát. Hoàng Tuyền đạo, hảo. Lập tức, hai người cấp tốc hướng về đế rơi vũ trụ chạy tới, lần này không tiếp tục đụng tới ngoài ý muốn gì, hai người rất thuận lợi liền đi đến hắc ám xâm lâm vùng đất trung ương, giống như hồ nước trong suốt, in vào trên đất đế rơi vũ trụ, lần nữa hiện ra ở hai người trước mắt. Diệp Thần nhìn xem mảnh này trong suốt như hồ vũ trụ tinh không, chỉ thấy đầy sao ở trong đó vẫn lạc, nhật nguyệt chìm nổi, từng cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Hắn cẩn thận dưới sự cảm ứng, phát hiện huyền yêu khí tức càng ngày càng yếu ớt, nội tâm cũng là 10 phần lo nghĩ, hướng Hoàng Tuyền đạo, chúng ta đi vào. Nói đi, Diệp Thần không nói hai lời, liền nhảy vào đế rơi trong vũ trụ. Hoàng Tuyền cũng là không có nửa điểm do dự, lập tức đi theo nhảy vào đi. Hai người nhảy vào đế rơi vũ trụ sau, cảm giác cũng không phải chìm vào trong nước, mà là giống từ trên cao rơi xuống mà đi, hướng vực sâu không đáy rơi xuống đồng dạng, có loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liền thấy đây là một mảnh thâm thúy hắc ám vũ trụ tinh không, nhưng không có nửa điểm trật tự quỹ tích, chỉ có vô biên hỗn loạn, tất cả nhật nguyệt tinh thần đều tại cuồng loạn bay múa, va chạm nhau nổ tung phát ra kinh thiên tiếng vang. Các loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, như hỗn độn sơ khai, lại thiên tai không ngừng, đánh thẳng vào Diệp Thần ánh mắt, có rất nhiều mảnh vỡ thiên thạch cùng vũ trụ thiên tai tia sáng phóng xạ, điên cuồng hướng về hắn cùng Hoàng Tuyền tập sát mà đến. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra Trầm Linh Thạch, đem linh khí quán chú đi vào. Ông! Trầm Linh Thạch năng lượng mở ra, ẩn chứa ở trong đó thời không pháp tắc, trụ thần ý chí, trong nháy mắt tỏa ra, tại Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền chung quanh tạo thành một cái trật tự tràng vực. Ở mảnh này trật tự tràng vực phía dưới, hai người mất trọng lượng cảm giác lập tức tán đi, vững vàng lơ lửng giữa không trung, chung quanh bay vụt đến mảnh vỡ thiên thạch, cũng toàn bộ bị Trầm Linh Thạch thời không pháp tắc bích chướng chặn. Linh thạch này quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần nắm Trầm Linh Thạch, nội tâm ám buông lỏng một hơi. Đế rơi trong vũ trụ, pháp tắc hỗn loạn, vô số bể tan tành nhật nguyệt tinh thần, nổ tung tàn phá bừa bãi thành kinh khủng thiên tai, nếu như không có thủ đoạn đặc thù phòng thân mà nói,
thiên đế luân hãm vào này, đều muốn bị chôn vùi. Có trầm linh thạch bảo hộ, Diệp thần lập tức thì ung dung nhiều. Hoàng Tuyền đạo, Diệp đại nhân, ta nghe thần sắc đẹp đại nhân nói, đế rơi vũ trụ là âm dương nhị khí tạo hóa mà thành, vùng vũ trụ này hạch tâm, là âm dương mệnh luân. Nắm giữ âm dương mệnh luân, liền có thể trưởng khống toàn bộ đế rơi vũ trụ. Diệp thần nói, âm dương mệnh luân. Hoàng Tuyền đạo, đúng vậy, vùng vũ trụ này khắp nơi tràn ngập hỗn loạn cùng vẫn diệt pháp tắc, chỉ có tại âm dương mệnh luân phụ cận, sinh ra có vững chắc trật tự. Âm dương giả, thiên địa thủy nguyên A, âm dương nhị khí, là thiên địa bản nguyên chi khí, âm dương thuận sinh khả tạo hóa vũ trụ, nghịch phản liền có thể tạo thành trùng kích cực lớn, thuận vì thiên, nghịch vì tai. Đế rơi vũ trụ hỗn loạn vẫn diệt pháp tắc, cũng là âm dương nghịch phản diễn sinh ra tới thiên tai, nhưng nếu như chỉ có hỗn loạn nghịch phản mà nói, pháp bảo này liền triệt để không kiểm soát, tại trong vũ trụ, nhất định có âm dương hóa sinh trật tự tồn tại. Diệp thần nghe xong Hoàng Tuyền lời nói, có chút hiểu được, tầm mắt cũng là mở rộng rất nhiều, càng thêm rõ ràng nhìn rõ tinh tường mảnh này đế rơi vũ trụ thiên cơ cấu tạo. Âm dương mệnh luân, ở chỗ này, Diệp thần nhìn chuẩn một cái phương hướng. Bắt được âm dương khí tức chỗ cốt lõi, liền hướng phương hướng kia bay đi. Hắn cũng có thể cảm thấy, huyền yêu yếu ớt khí tức, còn có hình chi mảnh vụn khí tức, cũng là từ nơi này phương hướng chuyển đến. Hoàng Tuyền gặp Diệp thần đã khóa chặt âm dương mệnh luân chỗ, cũng vội vàng đi sát đằng sau đi lên. Hai người tại đen như mực thâm thúy mênh mông lại hỗn loạn vũ trụ trong vũ trụ xuyên thẳng qua, mượn nhờ trầm linh thạch đặc thù thời không pháp tắc thủ hộ, hai người cũng không nhận được tổn thương gì. Còn tại hỗn loạn trong vũ trụ, lôi ra một đầu thật dài thời không thông đạo, đó là trật tự thông đạo, chung quanh hỗn loạn trong lúc nhất thời cũng khó có thể từng bước xâm chiếm. Rất nhanh, tại vô biên hỗn loạn trong vũ trụ, Diệp thần cuối cùng thấy được một vòng đại nhật. Cái kia luận đại nhật, cũng không có giống khác hỗn loạn bay tán loạn nhật nguyệt tinh thần giống như khắp nơi loạn vũ, mà là vững vàng trôi nổi ở trong hư không, một bên phóng ra hừng hực trắng lóa tia sáng, một bên khác lại là đen như mực màu sắc. Trắng cùng đen, quang cùng ám, cái này luận đại nhật chậm rãi chuyển động, tại trong hắc ám quang ám không ngừng lưu chuyển, âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nhìn kỹ lại, thì ra cái này luận đại nhật, là một cái cực lớn hình tròn mệnh luân, trắng cùng đen tia sáng, cũng là tòng mệnh luận bên trong tản mát ra. Đây chính là âm dương mệnh luân sao? Diệp thần nhìn xem cái kia to lớn mệnh luân, cảm thấy một hồi rung động. Lại cẩn thận tường tận xem xét mà nói. Có thể nhìn thấy cái kia mệnh luân phía trên, hoàn lạc ấn lấy một đạo đồ đằng, đó là thiên mẫu nương nương đồ đằng, nửa bên mặt quốc sắc thiên hương, mặt khác nửa bên mặt giống như ác ma xấu xí, thần thánh cùng ác ma xen lẫn, giống như âm dương song sinh. Diệp đại nhân, đúng vậy, đó chính là âm dương mệnh luân. Hoàng Tuyền nói, nàng bản thân liền là thần sắc đẹp hóa thân, mặc dù đã đản sinh ra ý thức độc lập của mình, nhưng thần sắc đẹp ánh mắt kiến giải, nhiều năm tích lũy được lịch duyệt. Nàng cũng có rõ ràng cảm ngộ, cho nên biết được rất nhiều bí mật. Coi như Hoàng Tuyền trước đó không có bước vào qua đế rơi vũ trụ, nhưng đối với đế rơi vũ trụ hết thảy, nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Âm dương nhị khí, thuận sinh vì thiên, nghịch sinh vì tai, cái này âm dương mệnh luân chỗ khu vực, chính là đế rơi trong vũ trụ, duy nhất có trật tự chỗ. Hoàng Tuyền đạo, Diệp thần ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên liền thấy, lấy âm dương mệnh luân làm hạch tâm, phương viên mấy năm ánh sáng chi địa. Cũng là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì thiên tai tàn phá bừa bãi. Có một khỏa hành tinh, vây quanh âm dương mệnh luân chuyển động, hình chi mảnh vụn nghĩ đến liền tại đây khỏa trên hành tinh. Hoàng Tuyền lại gặp một khỏa lẻ loi hành tinh, vây quanh cực lớn như thái dương âm dương mệnh luân chuyển động, nàng ẩn ẩn bắt được, tại viên này nhìn như nhỏ bé trên hành tinh, tồn tại không thiếu cường đại khí tức cổ xưa. Thậm chí, nàng còn bắt được hình thiên chủ khí tức. Trong truyền thuyết, vị kia đã từng trưởng khống hình chi mảnh vụn hình thiên chủ, tựa hồ liền tại đây khỏa trên hành tinh. Diệp thần con mắt híp lại, cũng nhìn về phía viên hành tinh kia, không biết là chịu ảnh hưởng của âm dương mệnh luân hay là cái gì, viên hành tinh kia nhìn thế mà cũng là âm dương hai phần bộ dáng, bán cầu quang minh, bán cầu hắc ám, nhưng quang minh cùng hắc ám lại lẫn nhau luân chuyển, như âm dương tuần hoàn không ngừng. Hình thiên chủ, hình chi mảnh vụn, huyền yêu, đều ở đây khỏa trên hành tinh. Diệp thần có thể tinh tường nhìn rõ, thậm chí hắn có thể cảm giác được, trên cái hành tinh này, cũng có vô số đạo ánh mắt, đang lặng lẽ theo dõi hắn. Xem ra chúng ta đến, đã bị người khác phát hiện, trên cái hành tinh này sinh linh, cường giả không thiếu. Diệp thần nói, không sao, Diệp đại nhân,
ta sẽ bảo hộ ngươi, trên viên tinh cầu này, có thể uy hiếp được chúng ta người, chỉ có hình thiên chủ. Hoàng Tuyền nắm bên hông chuôi đao, ánh mắt sắc bén như điện. Trên viên tinh cầu này thổ dân, còn không thể uy hiếp được nàng và Diệp Thần tính mệnh, duy nhất uy hiếp giả, chỉ có hình thiên chủ. Đi thôi, đến lúc này, cũng không thể tay không trở về. Diệp Thần nói, trước đây hắn thôn phệ Vĩnh Hằng Đại Nhật, lại thôn phệ 6 đuôi năng lượng, tu vi tăng lên tới cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai, lại thêm huyết long cùng sụp đổ chi chủ trợ lực, liền xem như đầm rồng hang hổ, hắn đều muốn xông vào một lần. Lập tức, Diệp Thần liền hướng viên hành tinh kia bay đi, Hoàng Tuyền đi theo phía sau hắn. Khi Diệp Thần tới gần viên hành tinh kia, đột nhiên ở giữa, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Dừng lại. Diệp Thần cước bộ lập tức dừng lại, thanh âm này rất là quen thuộc, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, một chút nhận ra, nói, Thiên Mẫu Nương Nương. Cái này càng là Thiên Mẫu Nương Nương âm thanh. Thiên Mẫu Nương Nương thanh âm nói, người phải gọi sư mẫu ta. Diệp Thần vội vàng nói, là, sư mẫu. Thiên Mẫu Nương Nương nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ, bây giờ đặt chân đế rơi vũ trụ, quá nguy hiểm, ngươi lập tức rời đi. Diệp Thần sững sờ, nói, sư mẫu, ngươi kêu ta đi. Thiên Mẫu Nương Nương nói, đúng vậy. Diệp Thần nói, thế nhưng là. Thiên Mẫu Nương Nương nói, ta biết, ngươi muốn đoạt lấy hình chi mảnh vụn, nhưng, hình thiên chủ không có khả năng đem mảnh vụn giao cho ngươi, hắn biết ngươi muốn cướp đoạt, nhất định sẽ giết ngươi. Cái này hình thiên chủ trước đây bị cuốn vào đế rơi vũ trụ sau, cũng không có bị ép diệt, ngược lại tại trong tuế nguyệt trải qua nhiều năm, dần dần khám phá vô thượng âm dương pháp tắc, hắn sắp nắm giữ âm dương mệnh luân, tiến tới khống chế toàn bộ đế rơi vũ trụ, người cứng rắn muốn cùng hắn xung đột, nguy hiểm quá lớn, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể đợi tấn thăng thông thiên cảnh sau, lại đến cùng hắn tranh đấu cũng không muộn. Trước mắt Diệp Thần tu vi, đã đến cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai. Khoảng cách thần vương cấp bậc thông thiên cảnh, cũng không xa. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, ta cũng nghĩ tấn thăng thông thiên cảnh, cho nên cần hình chi mảnh vụn cái này lớn cơ duyên. Diệp Thần đạo pháp nội tình cực kỳ thâm hậu, tấn thăng cũng so với thường nhân khó khăn rất nhiều, hắn muốn tấn thăng đến thông thiên cảnh, tự nhiên cần cơ duyên cùng tạo hóa to lớn. Dưới mắt ngoại trừ hình chi mảnh vụn, Diệp Thần thực sự không biết còn có cái gì cơ duyên, có thể làm cho hắn nhanh chóng tấn thăng. Thiên Mẫu Nương Nương nói, ai, ngươi là quang chi tử cùng u ác tính chi tử hóa thân, ngươi chỉ cần bảo mệnh không chết, tương lai có vô hạn tiền đồ, hà tất câu nệ tại nhất thời. Diệp Thần nghe lời nói này, lập tức đại chấn, nói, sư mẫu, ngươi nói cái gì, ta là quang chi tử cùng u ác tính chi tử hóa thân. Thiên Mẫu Nương Nương nói, ân, đúng vậy, chính như âm dương tuần hoàn tương sinh, kỳ thực thái sơ cùng u ác tính, cũng có thể xem là song sinh âm dương, nhiều khi. Vạn sự vạn vật là một người có hai bộ mặt, tỉ như xấu xí nhất hắc ám hỗn độn thiên ma, cũng có thể chuyển hóa làm thánh khiết tinh không thần tộc. Ta xem bói thiên cơ, trong truyền thuyết quang chi tử cùng u ác tính chi tử, rất có thể cũng giống như âm dương hóa sinh đồng quy một thể, thế gian này không có ai khí vật, so ngươi lớn hơn, nếu quả thật có cái gì quang chi tử cùng u ác tính chi tử, đó đều là ngươi, âm dương một thể song sinh. Trong mắt của ta này, âm dương song sinh, chính là hoàn mỹ nhất trật tự. Thái sơ muốn diệt trừ u ác tính, đó là ngộ nhập kỳ đồ. Diệp Thần nghe nàng ngữ khí bình thản, nhưng thế mà thẳng thắn phản bác thái sơ, cho rằng thái sơ cùng u ác tính, vốn nên là nhất thể, như âm dương song sinh, không cần thiết diệt trừ là sai lầm. Cái kết luận này quá mức kinh người, Diệp Thần không dám vọng bàn bạc. Sư mẫu, ta đồng thời là quang chi tử cùng u ác tính chi tử, thì ra chỉ là suy đoán của ngươi. Diệp Thần nhạy cảm phát giác được điểm này. Thiên Mẫu Nương Nương nói, đúng vậy a, nhưng hẳn là cũng 8/9/10, thân phận của ngươi quá mức đặc thù, không thể mạo hiểm, bằng không một khi vẫn lạc, chư thiên lâm nguy. Diệp Thần thở dài một hơi, nói, sư mẫu, quang chi tử cùng u ác tính chi tử những lời này, cũng không thể nói lung tung, ngươi chỉ coi ta là Diệp Thần chính là, ta có ta độc lập mệnh cách. Thiên Mẫu Nương Nương nói, ha ha, ngươi khẩu khí thực sự là lớn đến không biên giới, phía trước còn tự xưng là Diệp Thiên Đế. Chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm, muốn nghịch thiên trảm thần, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Liên quang chi tử, u ác tính chi tử mệnh cách, ngươi cũng không cần thiết. Ngươi khăng khăng muốn đi chính mình đạo, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là xem ở sư mẫu cùng đệ tử về mặt tình cảm, ta khuyên ngươi một câu thôi, ngươi bây giờ liền muốn cùng hình thiên chủ nổi lên va chạm,
thắng bại số chia 5 năm A, ngươi có thể thắng, cũng có thể là chết, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp thần nói, tạ sư mẫu dạy bảo, ta sẽ cẩn thận. Thiên mẫu nương nương nói, tốt A, ta tại tinh không bỉ ngạn phía trên, không có biện pháp cho ngươi cái gì chúc phúc, nhưng ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn kiếm đạo, là thương thiên gia tộc thương thiên thần kiếm lưu, ngươi là quang chi tử cùng u ác tính chi tử hóa thân, ngộ tính nghịch thiên đến không biên giới, có lẽ có thể lĩnh ngộ được tinh túy. Diệp thần trong lòng hơi động, nói, sư mẫu chịu truyền thụ cho ta kiếm pháp, đệ tử kia tất nhiên là vô cùng cảm kích. Thiên mẫu nương nương nói, ân, ngươi tốt nhất nghe ba. Nàng chợt phun ra một cái âm tiết, hung hăng xung kích đến Diệp thần trong đầu. Cái này âm tiết, tiếng như hồng lôi, nổ Diệp thần não hải ông ông tác hưởng, nhìn như đơn giản một cái âm tiết, trên thực tế ẩn chứa ngàn vạn đạo thần âm, liên kết đứng lên chính là từng câu huyền diệu huyền bí tới cực điểm tu luyện khẩu quyết, chính là thương thiên gia tộc bí truyền một trong, thương thiên thần kiếm lưu. Môn này thương thiên thần kiếm lưu kiếm đạo, vô cùng phức tạp, lại dẫn tinh không bị ngạn pháp tắc, nếu là lúc trước mà nói, coi như Diệp thần ngộ tính lại nghịch thiên, cũng không cách nào thấy rõ lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn được chứng kiến thương thiên lạc nguyệt kiếm pháp, trong lòng có thương thiên thần kiếm lưu cái bóng, lại lấy được thiên mẫu nương nương thân truyền thụ, môn này phức tạp huyền ảo kiếm đạo, hắn tại từ nơi sâu xa, lại là suy luận, lĩnh ngộ được một điểm tinh túy, lập tức có loại thần thanh khí sảng, hiểu ra cảm giác, tự thân kiếm đạo cũng đi theo đại đại tiến bộ. Sư mẫu, Diệp thần muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng thiên mẫu nương nương âm thanh đã triệt để đoạn tuyệt, nàng dù sao người tại tinh không bỉ ngạn phía trên, có thể cùng Diệp thần câu thông phút chốc đã là cực hạn, không cách nào kéo dài bảo trì tiếp xúc. Diệp đại nhân, người thế nào? Hoàng Tuyền gặp Diệp thần đột nhiên dừng bước, lại thấy hắn trên mặt khi thì lộ ra vẻ nghi hoặc, khi thì kinh ngạc, cuối cùng lại chuyển thành vui sướng, các loại biểu tình biến hóa, nàng xem thấy có chút lo lắng, cho là Diệp thần chúng ta. Vừa mới Diệp thần cùng thiên mẫu nương nương tiếp xúc, Hoàng Tuyền tự nhiên không biết. Diệp thần lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười một cái nói, ta không sao, Hoàng Tuyền cô nương, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái kia hình thiên chủ. Nắm giữ thương thiên thần kiếm lưu tinh túy, Diệp thần cướp đoạt hình chi mảnh vụn chắc chắn, lại lớn một phần, lúc này tiếp tục mang theo Hoàng Tuyền, hướng về phía trước viên hành tinh kia bay đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người bay đến hành tinh phụ cận vũ trụ, lại nghe một đạo thê lương thâm trầm âm thanh, từ trong tinh cầu truyền đến trên trời. Luân hồi chi chủ, vẫn là ta phải gọi ngươi một tiếng Diệp Thiên Đế. Thỉnh dừng bước. Thanh âm này, Diệp thần cùng Hoàng Tuyền nghe xong, liền biết là hình thiên chủ âm thanh. Diệp thần nghe được hình thiên chủ âm thanh, sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm thấy huyền yêu sinh tử, càng là cùng hình thiên chủ có liên quan. Hoặc nói đúng ra, huyền yêu sinh tử, tại hình thiên chủ một ý niệm. Diệp thần quát lên, hình thiên chủ, người muốn giết huyền yêu lão tổ. Hắn là trưởng bối của ta, người lập tức dừng tay cho ta. Hình thiên chủ thanh âm ngừng lại, hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp thần trong nháy mắt liền bắt được huyền yêu yếu ớt khí tức, hắn nói. Người nói huyền yêu, hắn nghĩ mưu đoạt âm dương mệnh luân, đã sớm bị ta bắt lại, hắn chịu tội tại người, ta là chuẩn bị ăn hết hắn, khôi phục thực lực. Nhưng ta không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi cứ vậy rời đi. Âm dương mệnh luân, là đế rơi vũ trụ hạch tâm. Muốn khống chế đế rơi vũ trụ, nhất định phải trưởng khống âm dương mệnh luân. Mưu đoạt âm dương mệnh luân, cung cấp là mưu đoạt toàn bộ đế rơi vũ trụ. Tại hình thiên chủ trong mắt, huyền yêu chính là một cái mưu đồ thôn tính đế rơi vũ trụ tội nhân, hắn muốn ăn cái này tội nhân, khôi phục chính mình mất đi sức mạnh. Diệp thần ánh mắt co rụt lại. Không nghĩ tới hình thiên chủ còn muốn ăn hết huyền yêu, nói, cái gì chịu tội tại người, cái này đế rơi vũ trụ cùng âm dương mệnh luân, là ngươi đổ vật sao? Ngươi là luân hồi địa ngục quỷ sai, ta là luân hồi chi chủ, luận thân phận, ngươi vẫn là thần tử của ta. Ta muốn ngươi lập tức thả người. Hình thiên chủ ha ha cười nhạt một chút, nói, luân hồi địa ngục sớm đã sụp đổ, ta nhận hết kiếp nạn thời điểm, cũng không thấy ngươi cùng thiên tổ tới cứu, ta sớm đã thoát ly luân hồi, cũng không phải ngươi thần tử. Ta lặp lại lần nữa, cứ vậy rời đi, không có người sẽ thụ thương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không phải nói muốn chế tạo hoàng đạo thiên quốc, đi ra con đường của mình sao? Ngươi còn tới cướp đoạt hình chi mảnh vụn làm gì? Diệp Thiên Đế. Diệp thần nói, hình chi mảnh vụn là thiên tổ đồ vật, còn luận không đến ngươi tới chiếm lấy. Ngươi nghĩ tới ta đi cũng có thể, giao ra huyền yêu cùng hình chi mảnh vụn, ta lập tức đi.
Diệp Thần muốn chế tạo Hoàng Đạo Thiên Quốc, tự nhiên không phải vô căn cứ lên tạo, cũng là cần trúc cơ, mà Luân Hồi Địa Ngục cùng Luân Hồi Thiên Quốc, chính là tốt nhất trúc cơ tài liệu. Tương lai cuối cùng cũng có một ngày, Diệp Thần sẽ đem Luân Hồi Địa Ngục cùng Luân Hồi Thiên Quốc, đều đúc nóng đến hắn Hoàng Đạo trong Thiên Quốc đi. Cái này cũng là Thiên Tổ tâm tư, Thiên Tổ muốn Diệp Thần đạp hắn thi cốt, đi ra một đầu con đường rộng lớn, nghịch thiên trảm thần, thậm chí chém dụng Thái Sơ. Đây là cái gì sự khủng bố? Nhưng Thiên Tổ tin tưởng Diệp Thần có thể làm được. Hình Thiên Chủ nhìn thật sâu một mắt Diệp Thần, không biết đang suy nghĩ gì, quen thuộc sau đó, cười lạnh nói, giao ra Huyền Yêu cùng hình chi mảnh vụn. Ngươi ngược lại là người si nói mộng, thôi, xem ra không có thương lượng, chỉ có thể so tài xem hư thực. Ở bên ngoài ta đánh không lại ngươi, nhưng ở đây, ngươi hẳn phải chết. Ngươi có biết bước vào địa bàn của ta, đại biểu cho cái gì? Suy suy suy. Chỉ nghe một hồi cấp tốc tiếng xé gió bộc phát, trăm ngàn đạo kiếm ảnh, từ trong viên hành tinh kia bạo sát mà ra, cái kia từng cái kiếm ảnh bên trong, mang theo mãnh liệt thiên phạt kiếp khó khăn khí tức, lôi đình, hồng thủy, ảo mộng, hắc ám các loại, lập tức bạo sát đi ra, cực tốc hướng Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền hai người chém tới, thanh thế hùng vĩ. Vong xuyên không về, mộ mưa rơi. Hoàng Tuyền xuất đao, động tác cực nhanh, thân thể một cái thoáng hiện, đem Diệp Thần bảo hộ ở sau lưng. Trong tay đao như vong xuyên mộ mưa, múa ra một mảnh dày đặc đao quang, đem cái kia trăm ngàn đầu kiếm ảnh, đều chặn lại xuống. Nhưng, cũng chỉ là chặn lại, Hoàng Tuyền đồng thời không thể đánh tan hình thiên chủ kiếm thế. Đao quang cùng kiếm thế, rằng co trên không trung. Hoàng Tuyền cắn chặt răng, cũng không lùi bước, nhưng trong lúc nhất thời, cũng khó có thể chạm phá hình thiên chủ thế công. Hình thiên chủ thực lực dù sao cường đại, hơn nữa chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, coi như cách không ngự kiếm. Cũng có thể cùng Hoàng Tuyền đấu cái lực lượng tương đương. Nếu là Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, thật sự hạ xuống hình thiên chủ trên địa bàn, thế cục kia sợ rằng phải càng nghiêm trọng một chút. Biết khó mà lui a. Lập tức rời đi, ta không thương tổn các ngươi. Hình thiên chủ lạnh lùng âm thanh, lần nữa truyền đến. Hoàng Tuyền cắn răng, từng chút một cầm đao đi tới, muốn đột phá hình thiên chủ kiếm thế áp chế. Thương thiên thần kiếm lưu. Diệp Thần quát lạnh một tiếng. Cũng không có để cho Hoàng Tuyền độc thân chiến đấu, hắn lập tức phi kiếm giết ra, đạo thiên kiếm, tuyệt mệnh thiên kiếm, hoàng đồ kiếm tam kiếm tề xuất, đầu tiên là tại phía sau hắn dương cánh mở ra, sau đó vù vù hóa thành ba đạo thần quang, mang theo bàng bạc uy thế chém giết ra ngoài, thẳng chém về phía hình thiên chủ kiếm ảnh dòng lũ. Diệp Thần vừa mới lĩnh ngộ thương thiên thần kiếm lưu, chính là thương thiên gia tộc bí pháp, môn này kiếm đạo, biến hóa ngàn vạn, vừa có thể cầm kiếm cận thân chém giết. Cũng có thể cách không ngự kiếm giết người, chỗ khu ngự phi kiếm, phẩm chất càng cao, kiếm khí lực sát thương lại càng lớn. Đạo thiên kiếm, tuyệt mệnh thiên kiếm, hoàng đồ kiếm, cũng là nhất đẳng kiếm khí, đặc biệt là đạo thiên kiếm, càng là Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, ẩn chứa ngập trời đại đạo diệu uẩn. Diệp Thần lấy thương thiên thần kiếm lưu ngự sử tam kiếm phân quang hóa ảnh, lại huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí, hỗn hợp có đạo thiên kiếm rộng rãi khí thế. Tuyệt mệnh thiên kiếm sát lục kiếm ý, còn có hoàng đồ kiếm hùng đồ bá khí, phô thiên cái địa đánh phía hình thiên chủ kiếm ảnh dòng lũ. Oanh! Chỉ là một chút, hình thiên chủ kiếm ảnh dòng lũ, liền triệt để bị Diệp Thần đánh cho bạo toái, vô số nhỏ vụn kiếm quang giống như lưu huỳnh, tại đen như mực trong vũ trụ phiêu đáng, lại cấp tốc trừ khử. Thương thiên thần kiếm lưu! Rất tốt, Diệp Thiên Đế, thủ đoạn của ngươi, quả nhiên không phải tầm thường. Ngươi hàng lâm xuống a. Ta tại âm chi giới chờ ngươi, ngươi muốn cứu Huyền Yêu, muốn đoạt lấy hình chi mảnh vụn, vậy trước tiên giết ta. Đạp thi thể của ta, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Hình thiên chủ âm thanh, mang theo một tia chấn động cùng âm trầm, từ trong hành tinh truyền lại đi lên, quanh quẩn tại đen như mực trong vũ trụ, chấn nhân tâm phách. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần kiếm đạo lợi hại như vậy, hơn nữa vừa mới Diệp Thần kiếm đạo, cũng không có xen lẫn cái gì luân hồi pháp tắc sức mạnh. Chính là thuần túy là chính hắn sức mạnh. Cho nên, hình thiên chủ tôn xưng Diệp Thần một tiếng Diệp Thiên Đế, bởi vì hắn đã nhìn ra, Diệp Thần thật có thể đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới, mà không phải dựa vào trụ thần. Bất quá bây giờ mà nói, Diệp Thần như lúc ban đầu thăng nắng sớm, còn vô cùng yếu ớt, hình thiên chủ cũng không cho rằng, ở mảnh này đế rơi trong vũ trụ, tại âm dương mệnh luân chiếu dọi xuống, Diệp Thần có thể cùng chính mình chống lại. Thiên tài lúc nào cũng chết yểu. Nếu như Diệp Thần khăng khăng muốn cướp đoạt hình chi mảnh vụn, hắn cũng không để ý đem bóp chết. Ở mảnh này địa giới, hắn có tuyệt đối tự tin. Dù là đối mặt là luân hồi chi chủ,
Hình thiên chủ âm thanh đã đi xa, tất cả khí thức cũng tận số thu liếm, hắn tựa hồ là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Diệp Thần buông xuống. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhưng đến một bước này, hắn không có khả năng rút lui, núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ đều muốn đi xông vào một lần. Diệp đại nhân, Hoàng Tuyền yên lặng nhìn xem Diệp Thần, nàng cũng cảm thấy hình thiên chủ cường hãn, nếu là ở bên ngoài, đó còn dễ nói, nhưng ở đây, hình thiên chủ thiên thời địa lợi ưu thế quá lớn, nàng lo lắng Diệp Thần ngang hàng bất quá. Đi thôi. Diệp Thần bình tĩnh tự nhiên, ba thanh phi kiếm thu hồi thể nội, trước tiên hướng viên hành tinh kia bay hạ xuống đi. Hoàng Tuyền không thể làm gì, cũng chỉ có thể đuổi theo mà lên. Hai người xuyên qua đại khí gió tầng, hạ xuống tinh cầu trên mặt đất, bốn phía âm u khắp trốn, trên trời treo một vòng màu đen đại nhật, cái này màu đen đại nhật chính là âm dương mệnh luân âm diện. Tại màu đen đại nhật chiếu rọi xuống, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền sở trí thân khu vực, liền lộ ra càng âm u, khắp nơi thổi lất phất ô ô âm phong, đại địa bên trên giống như lại có cái gì mơ hồ oan hồn tại phiêu đáng. Nơi này chính là hình thiên chủ nói tới âm chi giới đi. Diệp Thần con mắt híp lại, ngắm nhìn bốn phía, đại khái cảm ứng được thiên cơ, viên tinh cầu này phân chia thành âm chi giới cùng dương chi giới, cùng âm dương mệnh luân đối ứng tương chiếu. Âm chi giới khí tức, âm trầm, hắc ám, xâm nghiêm, tịch diệt, núi đá cỏ cây tất cả lộ ra tiêu sát nghiêm nghị chi khí. Dương chi giới khí tức, nhưng là ấm áp, hừng hực, cùng tan, thần thánh, Diệp Thần mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng đại khái có thể cảm nhận được. Mà hình thiên chủ, liền tại đây phiến âm chi giới bên trong. Huyền yêu là hình thiên chủ tù nhân. Mà Diệp Thần ánh mắt trông về phía xa, có thể nhìn đến trên âm chi giới mênh mông cương vực, xen vào nhau cắm sáu chuôi cự kiếm, sáu chuôi cự kiếm khí thức dày đặc, tất cả quanh quẩn thiên hình kiếp phạt chi ý. Cái này sáu thanh kiếm, có chút cổ quái, dường như là hình chi mảnh vụn phân liệt mà thành. Diệp Thần thiên cơ nhìn rõ, trong lòng ẩn ẩn có chút xúc động, hắn từ cái kia sáu thanh cự kiếm phía trên, càng là bắt được hình chi mảnh vụn năng lượng ba động. Cái này sáu thanh cự kiếm, tựa hồ chính là hình chi mảnh vụn biến thành. Không phải cái gì khí tượng kết tinh, mà là hình chi mảnh vụn nứt ra mảnh vụn liền tạo thành từng thanh cự kiếm, mỗi một chiếc cự kiếm phía trên, đều mang theo cường đại mà đặc thù thiên hình pháp tắc. Hoàng Tuyền cũng nhìn thấy cái kia sáu thanh kiếm, ngẩn ngơ, sâu trong mắt nổi lên một tia lâu đời đau đớn ký ức, nói. Diệp đại nhân, ngươi nói không tệ, những cái kia kiếm, đích thật là hình chi mảnh vụn biến thành. Hình chi mảnh vụn ẩn chứa thiên hình pháp tắc, chủ yếu có 12 đạo, cái này 12 đạo thiên hình pháp tắc, có thể hóa kiếm, là vì thiên hình 12 kiếm. Diệp Thần nói, thiên hình 12 kiếm. Hoàng Tuyền đạo, đúng vậy. Chỉ cần có thể trưởng khống thiên hình 12 kiếm, liền có thể trưởng khống tất cả thiên hình pháp tắc. Năm đó ta, bị giam cầm tại luân hồi địa ngục phía dưới, từng chịu qua thiên hình 12 kiếm xuyên tim nỗi khổ. Cái này thiên hình 12 kiếm. Thứ nhất vì, phong, tích chứa phong mang sát lục đại hình, vạn kiếm lục thể. Thứ hai vì, ảnh, tích chứa thiên ảnh hỗn loạn đại hình, loạn người đạo tâm. Thứ ba vì, liệt, tích chứa thiên hỏa hừng hực đại hình, phần thiên trừ hải. Thứ tư vì, tĩnh, tích chứa yên lặng như tờ đại hình, hỏa tân tĩnh mịch mất tâm hồn. Thứ năm vì, xương, tích chứa thiên xương lạnh tuyết đại hình, băng lãnh rét thấu xương lạnh phạt tâm, thời tự xương ngưng số mệnh đắng. Thứ sáu vì, phệ, tích chứa nuốt huyết phệ cốt đại hình, bách quỷ phệ hồn, vạn ma lột ra, sống không bằng chết. Còn có, lôi, thủy, huyễn, địa, ám, vô. Mỗi một thanh kiếm, đều mang một đầu thiên hình pháp tắc, thiên hình 12 kiếm tề xuất. Như thập nhị trọng thiên kiếp cực khổ buông xuống, các loại dày vò, không phải sức người có khả năng chịu đựng. Trước kia có vô số cường giả, tại luân hồi trong địa ngục chịu khổ, không một người dám phản kháng, chỉ có kêu rên cùng run rẩy, chính là đạo quân cấp bậc cường giả, cũng không thể tiếp nhận thiên hình 12 kiếm sát phạt. Hoàng Tuyền nói lên chuyện cũ, trong ánh mắt đều là thê lương, nàng năm đó, liền bị qua thiên hình 12 kiếm sát phạt dày vò, có thể xưng sống không bằng chết. Trước kia, nếu như không phải hắc ám huynh đệ hội, công diệt luân hồi địa ngục, nàng chỉ sợ sớm đã tại trong vô tận kiếp phạt, bi thảm chết đi. Nàng là thần sắc đẹp phân thân, thần sắc đẹp trước kia có đông đảo phân thân, chết đi một cái cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đã đản sinh ra ý thức độc lập, may mắn cùng bất hạnh, cái kia cũng nói không rõ ràng. Trừ đi vô thường, hết thảy tất cả đắng. Diệp Thần yên lặng nghe, cũng có thể tưởng tượng đến, trước kia đỉnh phong. Thiên hình 12 kiếm lợi hại đến mức nào, cường hãn cỡ nào,
quả thực là lệnh chư thiên cường giả nghe tin đã sợ mất mật, đạo quân cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ, đều không thể tiếp nhận thiên hình 12 kiếm dày vò. Bây giờ, Diệp Thần có thể nhìn đến 6 thanh kiếm, chính là lôi, thủy, huyễn, địa, ám, vô lục kiếm, vừa mới hình thiên chủ bộc phát dòng thác kiếm khí, hơn phân nửa chính là điều động cái này 6 thanh kiếm năng lượng. Thiên hình 12 kiếm, nơi này có 6 thanh, còn có 6 thanh đâu? Diệp Thần vô ý thức hỏi. Hoàng Tuyền Đạo, hẳn là tại Dương Chi Giới, ngoài ra bán cầu. Nàng và Diệp Thần vị trí, là một khỏa tinh cầu, âm chi giới cùng Dương Chi Giới đều chiếm bán cầu, cho nên hai người tại âm chi giới, có thể nhìn đến cũng chỉ có 6 thanh kiếm. Còn lại 6 thanh, rõ ràng tại một cái khác bán cầu, ngay tại trong Dương Chi Giới. Ân. Diệp Thần nhắm mắt lại, thần thức thả ra ngoài, ngưng thần cẩn thận cảm ứng xem xét, quả nhiên có thể nhìn rõ đến, tại mặt khác nửa cái thế giới, Dương Chi Giới bên trong, cũng có 6 thanh cự kiếm cắm ở đại địa bên trên, chính là phong, ảnh, liệt, tính, xương, phệ lục kiếm. Cái này thiên hình 12 kiếm, khí tức cường hãn nhất kinh khủng, chính là phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm, một kiếm mang theo thôn phệ pháp tắc, một kiếm mang theo hư vô pháp tắc, thôn phệ cùng hư vô, đủ để khiến người thụ hình chết đi. Cái này hai đạo pháp tắc, cũng là 12 đạo thiên hình pháp tắc bên trong, tồn tại cường hãn nhất, là giết người pháp tắc, những thứ khác phong, liệt, lôi, thủy các loại pháp tắc, chỉ là dày vào người. Thôn phệ cùng hư vô hai kiếm, lại là muốn giết người, mà lại là ngược sát. Hoàng Tuyền Đạo, hình thiên chủ trước kia chấp trưởng thiên hình 12 kiếm, quyền thế ngập trời, hồn thiên đế, nguyên thiên đế, thiên đấu sát thần các loại vô thượng đạo quân, cường giả đứng đầu, đều phải cho hắn mặt mũi. Bất quá tuế nguyệt trải qua nhiều năm, luân hồi địa ngục đã băng diệt, thiên đạo lại suy sụp, thiên hình 12 kiếm khí tức, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, đó là kém xa. Hơn nữa, hình thiên chủ lại đã từng nghịch thiên phục sinh nữ nhân của hắn, gặp thiên kiếp trừng phạt, khí diễm cũng là không lớn bằng lúc trước, hắn thậm chí ngay cả lại trưởng thiên hình 12 kiếm tư cách cũng không có, chỉ có thể mặc cho cái này thiên hình 12 kiếm, lẻ loi cắm ở bên trên đại địa. Diệp Thần mở to mắt, nhìn quanh đại địa bên trên cắm 6 thanh cự kiếm, đích thật là bắt được từng cỗ kinh khủng thiên phạt khí tức, cỗ khí tức này, ngay cả thiên đế chạm đến, đều phải trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát. Hình thiên chủ thực lực không lớn bằng lúc trước, thậm chí ngay cả chấp trưởng thiên hình 12 kiếm tư cách cũng không có, chỉ có thể gián tiếp mượn dùng thiên hình 12 kiếm năng lượng khí tức. Bất quá liền xem như gián tiếp mượn dùng, uy thế cũng khá kinh người rồi, dù sao đỉnh phong thời điểm thiên hình 12 kiếm, đủ để trấn áp đạo quân. Bây giờ dù thế nào suy sụp, thuyền bể cũng có 3 cân đinh, chấp trưởng thiên hình 12 kiếm, miểu sát thiên đế không thành vấn đề, đụng tới siêu phẩm thiên đế cùng đạo quân cường giả, cũng có thể tranh phong, chỉ là làm không được miểu sát thôi. Diệp Thần ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng, nếu là hắn năng chấp trưởng thiên hình 12 kiếm, vậy thì sảng khoái, thực lực tất có thể đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cũng có thể thêm một bước bổ đủ ma ngục mệnh tinh. Hắn muốn đi ra con đường của mình. Nhưng cũng không thể trên không xây lầu các, trước tiên đúc lại luân hồi địa ngục cùng luân hồi thiên quốc, là phi thường có cần thiết, là ắt không thể thiếu trúc cơ. Ta có thiên tổ chúc phúc, ta trước tiên thu cái này thiên hình 12 kiếm. Diệp Thần nói, phía trước hắn cùng với thiên tổ đã gặp mặt, thiên tổ liền chúc phúc qua hắn, chúc hắn thuận thuận lợi lợi thu lấy hình chi mảnh vụn. Có thiên tổ chúc phúc, Diệp Thần từ nơi sâu xa, như có thần trợ, hơn nữa hắn lại có độ chi mảnh vụn nội tình. Lại đi thu lấy thiên hình 12 kiếm, tự nhiên ổn thỏa rất nhiều. Ngay cả hôm nay hình thiên chủ, đều khó mà nắm trong tay thiên hình 12 kiếm, Diệp Thần lại có lòng tin thu phục. Lập tức, Diệp Thần nhìn chuẩn một cái thiên hình chi kiếm, dẫn ra ngón tay, tựa như thiên lôi câu địa hỏa đồng dạng, muốn đem cái thanh kia thiên hình chi kiếm câu tới. Ầm ầm, chỉ nghe một hồi chấn động to lớn tiếng vang, cái thanh kia cắm ở bên trên đại địa, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đứng im bất động thiên hình chi kiếm, bây giờ liền kịch liệt rung rung, muốn từ dưới đất nhổ thổ mà ra. Thân kiếm rung động, lôi kéo toàn bộ âm chi giới, cũng đi theo bắt đầu chấn động. Âm chi giới bên trong, trừ đa đế quốc phương triều, gia tộc môn phiệt, tông phái thế lực, truyền ra trận trận tiếng thốt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Luân hồi chi chủ buông xuống, muốn thu lấy thiên hình 12 kiếm. A, lôi chi kiếm động, thật muốn bị luân hồi chi chủ lấy đi sao? Hình thiên chủ đại nhân muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Đám người kinh hãi âm thanh vang tận mây xanh, xoát xoát xoát, có từng đạo cường giả thân hóa lưu quang, bay vút lên thượng thiên, kinh hãi nhìn xem phương xa Diệp Thần.
chỉ thấy Diệp Thần Thanh thứ nhất muốn thu đi kiếm, chính là thiên hình 12 trong kiếm lôi chi kiếm, cực lớn lôi chi kiếm, chậm rãi từ dưới nền đất rút ra, kéo theo thiên địa đại thế, đại địa tại chấn động, bầu trời ùng ùng uẩn nhướng lôi đình, vô số thiểm điện phích lịch đôm đốc vang dội, xé rách trường không, vô cùng hùng vĩ. Âm chi giới vô số cường giả rung động hãi dị, muốn đi ngăn cản ngăn đón Diệp Thần, nhưng kiêng kỵ luân hồi uy danh, tất cả mọi người nhìn xa xa, cũng không một người dám tới gần, lại không dám động thủ. Diệp Thiên Đế, dừng tay cho ta. Một đạo kinh thiên tiếng hét lớn, từ âm chi giới giải đất trung tâm truyền ra, vang vọng 9 tầng mây tầng. Đó chính là hình thiên chủ âm thanh. Theo hình thiên chủ tiếng quát bộc phát, lôi chi kiếm chấn động lắng xuống, cả thanh kiếm lại ngạnh sinh sinh bị hình thiên chủ áp chế trở về, oanh thật sâu cắm ở đại địa bên trên. Ngươi ngược lại là gan to bằng trời, Diệp Thiên Đế, vừa hàng lâm xuống, liền nghĩ thu lấy thiên hình 12 kiếm sao. Thật không sợ phản phệ. Hình thiên chủ âm thanh lại xa xa truyền đến, mang theo vẻ lạnh lùng, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, hình thiên chủ, chính ngươi không nắm được thiên hình 12 kiếm, cái kia đổi lấy ta trưởng khống. Hắn có độ chi mảnh vụn nội tình, lại có thiên tổ chúc phúc, hình thiên chủ chắc chắn không ngừng thiên hình 12 kiếm, hắn có thể trưởng khống. Hình thiên chủ cười lạnh nói, Diệp Thiên Đế, ngươi muốn thiên hình 12 kiếm, hảo, ta có thể cho ngươi. Hắn tiếng nói rơi xuống, lập tức, đại địa bên trên sừng sững 6 thanh thiên hình cự kiếm, liền có 5 thanh bắt đầu chấn động, bộc phát ra cực lớn cộng minh. Lôi chi kiếm, thủy kiếm, huyễn chi kiếm, địa chi kiếm, ám chi kiếm, 5 thanh cự kiếm cùng nhau vù vù, phóng ra ngập trời kiếm mang, từng cỗ như sóng chiều giống như mãnh liệt kiếm mang, phóng lên trời, lôi đình, hắc thủy, ảo mộng, địa linh, hắc ám các loại kiếm khí, lẫn nhau xen lẫn phối hợp trở thành một mảng lớn hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, là vô cùng kinh khủng thiên hình tội phạt, tựa như cửu thiên lôi kiếp đồng dạng, ùng ùng tiếng chấn động kinh thiên động địa. Âm chi giới 6 thanh thiên hình kiếm, chỉ có vô chi kiếm đứng im bất động, còn lại ngũ kiếm toàn bộ bộc phát ra cộng minh, cuồn cuộn kiếm khí thiên phạt đều bị hình thiên chủ điều động. Hắn không cách nào trực tiếp khống chế thiên hình kiếm, nhưng có thể gián tiếp điều động thiên hình kiếm năng lượng, hóa thành kiếm phạt vòng xoáy, như cửu thiên lôi kiếp ở trên vòm trời uẩn nhướng. Tại trên bầu trời cái kia luận màu đen đại nhật chiếu dọi xuống, kiếm kia phạt vòng xoáy càng là lộ ra cực kỳ kinh khủng, tựa như diệt thế. Ầm ầm. Tiếp theo sát, kiếm kia phạt vòng xoáy bên trong, chính là nổ rơi xuống ngàn vạn đạo kiếm khí, mang theo diệt thế lôi đình chi uy, phảng phất thiên kiếp buông xuống, không chút lưu tình hướng về Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền oanh sát mà đi. Hoàng Tuyền đồng tử lập tức co rụt lại, từ hình thiên chủ hạ xuống kiếp lôi bên trong, nàng bắt được đáng sợ thiên hình kiếp phạt chi lực. Ngoài ra còn có âm chi giới quanh năm tích lũy địa mạch sát khí, tín ngưỡng chi lực các loại. Tại âm chi giới trên địa bàn, hình thiên chủ ưu thế quá lớn, lần này điều động thiên hình kiếm hàng phạt, chính là muốn đưa nàng cùng Diệp Thần vào chỗ chết. Diệp Thần nhìn xem từ trên trời giáng xuống lôi kiếp thiên phạt dòng thác kiếm khí, lại là không chút nào hoảng, hai tay bóp quyết, trên đỉnh đầu liền hiển hóa ra một cái luân hồi bàn. Táng hư luân hồi pháp, mở. Luân hồi mộ táng công vận chuyển. Cái kia luân hồi bàn bắt đầu chuyển động, tản mát ra một cỗ thôn phệ hết thảy, chôn hết thảy, chôn vùi hết thảy pháp tắc ba động, cuồn cuộn bạo sát xuống lôi kiếp kiếm khí, toàn bộ đánh vào Diệp Thần luân hồi bàn phía trên, lại như bùn nhưu vào biển đồng dạng, không có hù dọa mảy may gợn sóng. Một bên Hoàng Tuyền, nhìn xem một màn này, trực tiếp liền chấn kinh. Một màn này nhìn, là Diệp Thần dùng luân hồi bàn, đem tất cả thiên hình kiếp phạt lôi đỉnh kiếm khí năng lượng, toàn bộ thôn phệ hấp thu. Mà Diệp Thần bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là khí định thần nhàn, không có bị thương chút nào, vững vàng đem tất cả thiên hình lôi phạt, toàn bộ tiếp nhận xuống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hình chi mảnh vụn ẩn chứa thiên hình pháp tắc sức mạnh, coi như dù thế nào suy sụp, đó cũng là đủ để chôn vùi thiên đế tồn tại đáng sợ, nhưng Diệp Thần lại toàn bộ hấp thu hết. Diệp Thần nội tâm lại là âm thầm ngưng trọng, hắn có thể tiếp nhận thiên hình lôi phạt sức mạnh. Một cái là hắn nhận qua phần thiên đại kiếp dày vò, tinh thần đạo tâm so với thường nhân cường hãn, thứ hai là hắn có Diêm Ma tử thần quyền hành nội tình, ngắn ngủi tiếp nhận thiên hình lôi phạt xung kích, cũng không phải việc khó gì. Nhưng, luân hồi bàn hấp thu đại lượng thiên hình lôi phạt khí tức đi vào, Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều bị lôi đình cùng kiếm khí xung kích xé rách đến một hồi quặn đau, chỉ là tại trước mặt hình thiên chủ, hắn không có tỏ ra yếu kém biểu lộ thôi. Cái gì? Bên trên bầu trời. Cái kia luận màu đen đại nhật phía trên,
hiển hóa ra một đạo khôi ngô nguy nga thân ảnh, người mặc áo bào đen, ngũ quan đường đường, để râu dài, chính là Hình Thiên Chủ. Hình Thiên Chủ gương mặt bên trên, cũng đầy đầy là vẻ khiếp sợ. Luân hồi chi chủ đối mặt một kích này, lại còn là lần này. Hắn vừa mới vì trấn áp Diệp Thần, vừa ra tay liền dùng hết toàn lực, âm chi giới 6 thanh thiên hình cự kiếm, trừ vô chi kiếm pháp tắc quá mức huyền bí cao thâm, hắn không cách nào điều động bên ngoài, còn lại 5 kiếm kiếm khí, hắn toàn bộ dẫn động, vốn định nhất kích liền trấn áp Diệp Thần, nào nghĩ tới Diệp Thần thế mà toàn bộ chặn lại, còn một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hình Thiên Chủ nội tâm, rung động kinh dị tới cực điểm. Đây chính là địa bàn của hắn a. Diệp Thần không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Hình Thiên Chủ. Bởi vì hắn sợ chính mình vừa nói, liền sẽ nhụt chí lộ tẩy. Vừa mới Hình Thiên Chủ hàng phạt, đích thật là vô cùng hung mãnh, Diệp Thần tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận nhất kích thôi, hắn bây giờ đang tại điều tức, yên lặng hóa giải thể nội tàn phá bừa bãi lôi kiếp hình phạt. Hình Thiên Chủ nếu như lại xuất sát thủ, hắn liền nguy hiểm. Bất quá, Hình Thiên Chủ rõ ràng cũng là đến cực hạn, vừa mới một kích kia tiêu hao hết lực lượng của hắn, hắn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, cái kia 5 thanh thiên hình cự kiếm khí tức, cũng toàn bộ yên tĩnh lại, hắn khó mà lại điều động. Diệp Thần cùng Hình Thiên Chủ bốn mắt tương vọng, hai người cũng là người cực kỳ thông minh, ẩn ẩn đều phát giác được đối phương đến cực hạn. Tiểu tử, người nghĩ lừa ta. Hình Thiên Chủ ánh mắt phát lạnh, lập tức hiểu ra, nặng nhiên đạo, người đã chịu ta thiên hình lôi phạt dày vò, còn giả bộ là một bộ bình yên vô sự bộ dáng, lừa gạt quỷ đâu. Diệp Thần hít sâu một hơi, thể nội tàn phá bừa bãi thiên hình lôi phạt, thoáng hóa giải, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền quát lên, động thủ, giết hắn. Vừa mới một kích kia, Hình Thiên Chủ tiêu hao cũng là phi thường lớn, hiện tại hắn suy yếu lúc, Diệp Thần lập tức thét ra lệnh Hoàng Tuyền động thủ. Chỉ cần giết Hình Thiên Chủ, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hoàng Tuyền nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, cơ hồ là bản năng phản ứng đồng dạng, rút đao trùng thiên, thân thể một cái phá không thiểm thước. Liền xuất hiện tại trước mặt Hình Thiên Chủ, lưỡi đao mang theo lăng lệ hàn mang, hung hăng bổ về phía Hình Thiên Chủ diện mạo. Hình Thiên Chủ ánh mắt co vào, không nghĩ tới Diệp Thần lại một quân phản tướng, mắt thấy Hoàng Tuyền đao phong chém giết mà tới, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, sống chết trước mắt, tế ra một hòn đá, từng sợi kỳ quỷ thời không pháp tắc năng lượng, lập tức lan tràn ra. Đây là Trầm Linh Thạch. Hoàng Tuyền nhìn thấy Hình Thiên Chủ tế ra tảng đá, lập tức bắt được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này lại là Trầm Linh Thạch. Trầm Linh Thạch là vũ thần cùng trụ thần tan nát thi cốt chỗ ngưng hóa, xem như hai vị trụ thần thi cốt xá lợi. Tại phiến thiên địa này bên trong, thi cốt xá lợi cũng không chỉ một khỏa, Diệp Thần trong tay có, Hình Thiên Chủ cũng có. Trầm Linh Thạch bên trên vòng quanh bàng bạc thời không pháp tắc, làm cho không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Hoàng Tuyền lăng lệ đao thế, cũng là được một tia cản trở, nàng cắn răng tiếp tục vung đao tiền trảm. Hình Thiên Chủ ánh mắt xâm nghiêm, quát lên, bảo. Âm rơi xuống, giữa hai người Trầm Linh Thạch, lập tức nổ tung lên, kinh khủng thời không pháp tắc năng lượng, lập tức khuếch tán tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem quanh mình thời không, đều vặn vẹo. Hoàng Tuyền đao, vốn là khoảng cách Hình Thiên Chủ đầu, chỉ cách một chút, nhưng Trầm Linh Thạch nổ tung hết, thời không pháp tắc vặn vẹo biến động, gang tấc trở thành thiên nhai, khoảng cách giữa hai người, nhìn từ bề ngoài vẫn là gần như vậy, nhưng trên thực tế đã trở thành lạch trời. Chân thực cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Hoàng Tuyền đao, không cách nào lại đụng tới Hình Thiên Chủ, Trầm Linh Thạch nổ tung kinh khủng uy thế, càng là đem nàng ép liên tiếp lui về phía sau, da thịt gân cốt lọt vào vặn vẹo thời không pháp tắc xâm lấn, nội tạng gân cốt cơ hồ muốn ngạnh sinh sinh bị xé nứt. Nàng kêu lên một tiếng, che ngực, khuôn mặt ngũ quan lập tức bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo. Hình Thiên Chủ kinh hồn hơi định, nhìn thấy Hoàng Tuyền đã bị Trầm Linh Thạch nổ tung gây thương tích. Hắn lại không có cái gì vui sướng, ngược lại hết sức thịt đau. Trầm Linh Thạch là vũ thần cùng trụ thần thi cốt xá lợi, loại này thiên tài địa bảo, toàn bộ hắc ám xâm lâm cùng đế rơi vũ trụ, cộng lại cũng chỉ có mấy khỏa, mỗi một khỏa cũng là vô cùng chân quý, có giá trị không nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn vì tự vệ, lại bạo chết một khỏa Trầm Linh Thạch, trong lòng thương yêu vạn phần, bất quá có thể sống được mệnh tới, cũng không có gì có thể oán. Hoàng Tuyền nghĩ không ra, ngươi lại dám hướng ta vung đao. Hình Thiên Chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tuyền, trước kia Hoàng Tuyền bị trấn áp tại địa ngục Thâm Uyên, hắn liền đã từng thực hiện vô tận hình phạt, để cho Hoàng Tuyền nhận hết dày vò. Có thể nói, năm đó Hoàng Tuyền, là Hình Thiên Chủ tù nhân, hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyền dám hướng hắn vung đao.
Hắc Yên vệ, nghe ta triệu lệnh. Hình thiên chủ không còn dám có cái gì khinh thường, một tiếng quát mắng, lập tức, bên trong hư không, nứt ra từng cái khe hở, từng cái người mặc màu đen trọng giáp vệ sĩ, toàn thân quanh quần hắc ám chôn vùi địa ngục ma khí, liệt không xuất hiện, bảo vệ tại hình thiên chủ bốn phía. Đây đều là hình thiên chủ hao tổn tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, là hắn tương lai quay về không không lúc nào khoảng không chủ thế giới, chinh phạt tứ phương tiền vốn. Nhưng bây giờ, đối mặt Hoàng Tuyền cùng Diệp Thần, hắn là không còn dám khinh địch, coi như dùng hết tất cả, hôm nay cũng muốn đem hai người lưu tại nơi này. Trước tiên làm thịt nàng. Hình thiên chủ gào to, từng cái đèn yên vệ giống như lạnh lùng cỗ máy giết chóc, vừa nghe đến hắn hiệu lệnh sau, trong tay đều là hiển hóa ra một cây tối tăm trường kích. Trong thoáng chốc, mười mấy thanh trường kích liền hung hăng hướng Hoàng Tuyền đâm tới. Hoàng Tuyền sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng vừa mới lọt vào trầm linh thạch thời không pháp tắc phản phệ, lúc này chính là tạng phủ xé rách đau đớn thời điểm, đối mặt rất nhiều hắc yên vệ đâm giết, đã là khó mà chống lại. Giống. Lúc này, lại nghe phía dưới một hồi tiếng rồng ngâm bộc phát. Chỉ thấy Diệp Thần cưỡi một đầu huyết long, vọt mạnh đi lên. Huyết long kinh thiên gầm rú. Còn có tản ra bàng bạc long uy, lập tức chấn động đến mức từng cái hắc yên vệ đầu ong ong, thân hình trì trệ. Đi! Diệp Thần nhân cơ hội này, bàn tay cách không một chảo, liền đem Hoàng Tuyền bắt được bên cạnh mình, cùng một chỗ cưỡi huyết long, hướng về âm chi giới bên ngoài bay đi. Mau đuổi theo! Hình thiên chủ chợt quát lên. Nhưng, từng cái hắc yên vệ, lại là ngưng trệ không tiến, ngơ ngác nhìn Diệp Thần đi xa, ai cũng không đuổi theo đuổi. Như thế nào? Các ngươi sợ luân hồi chi chủ, vẫn là sợ con rồng kia. Hình thiên chủ lập tức tức giận, hắc yên vệ người người cúi đầu, cũng không dám ngỗ nghịch hình thiên chủ, cũng không dám đuổi theo giết Diệp Thần. Một cái vệ sĩ thấp giọng nói, hình thiên chủ đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi. Tại âm chi giới mà nói, mượn địa lợi chi tiện, chúng vệ sĩ miễn cưỡng còn có thể cùng Diệp Thần chào hỏi, nếu là đi đến ngoại giới, vậy bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Thần danh khí quá lớn. Đặc biệt là trước đây chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm, kinh thiên kiếm quang chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào khoảng không, cũng chiếu rọi đến đế rơi trong vũ trụ. Thiên đế trở xuống võ giả, tại Diệp Thần thiên đế hoàng đạo kiếm uy nghiêm phía dưới, căn bản không dám cùng Diệp Thần là địch. Hôm nay Diệp Thần, liền cường hãn đến nước này, liền xem như hình thiên chủ khổ tâm tài bồi tử sĩ đệ tử, cũng không dám cùng hắn chính diện tranh chấp. Một đám phế vật, hình thiên chủ lớn tiếng chửi mắng. Đã thấy Diệp Thần ngự long mà đi, ven đường đi qua âm chi giới các nơi chạm gác, các nơi điểm mấu chốt yếu địa, như vào chỗ không người, căn bản không ai dám chặn lại. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần thân ảnh, ngay tại chân trời trở thành một điểm đen, cuối cùng triệt để không thấy. Lúc này Diệp Thần, đã cùng Hoàng Tuyền cưỡi huyết long, bay khỏi âm chi giới, dần dần bay vào dương chi giới lãnh địa. Đến dương chi giới, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy trên trời chỗ treo thái dương. Không còn là hắc ám bộ dáng, mà là thần thánh trắng lóa, đây là âm dương mệnh luân dương diện. Tại cái này luận thần thánh đại nhật chiếu rọi xuống, dương chi giới các nơi noãn rung rung, chim hót hoa nở, gió xuân đập vào mặt, vô cùng thoải mái. Diệp Thần thở dài một hơi, vỗ vỗ huyết long, nói, huyết long, đa tạ ngươi. Vừa mới nếu như không phải có huyết long hỗ trợ, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền muốn rời đi âm chi giới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chủ nhân. Chúng ta kỳ thực không cần thiết chạy, ta có thể giết chết cái kia hình thiên chủ. Huyết long chiếm cứ trên không trung, thanh âm hùng hậu mang theo vẻ không hiểu cùng tiếc nuối. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hắn đã có phòng bị, không dễ giết. Vừa mới Diệp Thần gọi Hoàng Tuyền ra tay, kỳ thực chính là nghĩ công lúc bất ngờ, nhưng nhất kích không thành công, lại nghĩ giết hình thiên chủ khó khăn. Cái này hình thiên chủ, lưng tựa âm chi giới địa mạch, coi như sát phạt không đủ, tự vệ cũng là dư xài. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn còn có át chủ bài. Diệp Thần thản nhiên nói. Huyết Long sững sờ, nói, còn có át chủ bài. Diệp Thần híp mắt, ngẩng đầu nhìn treo ở bầu trời âm dương mệnh luân, cái kia âm dương mệnh luân như hằng vụt bay cực lớn, lại đan xen âm dương tuần hoàn pháp tắc, vô cùng ảo diệu, hắn nói, ân, phải cùng cái này âm dương mệnh luân có liên quan. Âm dương mệnh luân, chính là hình thiên chủ át chủ bài, đây là Diệp Thần ngờ tới. Âm dương mệnh luân sao? Huyết Long nhìn lên trên trời treo cực lớn mệnh luân đại nhật, cũng là ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm nói. Cái này âm dương mệnh luân, chính là đế rơi vũ trụ hạch tâm, là thiên mẫu nương nương tạo vật, quyền hành thực sự quá lớn, liền xem như siêu phẩm thiên đế tới,
chỉ sợ đều khó mà trưởng khống. Chủ nhân, ta thực sự không tưởng tượng ra được, hình thiên chủ muốn như thế nào khống chế âm dương mệnh luân, hắn cưỡng ép nắm trong tay, sợ không phải muốn bị phản vệ nuốt lấy. Đơn thuần lấy quyền hành uy năng tới nói, cái này âm dương mệnh luân cũng không so hình chi mảnh vụn kém bao nhiêu, mà hình thiên chủ thực lực, nhiều nhất chính là thượng phẩm thiên đế, thậm chí sức mạnh nội tình còn không bằng huyết long, nếu là không có thiên thời địa lợi chi tiện, huyết long hoàn toàn có thể một móng vuốt xé nát hắn. Liền hình thiên chủ thực lực, muốn khống chế âm dương mệnh luân mà nói, rõ ràng rất không có khả năng, huyết long đều không làm được. Nếu như hình thiên chủ thật có lợi hại như vậy mà nói, hắn bắt được huyền yêu sau, đã sớm thôn phệ luyện hóa, cũng không cần chờ tới bây giờ còn để cho huyền yêu sống sót. Mọi thứ cẩn thận một chút, tóm lại không tệ. Diệp Thần lắc đầu, cũng không có phớt lờ, bây giờ tin tức tốt là, huyền yêu còn sống, tin tức xấu nhưng là huyền yêu khí tức, vô cùng yếu ớt, không chống được bao lâu. Cái kia cậu yếu ớt, không chỉ là trên khí tức yếu ớt, còn có đạo tâm tinh thần yếu ớt. Có thể chắc chắn, huyền yêu chắc chắn thừa nhận hình thiên chủ thiên hình kiếp phạt dày vò, chỉ cần hắn chịu không được, đạo tâm hỏng mất, hình thiên chủ chắc chắn liền sẽ đem hắn thôn phệ. Diệp Thần nhất định phải nhanh chóng đi cứu viện huyền yêu, nhưng hắn cũng biết, dục tốc bất đạt, muốn cứu ra huyền yêu mà nói, hắn nhất thiết phải trước tiên tăng cao thực lực. Diệp Thần nhìn quanh dương chi giới đại địa, chỉ thấy mảnh này dương chi giới, cũng là phân bố xen vào nhau cắm 6 thanh cự kiếm, đều là lượn lờ từng sợi xâm nghiêm sát phạt hình phạt khí tức, chính là thiên hình 12 trong kiếm phong, ảnh, liệt, tĩnh, xương, phệ lục kiếm. Lục kiếm lẳng lặng sừng sững ở bên trên đại địa, cực lớn nguy nga thân kiếm tựa như một loại nào đó cổ lão thần tích, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền sinh ra hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Diệp Thần từ cái kia 6 thanh cự kiếm bên trong, bắt được từng cỗ cường hãn hung mãnh dẫn tới cực điểm hơi thở, nếu như hắn có thể thu thủ lục kiếm, muốn đối kháng hình thiên chủ, vậy thì đơn giản nhiều. Cái này thiên hình 12 kiếm, âm chi giới có 6 thanh, dương chi giới cũng có 6 thanh, kiếm khí dày đặc, hình phạt thiên kiếp khí thức vần quanh, chỉ cần tập hợp đủ thiên hình 12 kiếm, liền có thể tụ hợp thành hình chi mảnh vụn, chấp trưởng chí cao hình phạt, uy áp chư thiên vô địch. Tại âm chi giới cùng dương chi giới, không có bất kỳ cái gì võ giả, có tư cách trưởng khống thiên hình 12 kiếm, bất luận cái gì dám can đảm nhúng chàm người, đều bị thiên hình 12 kiếm kinh khủng hình phạt thiên kiếp sát khí tiêu diệt, liền xem như hình thiên chủ, đều không cầm nổi. Nhưng, Diệp Thần có lòng tin, hắn có thể thu phục thiên hình 12 kiếm. Hoàng Tuyền cùng Huyết Long đều cảm nhận được Diệp Thần tâm tư, đều là một hồi chấn kinh. Hoàng Tuyền đạo, Diệp Đại Nhân, người muốn nhận lấy thiên hình 12 kiếm. Diệp Thần bình tĩnh nói, ân, đây là đối kháng hình thiên chủ mấu chốt, đừng hoảng hốt, ta có thể trưởng khống lấy những thứ này thiên hình kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần không cần phải nhiều lời nữa, hai tay mở ra, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới ôm vào lòng, lớn tiếng phát ra triệu hoán âm thanh. Thiên kiếm trở về. Thanh âm này tựa như hồng lôi đồng dạng, trong chốc lát liền chấn động toàn bộ dương chi giới, lại tựa như là thủy triều mãnh liệt, dương chi giới đám võ giả, đều nghe được Diệp Thần to đường đường âm thanh, tất cả võ giả đều kinh hãi, vô số đạo ánh mắt cùng thần thức, hướng về Diệp Thần vị trí nhìn trộm mà đi. Tại trong đông đảo ánh mắt kinh hãi, Diệp Thần duy trì hai tay dương lên tư thái, mãnh liệt triệu hoàn ý chí thả ra ngoài, lồng nắp toàn bộ dương chi giới. Ầm ầm. Tiếp theo sát, dương chi giới đại địa mãnh liệt run rẩy lên, cái kia 6 thanh thiên hình cự kiếm, liền có 5 thanh chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bầu trời thăng bay. Cự kiếm kiên quyết ngoi lên, làm cho quanh mình đại địa sơn nhạc, đều là răng rắc nứt ra nát bấy, loạn thạch bay tứ tung, tựa như ngày tận thế tới. May mắn, tại thiên hình cự kiếm chung quanh, cũng không có ai cư trú, cho nên cũng không có tạo thành cái gì người vô tội tử thương, chỉ là hù dọa chim thú, bụi trần sôi sục, hỗn loạn tưng bừng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái kia 5 thanh thiên hình cự kiếm, phong, ảnh, liệt, tĩnh, xương, đều phá không hướng về Diệp Thần bay vụt mà đến, sắc bén kiếm khí, mê loạn ám ảnh, phần thiên liệt hỏa, mất đi vắng ngắt, băng lãnh xương lạnh, 5 đạo khác biệt thiên kiếp pháp tắc, ở trên bầu trời không ngừng đan xen. Cái kia 5 lượt thiên kiếp pháp tắc, đều thuộc về thiên hình pháp tắc, đại biểu cho hình phạt bạo ngược, cuồng lệ, sát phạt, hung ác, tàn nhẫn, nếu như là đạo tâm không kiên giả, chỉ là cảm nhận được những thứ này thiên hình pháp tắc, liền sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng Tuyền nhìn thấy cái kia thiên hình ngũ kiếm bay tới, thân kiếm khổng lồ dần dần thu nhỏ thành 3-4 thước phong mang, nhưng thiên phạt kiếm khí nhưng không thấy có chút suy giảm, vẫn như cũ mãnh liệt bạo ngược,
nàng thân thể mềm mại liền run rẩy lên, trong đồng tử lộ ra sợ hãi thật sâu cùng chua xót. Đó là đối quá khứ sợ hãi, nàng đã từng nhận qua thiên hình kiếp phạt, cho nên nhìn thấy từng thanh thiên hình kiếm bay tới, ngày xưa cực khổ tuế nguyệt lại lần nữa xông lên đầu. Đừng sợ. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Tuyền tay, ra hiệu nàng không cần kinh hoàng, bây giờ trưởng khống thiên hình kiếm người, không còn là hình thiên chủ, mà là Diệp Thần. Diệp Thần chấp trưởng thiên hình kiếm, đương nhiên sẽ không tổn thương người bên cạnh. Hoàng Tuyền cảm nhận được Diệp Thần bàn tay ấm áp, thoáng yên tâm, ánh mắt mang theo một tia mê ly nhìn xem Diệp Thần gương mặt. Trên thực tế, trước kia Hoàng Tuyền trong địa ngục chịu khổ, cũng không phải nàng đã làm sai điều gì bị địa ngục quỷ sai bắt, mà là thần sắc đẹp vì tẩy luyện đạo tâm, lấy thân vào cuộc, đi thể nghiệm địa ngục đau đớn. Chỉ là, trước kia đạo kia thần sắc đẹp hóa thân, tại vô tận trong thống khổ đã đản sinh ra ngoài ra bản thân ý thức, chính là hôm nay Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền xem như thần sắc đẹp đau đớn ác nghiệm ngưng kết, cái kia thiên hình kiếp phạt nỗi khổ, liền thần sắc đẹp đều chịu không được, chỉ có thể đem nỗi thống khổ của mình ác nghiệm cắt chém ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, hình chi mảnh vụn sức mạnh, khủng bố cỡ nào. Diệp Thần tay trái dắt Hoàng Tuyền, tay phải vừa thu lại, liền đem bay vụt đến năm thanh thiên hình kiếm, thu sạch vào trong luân hồi mộ địa. Năm thanh thiên hình kiếm, rơi vào luân hồi trong mộ địa đi, cũng không có bất luận cái gì tàn phá bừa bãi, đều yên lặng cắm trên mặt đất. Diệp Thần có thiên tổ chúc phúc, lại nắm trong tay nửa đường Diêm Ma Tử Thần quyền hành, cái gọi là hình chi mảnh vụn, bất quá là Diêm Ma Tử Thần thi hài một bộ phận cấu tạo, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Diệp Thần cái chủ nhân này. Đương nhiên, thu phục về thu phục, Diệp Thần muốn chân chính phát huy ra thiên hình kiếm uy lực, còn cần lại tốn một phen công phu luyện hóa nghiên cứu. Nhìn thấy Diệp Thần dễ dàng như vậy, liền thu phục năm thanh thiên hình kiếm, Hoàng Tuyền triệt để kinh ngạc, sự tình so với nàng trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Diệp đại nhân, quá tốt rồi, người thu phục năm thanh thiên hình kiếm, nếu là kiếm khí đều có thể điều động, chém giết hình thiên chủ không thành vấn đề. Hoàng Tuyền tự mình cảm thụ qua thiên hình kiếm kinh khủng, nàng rất rõ ràng thiên hình kiếm uy lực, không cần 12 kiếm tề tụ, Diệp Thần chỉ là khu động ngũ kiếm, không sai biệt lắm liền có thể chém giết hình thiên chủ. Thiên hình kiếm lợi hại, liền lợi hại đến nước này. Diệp Thần lại là lông mày nhíu một cái, nhìn về phía phương xa đại địa. Dương chi giới đại địa bên trên, vốn là đứng vững vàng 6 thanh thiên hình kiếm, nhưng vừa mới, Diệp Thần chỉ lấy 5 thanh, còn có một cái phệ chi kiếm, còn an tĩnh cắm ở phương xa đại địa bên trên, cũng không có bị hắn triệu hoán tới. Thanh kiếm kia, giống như tại kháng cự ta, khác cùng khí tức của nó ngũ kiếm hoàn toàn không giống. Diệp Thần ánh mắt sâu kín nhìn về phía phương xa, liền cảm nhận được phệ chi kiếm khí tức, so với tầm thường thiên hình kiếm lăng lệ, hơn nữa tựa hồ có ý thức độc lập, tại kháng cự Diệp Thần triệu hoán. Đó là phệ chi kiếm, truyền thuyết mang theo vô thượng tôn phệ pháp tắc, thiên hình 12 kiếm bên trong, sát phạt lợi hại nhất chính là phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm. Diệp đại nhân, người có thể thu phục thiên hình ngũ kiếm, đã rất đáng gờm rồi, cái này phệ chi kiếm, cũng không cần lại vọng động. Nếu bị nó phản phệ, cũng không hẳn diệu. Hoàng Tuyền nói, thiên hình 12 kiếm bên trong, lợi hại nhất kiếm có 2 thanh, một là phệ chi kiếm, hai là vô chi kiếm. Vô chi kiếm sừng sững ở âm chi giới, phệ chi kiếm ngay tại dương chi giới đại địa bên trên, dương chi giới chỗ chỗ gió xuân hòa thuận vui vẻ, dương quang ấm áp, duy chỉ có phệ chi kiếm chỗ khu vực, một mảnh hỗn hắc thâm trầm, đó là ngay cả tia sáng đều thấu không vào khu vực, phảng phất tia sáng đều bị thôn phệ. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn về phía phương xa phệ chi kiếm, nói, thanh kiếm này, không nghe ta triệu hoán, thậm chí còn tại kháng cự ta, chẳng lẽ đã đản sinh ra ý thức độc lập, sinh ra kiếm linh. Thiên hình 12 kiếm tập hợp, mới là hoàn chỉnh hình chi mảnh vụn, cái này phệ chi kiếm nhất thiết phải thu lấy. Hoàng Tuyền còn nghĩ khuyên can, nói, nhưng... Diệp Thần khoát tay một cái nói, không có việc gì, Hoàng Tuyền cô nương, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiếp đó lại đi thu lấy phệ chi kiếm. Thiên hình 12 kiếm, Diệp Thần nhất định phải được, thiếu một thứ cũng không được, phệ chi kiếm đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hoàng Tuyền đạo, tốt a, Diệp đại nhân, ta đều nghe ngươi phân phó. Lập tức, hai người liền hạ xuống phía dưới trong rừng rậm, ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Diệp Thần đem huyết long thu về, nói, huyết long, ngươi cũng tốt dễ nghỉ ngơi, ngươi sắp chứng đạo siêu thiên, nghĩ chứng đạo mà nói. Cũng không cần nhiễm quá nhiều nhân quả, ta cũng biết tận lực tránh triệu hoán ngươi. Từ thiên đế cảnh đến siêu phẩm thiên đế, tấn thăng quá trình vô cùng gian khổ,
nhân quả quấn quanh càng sâu, đi tới lại càng khó khăn. Diệp Thần muốn cho Huyết Long khinh trang thượng trận, tránh quá nhiều ràng buộc. Là, chủ nhân, Huyết Long liền trở lại luân hồi mộ địa bên trong, yên tĩnh điều tức. Luân hồi trong mộ địa, sụp đổ chi chủ ánh mắt mang theo vẻ ảm đạm, hướng Diệp Thần nói. Xin lỗi, mộ chủ, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, ta, phụ thân, chính là đại ái thần Phong Tình Tuyết. Sụp đổ chi chủ phụ thân, Hắc Ám huynh đệ hội chúa tể Hắc Ám nữ thần, kỳ thực chính là trong truyền thuyết đại ái thần Phong Tình Tuyết, điểm này, sụp đổ chi chủ kỳ thực sớm đã có nhỏ xíu phát giác, nhưng hắn không thể tin được, cũng không có nói cho Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần sớm biết, Hắc Ám nữ thần chính là Phong Tình Tuyết mà nói, có lẽ có thể chiếm giữ càng nhiều quyền chủ động. Không sao, tiền bối không cần bận tâm. Diệp Thần bình tĩnh nói, cũng không trách sụp đổ chi chủ ý tứ, bây giờ Hắc Ám nữ thần công khai thân phận, hơn phân nửa là muốn triệu tập Hắc Ám huynh đệ hội cùng đại ái thần tín đồ, liên hợp lại, đối phó hắn cùng thiên tổ. Sụp đổ chi chủ vẫn là hết sức áy náy, lại là một tiếng thở dài, nói. Phụ thân ta thủ đoạn hung ác, mà đại ái thần là từ bi nhân ái chi thần, bảo vệ chúng sinh, ta vẫn khó có thể tưởng tượng, phụ thân ta lại chính là đại ái thần, hai người đạo thống là hoàn toàn tương phản. Diệp Thần nói, cái gọi là đại ái, bất quá là Hắc Ám nữ thần che giấu thôi, đó là giả nhân giả nghĩa cùng giả mù sa mưa chi ái. Sụp đổ chi chủ nói, không phải, không phải như thế, ta nghĩ, mộ chủ, phụ thân ta thời điểm lúc ban đầu, hẳn là thật sự có đại ái lòng từ bi, thật sự có từ nghi ngờ thiện niệm, chỉ là phần thiên đại kiếp đối với nàng dày vò quá sâu, hơn nữa thiên tổ lại không chịu cùng nàng nghịch thiên táng thần, nàng vì yêu sinh hận, đạo tâm dần dần vặn vẹo. Xét đến cùng, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là phần thiên đại kiếp dày vò quá mức khốc liệt, hết thảy tội nghiệt đều nguồn gốc từ cái kia u ác tính. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, sụp đổ chi chủ đến lúc này, còn tại giữ gìn Phong Tình Tuyết, thậm chí đem hết thảy tội nghiệt quy tội u ác tính. Hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là duy trì thích hợp trầm mặc. Sụp đổ chi chủ thấy thế, cười khổ một tiếng nói, mộ chủ, ngươi cảm thấy ta là vì phụ thân ta giải vây sao? Phụ thân ta thủ đoạn mặc dù hung ác, nhưng nàng đối với huynh đệ hội bên trong các huynh đệ, cũng là thực tình bảo vệ, ta một thân tu vi cũng là nàng thân truyền thụ, nàng bảo vệ, tuyệt không phải giả nhân giả nghĩa cùng giả ý. Chỉ là, phần thiên đại kiếp mang cho nàng dày vò quá sâu, bóp méo tinh thần của nàng, nhưng nàng không hề giống khắc trụ thần như vậy khuất phục, nàng thậm chí có chém dụng thái sơ chi tâm. Chỉ cần chém dụng thái sơ, chém chết u ác tính, mặc kệ là trụ thần, vẫn là chúng sinh. Đều không cần lại chịu hắc ám nỗi khổ, khả năng này chính là đại ái a, đây là ta trong nhận thức biết phụ thân. Diệp Thần trầm mặc một chút, nói, ta mặc kệ Phong Tình Tuyết có dạng gì đại ái, cũng không để ý nàng mục đích thật sự là cái gì, ta chỉ biết là, nàng bây giờ nghĩ giết ta, muốn giết thiên tổ, còn muốn liên hợp hồn thiên đế tới đối phó ta, ta chắc chắn không có khả năng vươn cổ chịu chết. Phong Tình Tuyết dưới quyền hắc ám huynh đệ hội, đã cùng hồn thiên đế trận doanh hợp tác. Hồn Thiên Đế muốn điều tra Côn Luân Đao tung tích, chính mình không tiện ra tay, chính là ủy thác Hắc Ám huynh đệ hội đi điều tra, hơn nữa Hắc Ám huynh đệ hội bên trong Nhược Mộng đã điều tra đến Côn Luân Đao tung tích. Nếu là Hồn Thiên Đế có thể được đến tình báo chuẩn xác, tìm được Côn Luân Đao, khí thế của hắn tăng vọt, đến lúc đó chế tạo ra Sinh Tử Phong Thần Bi, trưởng khống vô thượng pháp tắc sinh tử, cái kia Nguyên Thiên Đế, Đẹp Thần trận doanh, còn có Diệp Thần luân hồi trận doanh, đều phải triệt để hủy diệt. Đây là liên lụy tới sinh tử vận mệnh đại sự, Diệp Thần cũng không để ý Phong Tình Tuyết có như thế nào vĩ đại quyết tâm, hắn chỉ biết là, Phong Tình Tuyết nghĩ hắn chết, hắn nhất định phải phản kháng. Diệp Thần ngữ khí cũng không sục sôi, sụp đổ chi chủ nghe vào trong tai, lại là triệt để lâm vào trong trầm mặc, trên mặt mang một vòng chua xót đau đớn. Phong Tình Tuyết là phụ thân của hắn, Diệp Thần là hắn mộ chủ, hắn thực sự không muốn nhìn xem hai người tranh đấu. Nhưng vận mệnh như thế, nhưng cũng không thể làm gì. Trừ đi vô thường, hết thảy tất cả đắng. Sụp đổ chi chủ cười khổ nói thầm đạo, sau đó một tiếng thở dài, đạo, thôi, mộ chủ, coi như ta không hề nói gì qua a. Ngô, lần này ngươi muốn đối phó hình thiên chủ, ta sẽ tận lực hỗ trợ, ngươi có phân phó gì, cứ việc nói chính là. Diệp Thần nói, hảo, tiền bối, đa tạ, ai, ta cũng rất xin lỗi, cũng không phải là ta muốn cùng ngươi phụ thân là địch. Mà là nàng muốn giết ta, ta không thể ngồi mà chờ chết. Sụp đổ chi chủ cười khổ nói, ta biết, không có việc gì. Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì thêm, tĩnh tâm nghỉ ngơi khôi phục khí tức,
trước tiên đem 6 đuôi vĩ thú pháp tắc truyền thụ cho Huyết Long, lại phỏng đoán 5 thanh thiên hình kiếm pháp tắc huyền bí. Huyết Long nhận được 6 đuôi pháp tắc, cái kia còn kém sau cùng cửu vĩ yêu hồ, nó vĩ thú pháp tắc liền có thể viên mãn, xung kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Theo lý thuyết, chỉ cần Huyết Long thôn phệ hết cửu vĩ, hoặc nhận được cửu vĩ pháp tắc, nó liền có thể chứng đạo siêu thiên. Đến nỗi Diệp Thần tu vi, trước mắt là cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai, cách thông thiên cảnh cũng không tính quá xa, hắn cũng không mơ tưởng xa vời, thiên đế cảnh cùng siêu phẩm thiên đế loại cảnh giới này, tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Đặc biệt là siêu phẩm thiên đế, Diệp Thần đoán chừng tại không không lúc nào khoảng không, cũng không có đầy đủ cơ duyên và tài nguyên, có thể làm cho hắn đột phá siêu thiên. Dù sao, đạo pháp của hắn nội tình quá thâm hậu, tấn thăng so với thường nhân khó khăn, nghĩ đạt đến siêu thiên cảnh giới, cái kia sợ rằng phải đi tinh không bỉ ngạn, mới có đầy đủ tài nguyên. Nhưng, chuyện tương lai, thiên biến vạn hóa, bây giờ Diệp Thần cũng nói không chừng, hắn chỉ muốn trước tiên tập hợp đủ thiên hình 12 kiếm, triệt để nắm giữ hình chi mảnh vụn lại nói. Ong ong, Diệp Thần điều động thiên hình ngũ kiếm, phong, ảnh, liệt, tính, xương năm thanh thiên hình kiếm, vây quanh hắn thân thể xoay tròn lấy, một chút xíu xâm nghiêm kiếp phạt sát khí, không ngừng tràn ngập, làm cho người sợ hãi. Hoàng Tuyền không dám tới gần Diệp Thần, sợ lọt vào thiên hình sát khí ăn mòn, xa xa ngồi ở Diệp Thần đối diện. Diệp Thần phun ra nuốt vào lấy năm thanh thiên hình kiếm tinh khí, phía trước tại âm chi giới chiến đấu tiêu hao khí tức, liền nhanh chóng khôi phục lại, một chút xíu huyền diệu thiên hình pháp tắc, cũng là tại trong đầu hắn hiểu ra, rất có ngộ đạo cảm giác. Chỉ là, Diệp Thần tu vi trước mắt, vẫn là cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai. Tại tu vi hạn chế phía dưới, Diệp Thần coi như trưởng khống thiên hình ngũ kiếm, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bất quá năng chấp trưởng năm thanh thiên hình kiếm, Diệp Thần tương lai muốn đối chiến hình thiên chủ, phần thắng cũng là lớn rất nhiều. Hô! Sau nửa canh giờ, Diệp Thần điều tức hoàn tất, mở to mắt, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thần mang trầm tĩnh, khí tức đã khôi phục lại đỉnh phong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa sừng sững ở cả vùng đất phệ chi kiếm, nội tâm một hồi hừng hực, chỉ cần đem phệ chi kiếm cũng nắm bắt tới tay, dương chi giới thiên hình kiếm, hắn liền có thể gom đủ. Hoàng Tuyền cô nương, chúng ta đi thôi. Diệp Thần hô. Hoàng Tuyền cũng đã nghỉ xong, nghe được Diệp Thần gọi, liền gật gật đầu, hai người kết bạn hướng về phệ chi kiếm phương hướng bay lượn mà đi. Mặc dù, Hoàng Tuyền cũng không tán thành Diệp Thần đi thu lấy phệ chi kiếm, bởi vì nguy hiểm hệ số quá cao, phệ chi kiếm là thiên hình 12 kiếm cường hãn nhất hai thanh kiếm một trong, mang theo kinh khủng thôn phệ pháp tắc, nàng lo lắng Diệp Thần sẽ bị phản phệ. Nhưng, Diệp Thần tâm ý đã quyết, nàng tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Dương chi giới 6 thanh thiên hình kiếm, đã bị Diệp Thần lấy đi 5 thanh, giới này các phương thế lực chấn động, nhưng không ai dám tới hỏi. Bởi vì, phóng nhãn cả viên tinh cầu, âm dương hai giới, có thực lực cùng Diệp Thần chống lại, chỉ có hình thiên chủ một người, những người khác nếu là dám đến mạo phạm Diệp Thần, vậy cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Âm dương hai giới rất nhiều cao thủ, đã bắt được mưa gió sắp đến khí tức, đều suy tính đến không cần bao lâu. Diệp Thần cùng hình thiên chủ liền có một hồi đại chiến kinh thiên, vô số cường giả chỉ sợ bị chiến đấu tai họa, nhao nhao bố trí xuống đại trận bế quan tự thủ, lại cầu nguyện thần tiên đánh nhau, không cần thương tới phàm nhân. Cho nên, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, một đường hướng phệ chi kiếm địa điểm đi đến, hoàn toàn không có đụng tới nửa điểm ngăn cản, trên đường đi thấy thành trấn, sơn môn các loại, đều là đóng cửa khóa nhà, một mảnh tiêu điều. Hiển nhiên là dương chi giới đám võ giả. Sợ bị liên lụy tới Diệp Thần cùng hình thiên chủ trong phân tranh đi. Hình thiên chủ là viên tinh cầu này tối cường bá chủ, truyền thuyết đã có thể trưởng khống âm dương mệnh luân, đến cùng là Diệp Thần đầu này cường long lợi hại, vẫn là hình thiên chủ đầu này địa đầu xà lợi hại, quyết chiến không lên, ai cũng không biết. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, liền đi tới phệ chi kiếm chỗ khu vực, phiến khu vực này, phương viên mấy trăm dặm chi địa, đều bị phệ chi kiếm tản ra hắc ám khí tức, ăn mòn trở thành một mảnh đầm lầy. Ngay cả không gian đều bị thôn phệ chi lực bóp méo. Mờ tối đầm lầy, quanh quẩn từng tầng chướng khí, âm dương mệnh luân dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, tia sáng toàn bộ bị bóp méo, thôn phệ, làm cho vùng đất này, vô cùng âm trầm. Sừng sững ở phương xa cả vùng đất phệ chi kiếm, thân kiếm khổng lồ phát tán ma hi u quang, ánh chiếu lên mảnh này đầm lầy mang, càng thêm âm trầm kiềm chế, một mảng lớn liên miên đầm lầy nước bùn bên trong, có đủ loại quỷ dị chân đốt quái vật ẩn núp. Nước bùn bên trên sinh trưởng thực vật, lại là vô cùng rậm rạp đẫy đà,
trong đó không thiếu phẩm tướng thượng giai dược thảo. Diệp Thần con mắt híp lại, đánh giá mảnh này đầm lầy, hắc ám âm trầm đầm lầy, thế mà sinh trưởng ra rất nhiều chân quý dược thảo, nghĩ đến là phệ chi kiếm linh khí dồi dào, tiết ra ngoài ra linh khí, đều có thể tạo hóa ra thiên địa linh tài. Diệp đại nhân, phệ chi kiếm ngay ở phía trước. Hoàng Tuyền tại đầm lầy biên giới dừng chân lại bên cạnh, nhìn xem trước mắt ủng ục ục bốc lên bọt màu đen đầm lầy, nàng lông mày nhíu một cái, bất quá, chúng ta muốn đi thu lấy phệ chi kiếm mà nói. Nhất thiết phải trước tiên xuyên qua mảnh này đầm lầy, nhưng cái này đầm lầy, mang theo cường hãn thôn phệ pháp tắc, một cái sơ sẩy, chúng ta sợ là muốn bị triệt để thôn phệ a. Phệ chi kiếm ẩn chứa cường đại thôn phệ pháp tắc, những cái kia thôn phệ pháp tắc sức mạnh, khuếch tán đến bốn phía, liền tạo thành mảnh này nước bùn thâm hậu đầm lầy, người nếu là rơi vào, liền sẽ bị đầm lầy thôn phệ, cuối cùng hóa thành tẩm bổ phệ chi kiếm chất dinh dưỡng. Diệp Thần cũng nhìn thấy đầm lầy bên trong nổi lơ lửng không thiếu bạch cốt thi hài, nghĩ đến là quá khứ muốn đoạt kiếm đám võ giả, đều chôn thây ở đây. Tuế Nguyệt trải qua nhiều năm, phệ chi kiếm vẫn như cũ sừng sững ở đại địa bên trên, không có người có tư cách chấp trưởng, ngay cả hình thiên chủ đều không thể nhúng chàm. Hoàng Tuyền trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ, nàng cũng sợ tùy tiện bước vào ao đầm, sẽ bị đầm lầy thôn phệ. Nơi này nguy cơ tuyệt không tầm thường, hơi không cẩn thận, chôn thây ở đây. Bất quá! Diệp Thần lại là bình tĩnh bộ dáng, nói, không sao, ta có thủ đoạn. Diệp Thần nhất câu ngón tay, một thanh phi kiếm bắn ra, chính là thiên hình trong kiếm xương chi kiếm, cái này xương chi kiếm mang theo nồng nặc xương lạnh chi lực, dùng tại nhân thể trên thân, chính là mù xương thấu xương thiên phạt, lăng lệ dị thường. Hô hô hô, Diệp Thần bóp kiếm quyết, xương chi kiếm bắn ra từng cỗ xương lạnh khí lưu, gào thét bao phủ, hắn dẫn kiếm chỉ phía trước một cái, xương khí tại trên đầm lầy ngưng kết. Răng rắc vang dội, hóa thành băng cứng, tràn lan ra một đầu hàn băng xây tạo thành lộ, kéo dài hướng sâu trong đầm lầy. Răng rắc, nhưng tiếp theo sát, đầm lầy bên trong, liền truyền ra một cỗ mãnh liệt thôn phệ chi lực, càng đem Diệp Thần bày xong hàn băng thông lộ, khối băng từng đoạn thôn phệ hết, trong chớp mắt toàn bộ lộ đều bị thôn phệ hầu như không còn. A, à, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mảnh này đầm lầy chi địa, thôn phệ pháp tắc sức mạnh. Thế mà cường hãn đến nước này, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp đại nhân, vẫn là thôi đi, chúng ta có 5 thanh thiên hình kiếm, đã đầy đủ đối phó hình thiên chủ. Hoàng Tuyền thấy thế, cũng là khuyên can nói, nàng vẫn là kiêng kỵ phệ chi kiếm cường hãn, sợ Diệp Thần lọt vào thôn phệ. Đến một bước này, lại có thể nào lui lại? Diệp Thần lắc đầu, lại không có ý lùi bước, ngón tay bấm quyết phóng xuất ra không gian pháp tắc sức mạnh, từng đạo không gian pháp tắc phủ văn. Ngay tại xương chi trên thân kiếm hiển hóa ra ngoài, hắn lần nữa ngự kiếm ngưng xương, một lần nữa phô ra một đầu hàn băng con đường. Lần này, có không gian pháp tắc hiểm hộ, trong ao đầm thôn phệ khí tức, cuối cùng không thể trước tiên đem băng lộ thôn phệ hết, chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm. Mà tại băng lộ bị từng bước xâm chiếm tận không có phía trước, Diệp Thần đã có đầy đủ thời gian, xâm nhập đầm lầy, đi thu lấy phệ chi kiếm. Đi thôi. Diệp Thần không tiếp tục do dự. Lập tức đạp vào băng lộ, hướng sâu trong đầm lầy nhanh chóng đi đến. Hoàng Tuyền bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đuổi kịp. Gào! Hai người mới vừa tiến vào đầm lầy không bao lâu, liền có một đầu cá sấu hình dạng quái vật, từ đầm lầy bên trong nhào ra, há miệng liền hướng hai người táp tới. Cái kia bên trong miệng to như chậu máu, cũng là mang theo mãnh liệt thôn vệ pháp tắc sức mạnh, người một khi bị cắn trúng, không chết cũng muốn lột ra. Xoẹt! Hoàng Tuyền phản ứng cực nhanh. Lập tức rút đao vung ra, ánh đao lướt qua, đã đem cái kia cá sấu quái vật chém rụng. Diệp Thần cước bộ không có chút nào dừng lại, hắn tin tưởng Hoàng Tuyền thực lực, cũng không lo lắng quái vật tập kích. Duy nhất để cho Diệp Thần cảm thấy uy hiếp, chính là cái thanh kia phệ chi kiếm, kiếm khí quá cường liệt, hơn nữa còn lộ ra một cỗ mãnh liệt kháng cự ý chí, tựa hồ đã đản sinh ra ý thức độc lập, tại kháng cự Diệp Thần đến, càng không muốn bị Diệp Thần chấp trường. Cứu mạng a! Ngay tại Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền hai người, không ngừng đi về phía trước tiến thời điểm, lại nghe được một hồi tiếng kêu cứu, truyền tới từ phía bên cạnh. Nghe được cái này tiếng kêu cứu, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền có chút ngoài ý muốn, đầm lầy bên trong này còn có người. Hai người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái nam tử, đã nhanh bị đầm lầy nước bùn thôn phệ, kiệt lực ngửa đầu, lộ ra miệng mũi hô hấp lấy, hô to cứu mạng. Diệp Thần một chút cảm ứng, liền phát hiện nam tử tu vi. Chỉ có thần đạo cảnh, chỉ là một cái hạ vị thần,
Trong lòng của hắn kinh ngạc càng lớn, nghĩ thầm, chỉ là một cái hạ vị thần, là thế nào có thể đi đến nơi này. Mảnh này đầm lầy tràn ngập kinh khủng thôn vệ pháp tắc, liền Diệp Thần, đều phải cẩn thận ứng đối, dựa vào không gian pháp tắc thủ đoạn cùng xương chi kiếm, mới phô ra một con đường đi vào. Diệp Thần có thể chắc chắn, coi như phổ thông thiên đế bước vào mảnh này đầm lầy, đều có thể muốn bị thôn vệ hết, thế nhưng nam tử chỉ là thần đạo cảnh hạ vị thần, thế mà cũng đi tới ở đây, quả thực là hiếm lạ. Mắt thấy nam tử kia liền bị đầm lầy thôn phệ, Diệp Thần vội vàng nhanh chân tiến lên, mỗi một bước bước ra, liền có xương lạnh băng cứng tại dưới chân hắn lan tràn, tạo ra con đường. Hắn đi đến bên người nam tử, bắt lại hắn tóc, đại lực đem hắn từ đầm lầy trong nước bùn bắt được. Nước bùn cực sâu, lại mang theo thôn phệ pháp tắc, may mà Diệp Thần lực cánh tay cường hãn, tại đem nam tử ra đầu đều nhanh kéo đồng thời, chung quy là đem hắn kéo lên. A a a, đau đau đau. Nam tử bị đau kêu gọi, ghé vào trên mặt băng thở dốc hô hô, toàn thân cũng là nê ô, bộ dáng vô cùng chật vật, tại thở nổi sau, vội vàng mang theo cảm kích cùng hèn mọn chi ý, quỳ hướng Diệp Thần dập đầu lại ba cái, nói. Tại hạ Dương Thiên Cổ, đa tạ luân hồi chi chủ cứu mạng. Diệp Thần mặc dù còn không có tự giới thiệu, nhưng vừa mới thu lấy năm thanh thiên hình kiếm, như thế hừng hực khí thế, cũng không cần tự giới thiệu mình, chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhận ra hắn. Hoàng Tuyền đi lên phía trước, nói, ngươi là thế nào chạy đến nơi đây? Dương Thiên Cổ hoảng hốt vội nói, tại hạ là nghĩ tại thôn vệ đầm lầy hái thuốc, nhưng không ngờ gặp phải quái vật tập kích, tại hạ chật vật chạy trốn bên trong, nội khí nhất thời vào xóa, liền vô ý trượt chân rơi vào đầm lầy nước bùn. May mắn luân hồi chi chủ cứu giúp, bằng không tại hạ hôm nay sợ là muốn táng thân đầm lầy. Hoàng Tuyền lắc đầu, nói, không phải, ta là muốn hỏi ngươi. Mảnh này đầm lầy thôn vệ pháp tắc xâm nghiêm, ngươi lại có thể nào tại đầm lầy ngược lên đi, đi tới nơi này sao xâm nhập tình cảnh. Nàng và Diệp Thần một dạng, cũng là phi thường tò mò, Dương Thiên Cổ chỉ là một cái hạ vị thần, là thế nào có thể xâm nhập ao đầm. Dương Thiên Cổ sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Tuyền sẽ hỏi như vậy, hắn không nghĩ nhiều liền hồi đáp, rất đơn giản a, chỉ cần biến thành quang liền có thể. Nghe được biến thành quang ba chữ, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền đều là sắc mặt đại biến. Đồng nói, biến thành quang. Dương Thiên Cổ nhìn thấy hai người biểu tình biến hóa lớn như vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng nói, ta không phải là nói muốn biến thành thái sơ ý tứ, là thân hóa nhật nguyệt chi quang, thân hóa nhật nguyệt, liền có thể tại đầm lầy ngược lên đi. Nhưng cũng muốn cẩn thận, bởi vì mảnh này đầm lầy, ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ, nếu là giống ta dạng này khí tức vào xóa mà nói, vậy coi như thân hóa nhật nguyệt, cũng có thể là bị thôn phệ hết. Diệp Thần đoán được cái gì, lẩm bẩm nói, thân hóa nhật nguyệt sao? Là, nhật nguyệt cảnh diệu pháp. Dương Thiên Cổ nói, chính là, rất đơn giản đúng không? Dừng một chút, hắn lại hình như tỉnh ngộ cái gì, vỗ đùi, nói, a, xin lỗi, luân hồi chi chủ, ta quên, các ngươi là từ bên ngoài tới, nghĩ đến còn không có nắm giữ thân hóa nhật nguyệt diệu pháp. Diệp Thần lông mày lập tức nhăn lại, nói, nhật nguyệt cảnh chính là tinh không phía trên cảnh giới. Không không lúc nào khoảng không tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá là đạo quân cảnh, muốn thân hóa nhật nguyệt, như thế nào khả năng? Hơn nữa, các hạ tựa hồ chỉ là hạ vị thần, tựa hồ cũng không nhật nguyệt cảnh khí tức, vẫn là ta có mắt không biết kim tương ngọc, nhìn lầm rồi sao? Diệp Thần mắt sáng như đuốc, một mắt phía dưới, liền đem Dương Thiên Cổ nhìn thấu thấu, đối phương đích xác chính là hạ vị thần không tệ, khoảng cách nhật nguyệt cảnh không biết kém bao nhiêu ngàn vạn dặm. Dương Thiên Cổ hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, ta tu vi đích xác thấp, nhưng ta chính là thiên mẫu nương nương con dân, mảnh này đế rơi vũ trụ, là thiên mẫu nương nương tạo vật, ẩn chứa thiên mẫu nương nương ý chí cùng pháp tắc. Chúng ta những ngày này mẫu nương nương con dân, tại thiên mẫu nương nương chúc phúc phía dưới, lại mượn dùng đế rơi vũ trụ khí mạch sức mạnh, liền có thể biến thành quang, thân hóa nhật nguyệt chi quang, đây là rất nông cạn pháp môn, thì tương đương với người học chạy bộ đồng dạng, tiểu hài hài đồng đều có thể học được. Hoàng Tuyền đạo, nhật nguyệt cảnh giới, mênh mông vô biên, nghĩ chứng đạo nhật nguyệt, chỉ là học chạy bộ một dạng đơn giản sao? Vậy ngươi ra tay, ta thử xem thực lực của ngươi. Nàng không thể tin được, cầm đao chỉ vào Dương Thiên Cổ cái mũi. Dương Thiên Cổ sợ hết hồn, vội vàng lui về sau, nói, cô nương, đừng xung động, ta còn chưa nói xong đâu. Cái này thân hóa nhật nguyệt, chỉ là nắm giữ nhật nguyệt thân pháp, thường ngày hành tẩu mau lẹ một chút thôi, đến nỗi nhật nguyệt cảnh ngập trời uy năng. Cũng không phải chúng ta có thể nắm giữ,
tại không không lúc nào chống không pháp tắc hạn chế phía dưới, cũng không khả năng đánh cắp bao nhiêu ngày tháng quyền hành. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền nhìn nhau, cái hiểu cái không. Diệp Thần nghĩ nghĩ, hướng Dương Thiên Cổ nói, ngươi xem thoáng qua, ta muốn nhìn xem ngươi là thế nào có thể hóa thân nhật nguyệt. Dương Thiên Cổ không dám vi phạm, lấy lại bình tĩnh, nói, là. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái, lại thật sự hóa thành một tia quang, lộ ra nhật nguyệt thần huy, nhưng Diệp Thần phía trước vòng tới sau lưng Diệp Thần, lại lượn quanh trở về phía trước, tia sáng tán đi, khôi phục hình người, chê cười nói. Chính là như vậy, rất đơn giản a. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền thấy thế, đều là vô cùng kinh ngạc. Vừa mới Dương Thiên Cổ thân hóa nhật nguyệt chi quang, mặc dù quang mang kia không có nửa điểm uy lực, nhưng lại phiêu phiêu miểu miểu, dấu vết không tìm, so không không lúc nào khoảng không cao minh nhất thân pháp, đều phải lợi hại gấp trăm lần, gọi người không thể phỏng đoán. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân pháp, vậy cơ hồ là tồn tại vô địch, chỉ cần biến thành một tia quang, cái kia mặc cho địch nhân như thế nào công kích, tự thân cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương. Nhưng Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền cũng là thiên phú người thông minh, hai người biết như thế vô địch thân pháp, không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành. Ngươi lại thi triển một lần. Diệp Thần hướng về phía Dương Thiên Cổ đạo. Dương Thiên Cổ liền lại thi triển một lần, nhẹ nhõm như ý, tựa như người bình thường chạy mấy bước lộ đồng dạng, hắn vừa mới rơi vào đầm lầy, khí lực cơ hồ hao hết, nhưng bây giờ thân hóa nhật nguyệt chi quang, càng là không cần tốn nhiều sức. Diệp Thần lại nhìn một lần. Lần này nhìn ra đầu mối, Dương Thiên Cổ nhục thân mặc dù hóa thành quang, nhưng tinh thần nội hạch cũng không biến hóa, tinh thần linh hồn mất đi nhục thân ký thác, nếu là chịu đến xung kích, cái kia đem vô cùng nguy hiểm. Vậy cũng là, đối mặt biến thành quang Dương Thiên Cổ, Diệp Thần dùng đao kiếm chặt cây vô dụng, nhưng chỉ cần thi triển một chút tinh thần xung kích thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm đánh tan đối phương. Cái này thân hóa nhật nguyệt chiêu pháp, sơ hở quá lớn. Một ánh mắt liền có thể đem hắn triệt để phá giải. Nhưng, nếu như có thể bảo vệ được linh hồn, thậm chí để cho linh hồn cũng cùng nhau biến thành quang đâu, đây chẳng phải là vô địch chân chính. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhật nguyệt này thân pháp, xem như thiên mẫu nương nương chúc phúc, là nàng ban cho nàng con dân phúc lợi. Nhật nguyệt thân pháp bản thân, cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng thân hóa nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời, thần diệu vô tích, vận dụng thỏa đáng mà nói, cũng có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm. Dương Thiên Cổ nhìn thấy Diệp Thần ý động, vội vàng nói, luân hồi chi chủ, người muốn học môn này nhật nguyệt thân pháp sao? Người muốn học mà nói, ta có thể dạy ngươi. Chỉ cần ngươi. Hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện gì, muốn Diệp Thần hỗ trợ, nhưng cũng sợ tùy tiện mở miệng quá mức đường đột, dù sao hắn cùng Diệp Thần cũng là mới vừa quen mà thôi. Dừng một chút, Dương Thiên Cổ liền thở dài, tính toán, luân hồi chi chủ, người đã cứu ta tính mệnh, ta truyền cho ngươi nhật nguyệt thân pháp. Chúng ta nhân quả dễ tính kết, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thần gặp Dương Thiên Cổ tựa hồ có lời gì muốn nói, nhân tiện nói, Dương huynh có chuyện cứ nói đừng ngại, nhật nguyệt này thân pháp huyền diệu vô tận, ngươi chịu truyền thụ, ta rất là cảm kích, sẽ giúp ngươi một điểm nhỏ vội vàng cũng không sao. Dương Thiên Cổ gặp Diệp Thần hào phóng như vậy, lập tức lộ ra nét mừng, do dự một hồi, có chút chần chờ nói. Luân hồi chi chủ, ta muốn mời ngươi giúp ta giết chút người. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Dương Thiên Cổ vội vàng nói, là như vậy, luân hồi chi chủ, Ngô, ta đến từ thần Dương Thành Dương Thiên gia tộc, ngoại trừ ta Dương Thiên gia tộc, trong thành còn có Dương Địa, Dương Huyền, Dương Hoàng gia tộc, chúng ta tứ đại gia tộc, vốn là cùng hòa thuận hữu hảo, đều tin phụng thiên mẫu nương nương. Nhưng, tại hình thiên chủ buông xuống, hình chi mảnh vụn phân hóa thiên hình 12 kiếm sau, thế đạo liền triệt để thay đổi, hình thiên chủ thực lực mạnh mẽ. Trực tiếp uy áp âm chi giới, trở thành âm chi giới bá chủ, thế lực lại thẩm thấu đến dương chi giới bên trong. Ta thần Dương Thành khác tam đại gia tộc, cũng đã toàn bộ thần phục hình thiên chủ, ta Dương Thiên gia tộc không chịu quỳ, cái kia tam đại gia tộc liền liên thủ ức hiếp. Những năm này ở giữa, ta Dương Thiên gia tộc không biết tử thương bao nhiêu người, thậm chí, sống không bằng chết, lọt vào thiên hình kiếm khí dày vò. Luân hồi chi chủ, người thần thông cái thế, nếu là có thể, ta muốn mời ngươi ra tay. Chu sát tam đại gia tộc, một tên cũng không để lại. Nói xong lời cuối cùng, Dương Thiên Cổ luôn luôn nét mặt ôn hòa, cũng là trở nên có chút tàn nhẫn cùng dữ tợn, còn có cửu hận. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn mời Diệp Thần ra tay, chu diệt tam đại gia tộc. Diệp Thần thực lực, vô cùng cường hãn, chỉ cần hắn chịu ra tay mà nói,
chỉ là tam đại gia tộc, bất quá là kẻ như run rế, trong nháy mắt có thể diệt. Diệp Thần nghe được Dương Thiên Cổ thỉnh cầu, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thế mà gọi mình đi giết người. Hơi bóp chỉ tính toán, Diệp Thần cũng là bắt được, Dương Thiên Cổ nói tới tam đại gia tộc, so sánh với hắn, đích thật là kẻ như run rế, hắn muốn tru diệt, không có người có thể đỡ nổi. Tại trong Dương Chi Giới, ngoại trừ Dương Thiên Cổ nói tới tam đại gia tộc, còn có không ít thế lực, đều bị Hình Thiên Chủ thẩm thấu. Cho nên, khi Diệp Thần bước vào Dương Chi Giới, thu lấy Thiên Hình Kiếm, rất nhiều thế lực đều sợ hãi trốn, không dám cùng Diệp Thần đối mặt. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ âm chi giới cùng dương chi giới, ngoại trừ Hình Thiên Chủ, không có người có thể tiếp lấy Diệp Thần một chiêu. Dương Thiên Cổ biết Diệp Thần là cái siêu cấp cường giả, cho nên liền nghĩ mời hắn ra tay, xử lý đối địch gia tộc. Diệp Thần nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói, giết người dính máu, nhất định sinh huyết nghiệt, như vậy đi, Dương Huynh, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi trước thu lấy phệ chi kiếm, tiếp đó lại cùng ngươi hoàn hồn Dương Thành, đến nỗi muốn hay không tru diệt tam đại gia tộc, ta phải xem nhìn tình huống rồi nói sau, nếu thật là cùng hung cực ác tồn tại, coi như ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệp Thần ánh mắt, thì nhìn hướng về phía trước, cái thanh kia phệ chi kiếm, cách hắn không đến 50 dặm, có thể đụng tay đến. Hắn tính toán trước tiên thu lấy phệ chi kiếm, lại cùng Dương Thiên Cổ về thành. Mặc dù Diệp Thần thực lực cường đại, nhưng cũng không lạm sát kẻ vô tội. Dương Thiên Cổ nói tới tam đại gia tộc, có phải thật vậy hay không đáng hận đáng chết, hắn muốn đích thân đi xem một chút. Dương Thiên Cổ ngẩn ngơ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi muốn thu thủ phệ chi kiếm. Diệp Thần nói, ân, đúng vậy. Dương Thiên Cổ sợ hãi biến sắc, nói, tuyệt đối không thể a. Luân hồi chi chủ, tuyệt đối không thể. Cái thanh kia phệ chi kiếm. Hắn nhìn về phía trước xa xa phệ chi kiếm, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tràn đầy e ngại chi ý, đạo, cái thanh kia phệ chi kiếm, đã đản sinh ra kiếm linh, cái kia kiếm linh gọi thôn phệ kiếm linh, vừa dung hợp phệ chi kiếm thôn phệ pháp tắc, lại dung hợp thiên mẫu nương nương còn sót lại ý chí, cường hãn vô biên. Ngươi muốn thu lấy nó, sợ không phải muốn bị nó phản phệ a? Diệp Thần lông mày nhíu một cái, nói, thôn phệ kiếm linh. Quả nhiên đản sinh ra kiếm linh sao? Hắn trước đây cũng phát giác được, cái kia phệ chi kiếm đối với chính mình cực kỳ kháng cự, có thể đã đản sinh ra ý thức độc lập, hiện tại xem ra, đúng như là hắn nghĩ như vậy, có kiếm linh đản sinh ra. Dương Thiên Cổ nói, đúng vậy a, cái kia kiếm linh rất lợi hại, nói như vậy, coi như Hình Thiên Chủ chính diện cùng kiếm linh đối chiến, cũng không nhất định đánh thắng được. Bởi vì, cái kia kiếm linh ngoại trừ thôn phệ pháp tắc, còn dung hợp thiên mẫu nương nương lưu lại một chút diệu pháp, chỉ là bởi vì chỉ có linh thể, không có nhục thân, không thể thoát ly thân kiếm phạm vi thôi. Xét đến cùng, không phải kiếm linh lợi hại, là thiên mẫu nương nương lợi hại a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Thiên Cổ trong giọng nói, lại lộ ra vẻ sùng bái cùng kính ngưỡng, đó là đối với thiên mẫu nương nương thành kính tín ngưỡng. Hắn là thiên mẫu nương nương con dân, tự nhiên đối với thiên mẫu nương nương vô cùng sùng bái. Cái kia thôn phệ kiếm linh, dung hợp thiên mẫu nương nương lưu lại một chút công pháp, trong mắt hắn, chính là nghịch thiên một dạng cường đại, đủ để cùng Hình Thiên Chủ sánh ngang. Hoàng Tuyền lo lắng, nói, Diệp đại nhân, vậy chúng ta hay là trở về đi thôi. Nàng vẫn lo lắng, sợ Diệp Thần sẽ gặp phải phệ chi kiếm phản phệ. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn phía xa sừng sững ở cả vùng đất phệ chi kiếm toàn thân lượn lờ từng sợi u tối sương mù, tựa hồ cảm thấy được sự thăm dò của hắn. Phệ chi kiếm trên thân kiếm sương mù, một hồi sôi trào phun trào, giống như lộ ra mãnh liệt kháng cự ý niệm, lại hình như là cảnh cáo hắn không nên tới gần. Nhưng đến lúc này, Diệp Thần như thế nào có thể lùi bước? Không được, ta có thể nào tay không mà quay về. Ta đi chiếu cố cái kia thôn phệ kiếm linh, Hoàng Tuyền cô nương, ngươi nếu là sợ, liền lưu tại nơi này. Diệp Thần lắc đầu, ý chí vô cùng kiên quyết, phệ chi kiếm hắn nhất định phải được. Hoàng Tuyền ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần vẫn là cố chấp như vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, vậy được rồi, Diệp đại nhân, ta cùng đi với ngươi. Nàng tự nhiên không có khả năng nhìn xem Diệp Thần độc thân chiến đấu, cùng một chỗ kết bạn tiến đến, có nguy hiểm mà nói, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Luân hồi chi chủ, Dương Thiên Cổ gặp Diệp Thần thật muốn đi thu lấy phệ chi kiếm, lập tức sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần khoát tay một cái nói, Dương Huynh,
người ở nơi này chờ ta chính là. Nói xong, Diệp Thần liền muốn mang theo Hoàng Tuyền xuất phát. Dương Thiên Cổ vội vàng nói, chậm đã, luân hồi chi chủ. Diệp Thần quay đầu nhìn xem hắn, chỉ thấy trong tay hắn tia sáng ngưng luyện, ngưng tụ ra một mảnh ngọc giản. Đây là Nhật Nguyệt Thân Pháp khẩu quyết, luân hồi chi chủ, người cầm, khẩu quyết rất đơn giản, nghe nói người ngộ tính nghịch thiên, hẳn là trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ, hy vọng đối với người hữu dụng a. Dương Thiên Cổ đem trong tay ngọc giản, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi động, đem ngọc giản tiếp nhận, thần thức thấm vào, liền thấy trong ngọc giản, là một thiên thân pháp khẩu quyết, chính là Nhật Nguyệt Thân Pháp, sau khi luyện thành, có thể lấy thân hóa Nhật Nguyệt chi quang, mờ mịt vô tích, huyền diệu vô tận. Thân như mặt trời mới mọc chiếu trường không, tâm giống như mộng nguyệt ẩn trong mây. Nhật Nguyệt cùng sáng, tâm tùy ảnh động, khí ngưng đan ruộng, thần ý tự thông. Diệp Thần nói thầm Nhật Nguyệt Thân Pháp khẩu quyết, quả nhiên là vô cùng đơn giản, nhưng lại có loại đại đạo chí giản ý vị. Nhật Nguyệt này thân pháp, cũng là Nhật Nguyệt cảnh nhập môn thân pháp, tinh không bị ngạn thế giới tràn ngập hắc ám, chỉ có thân hóa Nhật Nguyệt, biến thành quang, mới có thể cùng hắc ám chống lại. Nhưng, không không lúc nào chống không thiên địa pháp tắc, hoàn toàn không đủ để trèo chống Nhật Nguyệt cảnh tu luyện, tại không không lúc nào khoảng không, vô luận như thế nào tu luyện, đều khó có khả năng bước vào Nhật Nguyệt cảnh cảnh giới. Dương Thiên Cổ bởi vì là Thiên Mẫu Nương Nương con dân, có Thiên Mẫu Nương Nương chúc phúc, cho nên có thể luyện thành Nhật Nguyệt thân pháp, nhưng cũng chỉ cái này mà thôi, không có khả năng lại vào bước, càng không khả năng nắm giữ Nhật Nguyệt cảnh chân chính sát phạt thần uy. Diệp Thần không có Thiên Mẫu Nương Nương chúc phúc, hắn coi như bây giờ lấy được Nhật Nguyệt thân pháp bí quyết tu luyện, cũng không cách nào luyện thành, hơi có điểm không bột đố gột nên hồ cảm giác. Nấu cơm đạo lý rất đơn giản, vo gạo nhường nhóm lửa là được rồi. Nhật Nguyệt thân pháp tu luyện đạo lý cũng rất đơn giản, cùng Nhật Nguyệt cộng minh cùng hài hòa, liền có thể thân hóa ánh sáng của bầu trời, nhưng vấn đề là, không không lúc nào khoảng không cũng không có đủ cường đại, có thể khiến người ta cùng cộng hưởng theo cùng hài hòa Nhật Nguyệt. Bây giờ Diệp Thần, lĩnh ngộ Nhật Nguyệt thân pháp, lại lâm vào không bột đố gột nên hồ hoàn cảnh, không không lúc nào khoảng không cũng không có có thể cho hắn cộng minh Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt này thân pháp, thực sự là... Diệp Thần lập tức thất vọng, lại có chút không cam lòng. Đem ngọc giản đưa cho Hoàng Tuyền, nói. Hoàng Tuyền cô nương, ngươi xem một chút. Hoàng Tuyền ánh mắt sáng lên, nàng đối với môn này Nhật Nguyệt thân pháp, cũng là hiếu kỳ vô cùng, lập tức tiếp nhận ngọc giản xem, khi nhìn đến trong ngọc giản bí pháp bên trong, nàng cũng lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Thiên địa pháp tắc có hạn, thân pháp này không luyện được. Nhật Nguyệt thân pháp pháp môn, đích xác rất đơn giản, nhưng ở không không lúc nào khoảng không. Lại không cách nào luyện thành, đây là thiên địa pháp tắc hạn chế. Dương Thiên Cổ trong lòng căng thẳng, nói, không luyện được sao? Ta còn tưởng rằng, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, có thể đột phá thiên địa pháp tắc có hạn, không nghĩ tới lại cũng là không luyện được. Diệp Thần lắc đầu cười cười, nói, thôi, Dương Huynh, hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, ngươi ở nơi này chờ xem, ta đi trước thu lấy phệ chi kiếm. Dương Thiên Cổ nói, luân hồi chi chủ. Người nguyện ý thay ta chu diệt tam đại gia tộc. Diệp Thần nói, chậm một chút lại định đoạt a, chờ ta trở lại, nếu ta chết tại thôn vệ kiếm linh thủ hạ, cái kia cũng không cần phải nói. Hắn cũng không có đem lại nói đầy, việc cấp bách là thu lấy phệ chi kiếm, đến nỗi Dương Thiên Cổ ủy thác, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Dương Thiên Cổ hoảng hốt vội nói, sẽ không, luân hồi chi chủ, người thần thông cái thế, coi như không trấn áp được thôn vệ kiếm linh. Nghĩ đến cũng có thể toàn thân trở ra. Diệp Thần cười cười, nói, ân, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần không tiếp tục dừng lại, liền mang theo Hoàng Tuyền, hướng về đầm lầy chỗ sâu nhất tiến phát. Dương Thiên Cổ thần sắc phức tạp, người nhẹ nhàng rơi xuống trong ao đầm dưới một cây đại thụ, trong lòng yên lặng vì Diệp Thần cầu nguyện, chỉ mong hắn có thể bình an trở về. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, bước nhanh hướng về phệ chi kiếm bay lượn mà đi. Khi hai người khoảng cách phệ chi kiếm chỉ có mấy dặm đường sau, bỗng nhiên liền nghe được một hồi lạnh nhạt xâm nhiên âm thanh, trong đầu vang dội. Các ngươi, ly khai nơi này. Thanh âm này không phải từ không khí truyền đến, mà là trực tiếp truyền vào hai người trong đầu, âm thanh vang lên thời điểm, phía trước phệ chi kiếm, cũng tại vù vù lay động. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền nhìn nhau, hai người đều biết, đây là thôn phệ kiếm linh âm thanh. Bây giờ hai người khoảng cách thôn phệ kiếm linh, đã rất gần. Chung quanh từng mảnh sương mù xám tràn ngập, hắc ám mà thâm trầm, dưới chân đầm lầy như ẩn núp vô tận yêu ma.
Diệp Thần thôi động xương chi kiếm, ngưng xương thành băng, hóa ra một khối mặt băng, dừng lại cước bộ, phía trước phệ chi kiếm, cực lớn nguy nga thân kiếm, không ngừng tản mát ra mãnh liệt sát ý, cỗ này sát ý tạo thành một mảnh vặn vẹo tràng vực, hắn cũng không có tùy tiện tiến lên. Xin lỗi, cái này phệ chi kiếm, vô luận như thế nào, ta hôm nay chắc chắn phải có được. Diệp Thần đáp lại thôn phệ kiếm linh âm thanh, sau đầu liền hiển hóa ra một đạo luân hồi bàn, chuẩn bị đem phía trước sát ý, toàn bộ táng diệt. Cái kia phệ chi kiếm tản ra sát ý, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, có thể vặn vẹo ăn mòn tinh thần của người ta. Loại này sát ý, đối với người bình thường tới nói, vô cùng khó phá giải, liền Hoàng Tuyền cũng không phá hết, nhưng cái khó không ngã Diệp Thần. Hắn luân hồi mộ táng công, có thể táng diệt hết thảy. Bao quát ý thức tinh thần các loại tồn tại. Ngươi dám? Nhìn thấy Diệp Thần gọi ra luân hồi bàn, thôn phệ kiếm linh âm thanh lập tức lộ ra tức giận, không đợi Diệp Thần ra tay, hắn đánh đòn phủ đầu. Cực lớn nguy nga phệ chi kiếm, lập tức ùng ùng chấn động, vô tận sát khí dâng lên, liền tạo thành từng đầu phệ linh binh, phệ linh đem, như thế trong địa ngục thâm uyên xuất hiện ma binh, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền hai người đánh tới. Mỗi một đầu phệ linh binh, phệ linh cầm trong tay, đều nắm chặt giống nhau chiến kiếm, đó chính là phệ chi kiếm huyễn hóa, tràn ngập mãnh liệt thôn phệ khí tức. Chỉ thấy vô tận phệ linh binh, phệ linh đem, gầm thét trùng sát vào tới, trong tay thôn phệ chiến kiếm, kiếm khí hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như từng cái hắc ám vòng xoáy giống như rảo sát mà đến. Thương thiên thần kiếm lưu, phá cho ta. Diệp Thần không chút nào hoảng, thì triển ra thương thiên thần kiếm lưu, lấy đạo thiên kiếm làm hạch tâm, tuyệt mệnh thiên kiếm, hoàng đồ kiếm, còn có trước đây không lâu thu phục thiên hình ngũ kiếm các loại, tại phía sau hắn dương cánh mở ra, sau đó vù vù vang dội, tám thanh thần kiếm bay vụt ra ngoài, bắn ra ngàn vạn đạo kiếm khí, như là thác nước oanh sát tiếp. Cái này thương thiên thần kiếm lưu, là thương thiên gia tộc diệu pháp, cũng là nhất lưu ngự kiếm bí thuật, Diệp Thần lấy thương thiên thần kiếm lưu khu động, lập tức liền đem đạo thiên kiếm, hoàng đồ kiếm, tuyệt mệnh thiên kiếm, thiên hình ngũ kiếm các loại thần kiếm uy năng, cùng nhau bạo phát đi ra, ngàn vạn kiếm ảnh thần quang như sao băng lớn rơi, hùng vĩ tới cực điểm. Một đầu kia đầu vào tới phệ linh binh cùng phệ linh đem, còn không có tới gần Diệp Thần quanh người, liền bị thương thiên thần kiếm lưu minh mông kiếm quang, phốc 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 chém giết thành hư vô, liền nửa điểm cặn bã cũng không có lưu lại. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền phá sát toàn trường, cũng không có hao phí bao nhiêu sức mạnh. Hoàng Tuyền ngẩn ngơ, cái này đều không cần nàng ra tay rồi, Diệp Thần đã có thể trấn áp hết thảy. Cái này, làm sao có thể? Thôn phệ kiếm linh kinh ngạc âm thanh, từ đằng xa truyền đến. Hắn rõ ràng không ngờ rằng, Diệp Thần thực lực, vậy mà cường hãn đến nước này. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Thần bảo bối nhiều, trong tay rất nhiều thần binh lợi kiếm, bản thân liền ẩn chứa nghịch thiên sát phạt, hắn lại lấy thương thiên thần kiếm lưu khu động, thuận nước đẩy thuyền, đem kiếm khí uy lực phát huy ra mà thôi, hơi có điểm tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân diệu dụng. Chính hắn tu vi chỉ là cửu đỉnh cảnh 8 tầng, nhưng mượn dùng rất nhiều thần binh lợi khí, thương thiên kiếm lưu bộc phát ra đi, thiên đế cũng có thể chém giết. Đây là kỹ xảo cùng sức mạnh cao minh kết hợp, Diệp Thần thủ pháp đã rất nhuần nhuyễn. Thôn phệ kiếm linh khí tức, lập tức toàn bộ thu liễm trở về, hắn rõ ràng không còn dám cùng Diệp Thần tranh phong. Chung quanh sương mù, cũng thu sạch co lại, gào thét lên trở lại phệ chi kiếm trong thân kiếm, cả thanh phệ chi kiếm trở nên càng thêm âm u thâm trầm. Nếu là sợ, liền đem phệ chi kiếm giao cho ta không giết ngươi. Diệp Thần nhìn phía xa phệ chi kiếm, bình tĩnh nói. Nhưng, thôn phệ kiếm linh không có bất kỳ cái gì đáp lại, âm thanh triệt để đoạn tuyệt. Diệp đại nhân, cẩn thận. Hoàng Tuyền cẩn thận nhắc nhở nói, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Thần giơ tay lên một cái, ra hiệu Hoàng Tuyền không cần quá lo lắng, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này trước tiên đi về phía trước, Hoàng Tuyền giơ đao đi theo phía sau hắn. Phía trước khu vực, vừa mới vốn đang tràn ngập thâm trầm sát ý, nhưng bây giờ, tất cả sát ý đều bị thôn phệ kiếm linh thu liếm, hắn tựa hồ là đang xúc tích lực lượng, chờ đợi cùng Diệp Thần quyết chiến. Diệp Thần đi đến khoảng cách phệ chi kiếm bách bộ sử, tại nguy nga kiên cường, so núi còn cao cực lớn thân kiếm làm nổi bật phía dưới, hắn cùng Hoàng Tuyền thân ảnh, tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Khổng lồ thân kiếm không ngừng cuồn cuộn phun ra nuốt vào u ám sương mù, còn có ùng ùng khí lưu chấn động âm thanh, làm cho phiến thiên địa này, giống như hắc vân áp thành, bầu không khí tương đối âm trầm. Gió tại kêu khóc,
đem Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền quần áo thổi đến hoa hoa tác hưởng. Diệp Thần thân hình lại so Phệ Chi Kiếm còn muốn ổn, vững vàng sừng sững ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm Phệ Chi Kiếm, nói, ra đi, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Hắn có thể cảm giác được, tại Phệ Chi Kiếm bên trong, đích xác cất giấu một đạo mịt mờ mà cường đại linh thể, nghĩ đến chính là cái kia thôn Phệ Kiếm Linh. Luân hồi chi chủ, vì sao muốn bức ta? Ta đã làm sai điều gì, ngươi muốn giết ta, cướp ta kiếm. Thôn Phệ Kiếm Linh âm thanh, vang lên lần nữa, lần này lại mang theo bi phẫn ai oán chi ý. Diệp Thần bất vi sở động, nói, chúng ta cũng đừng giả vô tội, ngươi cắn nuốt hết vô tội sinh linh, không có một vạn cũng có 8.000. Ta nếu là thực lực yếu một chút, chỉ sợ cũng bị ngươi nuốt. Ra đi, thần phục ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần đưa ra sau cùng thành ý, cũng là sau cùng thiện ý, huyền yêu còn bị hình thiên chủ nhốt, hắn không có nhiều thời gian lãng phí. Thôn Phệ Kiếm Linh nghe được Diệp Thần chiêu hàng, hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là u ác tính. Phệ Chi Kiếm vù vù, thân kiếm khổng lồ phía trên, liền hiển hóa ra một đầu thon gầy âm trầm bóng người, là cái khuôn mặt nham hiểm nam tử, một đôi mắt giống như rắn độc oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hoàng Tuyền nhìn thấy Thôn Phệ Kiếm Linh hiện thân, lập tức liền cảnh giác lên, giơ đao đề phòng. Diệp Thần mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng tại đề phòng, cũng không có phớt lờ, càng không có khinh địch. Bởi vì Dương Thiên Cổ nói qua, cái này Thôn Phệ Kiếm Linh không đơn giản, ngoại trừ nắm giữ lấy Phệ Chi Kiếm pháp tắc, còn dung hợp Thiên Mẫu Nương Nương lưu lại công pháp. Như thế nào, có muốn thần phục? Diệp Thần nói. Thôn Phệ Kiếm Linh hừ một tiếng, nói, bản tọa cận kề cái chết không cúi đầu. Luân hồi chi chủ, người tốt nhất đừng khinh người quá đáng. Bằng không, nếu là ta nhập ma, đại gia bất quá ngọc thạch câu phần, ai cũng đừng nghĩ lấy chỗ tốt. Diệp Thần nói, nhập ma. Thôn Phệ Kiếm Linh đạo, đúng vậy, người hẳn phải biết, ta dung hợp Thiên Mẫu Nương Nương bộ phận còn sót lại ý chí, bên trong có một chút cường hãn công pháp tồn tại, tỉ như. Đang khi nói chuyện, Thôn Phệ Kiếm Linh thân thể hạ xuống tới, liền rơi xuống Diệp Thần phía trước 10 bước chỗ. Xa xa rằng co, từng sợi hắc khí từ trong cơ thể hắn tản ra, ký kết thành từng cái vặn vẹo nhỏ máu ký tự. Từng cái ký tự nổi lơ lửng, liên kết đứng lên chính là một thiên pháp môn tu luyện, tràn ngập xâm nghiêm ma khí. Tỷ như, môn này Thiên Ma Quỷ Kiếm Lưu, chính là Thiên Mẫu Nương Nương công pháp. Trước kia, Thiên Mẫu Nương Nương phi thăng tinh không bỉ ngạn, đối mặt bỉ ngạn các loại nghịch thiên cường giả, nàng biết cước đạp thực địa, từ không quan trọng bắt đầu tu luyện, khó thành khí hậu. Liền kiếm tẩu thiên phong, lập nên một môn Thiên Ma Quỷ Kiếm Lưu. Môn này Thiên Ma Quỷ Kiếm Lưu, lấy nhập ma trạng thái thi triển, thân so hỗn độn thiên ma còn muốn bạo ngược, người tốt nhất đừng bức ta nhập ma. Thôn Phệ Kiếm Linh nhìn chằm chằm Diệp Thần, lúc hắn nói chuyện, kia từng cái Thiên Ma Quỷ Kiếm Lưu ký tự, liền chậm rãi thẩm thấu vào hắn trong da thịt đi, hắn trên da liền in dấu lên từng cái vặn vẹo nhỏ máu phù văn, nhìn khá quỷ dị, cả người tựa như lúc nào cũng muốn nhập ma đồng dạng. Cỗ này vặn vẹo quỷ dị ma khí, so với Phệ Chi Kiếm bản thân thiên hình tội phạt chi khí, còn muốn bạo ngược hung mãnh nhiều lắm, lại lộ ra nhiễu sóng, mục nát, ác mộng khí tức. Là u ác tính khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Người đang uy hiếp ta, Diệp Thần cười nói. Thôn Phệ Kiếm Linh đạo, chỉ là muốn nhường ngươi biết khó mà lui thôi, bằng không giữ người ta, chỉ có ngọc thạch câu phần. Hoàng Tuyền kêu lên. Diệp đại nhân. Diệp Thần giơ tay lên một cái, đánh gãy Hoàng Tuyền khuyên can, mỉm cười nhìn Thôn Phệ Kiếm Linh, nói. Rất tốt, người muốn nhập ma, cái kia cứ việc thử một chút. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần toàn thân linh khí bộc phát, từng sợi kim sắc Phật quang nổ lên, ầm ầm như tiếng sấm, hắn thân thể trong nháy mắt cất cao vạn trượng, hóa thành một cái đỉnh thiên kim sắc Phật đà, mình mông uy nghiêm Phật pháp trang nghiêm khí thế, ngập trời cự chiều giống như bạo dũng chút xuống. Ta ngược lại muốn nhìn, ta tôn này luân hồi Phật, có thể hay không đè ép được ngươi cái này kiếm ma. Diệp Thần tiếng như hồng lôi, bàng bạc kinh thiên âm thanh, chấn động toàn bộ tinh cầu mặt đất, âm chi giới cùng dương chi giới đại địa, đều đang run lên bần bật. Diệp Thần Phật quang, lan tràn đến mảnh thế giới này mỗi một cái xó xỉnh, kinh thiên động địa, chấn nhân tâm phách. Ông, một cái kim luân, lại tại Diệp Thần trên đỉnh đầu xuất hiện, chính là Thiên Đế Kim Luân. Cái kia Thiên Đế Kim Luân, đã bị Diệp Thần dùng để làm chế tạo Thiên Đế Hoàng Đạo Kiếm tài liệu, nhưng Thiên Đế Kim Luân cũng không phải là tiêu thất, chẳng qua là hóa thành đúc kiếm nguyên khí thôi.
Diệp Thần có thể đem bộ phận này nguyên khí, một lần nữa điều động ra, hiển hóa trở về Thiên Đế Kim Luân bộ dáng, bất quá bởi vì mang theo Thiên Đế Hoàng Đạo Kiếm cùng khác đúc kiếm tài liệu ràng buộc, cái này Thiên Đế Kim Luân khí tức, không bằng dĩ vãng thuần túy, nhưng cũng đầy đủ sử dụng. Tại Thiên Đế Kim Luân làm nổi bật phía dưới, Diệp Thần quanh thân Phật quang, càng là hừng hực vô biên, rực rỡ mênh mông. Hắn nhất câu ngón tay, cái thanh kia phệ chi kiếm, liền ùng ùng thoát thổ bay ra, sẽ rơi xuống trong tay hắn. Thấy cảnh này, thôn phệ kiếm linh cùng Hoàng Tuyền đều là chấn động không gì sánh nổi, cảnh tượng trước mắt quá nguy nga, Diệp Thần thân hóa vạn trượng cự Phật, đỉnh đầu Thiên Đế Kim Luân, quanh thân kim sắc Phật quang nở rộ, phảng phất có thể phá sát hết thảy ác quỷ quái vật. Cái thanh kia phệ chi kiếm, liền muốn rơi xuống Diệp Thần trong tay. Dừng tay! Thôn phệ kiếm linh phẫn nộ hét lớn, tinh thần niệm động, ầm ầm đem phệ chi kiếm lôi kéo trở về, hắn là kiếm linh, đối với phệ chi kiếm trưởng khống cực sâu. Diệp Thần sức mạnh thôi động, trong lúc nhất thời, thế mà cũng không tranh nổi thôn phệ kiếm linh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại thiên thần diệt trưởng. Thấy thế, Diệp Thần quát to một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, già thiên thật lớn kim sắc Phật trưởng, hung hăng bạo sát tiếp. Hắn biết, muốn đoạt thủ phệ chi kiếm mà nói, nhất thiết phải trước tiên trấn áp thôn phệ kiếm linh. Ngự kiếm chân quyết, lớn thiên hình. Thôn phệ kiếm linh cũng quát to một tiếng, nhưng cũng không có đi đón đỡ Diệp Thần Phật trưởng, bởi vì một trưởng này uy thế quá kinh khủng, căn bản ngăn không được. Hắn thôi động phệ chi kiếm, kiếm quang lóe lên, một đạo kinh thiên kiếm ảnh, ùng ùng từ thiên bạo rơi xuống, thẳng tắp hướng Diệp Thần chém tới, kiếm ảnh những nơi đi qua, thời không như lưu ly giống như răng rắc bạo liệt phá toái, tập tục nổ tung, một cỗ kinh khủng thiên hình khí tức, như cửu thiên thần phạt, từ trong cái kia kiếm ảnh lộ ra, muốn đưa Diệp Thần vào chỗ chết. Lần này, thôn phệ kiếm linh là nghĩ bức Diệp Thần thu trưởng phòng thủ, ý tại công hắn nhất định cứu. Bằng không, Diệp Thần một trưởng này, tất nhiên có thể giết chết hắn, nhưng Diệp Thần chính mình, cũng muốn bị thiên hình phệ chi kiếm kiếm ảnh chém giết. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn thấy từ thiên trảm ở dưới kiếm ảnh, lại là không để ý chút nào, hoàn toàn là một bộ không sợ chết bộ dáng, căn bản không có trở về phòng thủ phòng ngự, cực lớn Phật trưởng, vẫn là mang theo kinh thiên nổ tung uy thế, hung hăng hướng thôn phệ kiếm linh oanh sát tiếp. Điên rồi! Thôn phệ kiếm linh hoảng hốt, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà thật sự không sợ chết. Hắn nhìn xem từ trên trời giáng xuống Phật trưởng, hai mắt trừng lớn, triệt để hít thở không thông, muốn lách mình tránh né, nhưng khí thế hoàn toàn bị khóa chặt, hơn nữa Phật trưởng ngập trời thật lớn, lồng nắp khắp nơi, hắn muốn chạy đều không chỗ chạy. Oanh! Diệp Thần hung hăng một trưởng, liền đem thôn phệ kiếm linh đánh bạo diệt, hóa thành điểm điểm nhỏ vụn linh quang. Thôn phệ kiếm linh cũng không có huyết nhục chi khu, là thuần túy linh thể, tại bị đánh nổ thành toái quang phía trước, hắn thấy được một vòng kinh diễm đao quang, phá không chạm qua, đem hắn triệu ở dưới kiếm ảnh, triệt để chặt đứt đi. Hắn triệu thiên hình kiếm ảnh, cũng không có đả thương được Diệp Thần một đầu lông tơ. Bởi vì, Diệp Thần không phải chiến đấu một mình. Hoàng Tuyền còn tại đứng bên cạnh. Khi thấy Diệp Thần gặp nạn, Hoàng Tuyền cũng là kịp thời ra tay, một đao đem cái kia kiếm ảnh chặt đứt. Lúc này Diệp Thần là cao vạn trượng Phật đà thân thể, cái kia phệ chi kiếm thiên hình kiếm ảnh, cũng là to lớn vô cùng, Hoàng Tuyền cũng không có hiển hóa cái gì thiên địa pháp tướng khí tượng, chính là lấy bình thường thân thể, hưa ra cái kia kinh diễm nhất đao. Nhìn như nhỏ bé thân thể, cũng không thể che giấu nàng kinh thiên đao pháp sức mạnh. Thôn phệ kiếm linh rõ ràng không để ý đến Hoàng Tuyền, ủ thành sai lầm lớn, một chút đối mặt liền bị Diệp Thần đánh bể, trên mặt đất là Diệp Thần bàn tay lưu lại cực lớn hố sâu. Bang! Hoàng Tuyền thu đao vào vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng tại nhìn xem nàng, hai người rất có ăn ý lộ ra một cái mỉm cười. Hoàng Tuyền cô nương, cảm tạ. Diệp Thần cười nói tạ một tiếng, hắn vừa mới dám toàn lực đối phó thôn phệ kiếm linh, không có bất kỳ cái gì giữ lại cùng phòng thủ, cũng là bởi vì hắn tin tưởng Hoàng Tuyền thực lực cùng phản ứng. Hơn nữa, coi như Hoàng Tuyền phản ứng không kịp, hắn dựa vào thần giáp mệnh tinh thủ hộ chi lực. Ngạnh kháng thôn phệ kiếm linh nhất kiếm cũng đầy đủ, tối đa cũng liền thụ thương, sẽ không dẫn đến tử vong. Tại thôn phệ kiếm linh bạo diệt sau, cái thanh kia cực lớn phệ chi kiếm, cũng là ùng ùng sụp đổ trên mặt đất, Diệp Thần vẫy tay một cái, phệ chi kiếm liền bay xuống hắn trong lòng bàn tay. Nắm chặt phệ chi kiếm, Diệp Thần lại là chau mày, từ trên thanh kiếm này, hắn bắt được cực kỳ mãnh liệt thôn phệ khí tức, da thịt giống như là đều muốn bị thôn phệ hết. Trừ cái đó ra,
hắn còn bắt được Thiên Mẫu Nương Nương còn sót lại ý chí ba động, từ cỗ này còn sót lại ý chí, hắn nhìn thấy Thiên Mẫu Nương Nương đủ loại đi qua. Thiên Mẫu Nương Nương mới bước lên Bỉ Ngạn thời điểm, tu vi và Bỉ Ngạn thế giới vô số cường giả so sánh, vô cùng nhỏ yếu, nàng vì tiến bộ, vì đăng lâm đỉnh thế giới, quyết định kiếm tẩu thiên phong, sáng tạo ra rất nhiều quỷ dị vặn vẹo công pháp ma đạo. Diệp Thần liền nhìn thấy đến, Thiên Mẫu Nương Nương sáng tạo rất nhiều công pháp ma đạo, càng là mượn dùng u ác tính sức mạnh đi thi triển. U ác tính sức mạnh, kinh khủng bực nào, đó là đủ để từng bước xâm chiếm thái sơ quỷ bí tồn tại. Thiên Mẫu Nương Nương mượn dùng u ác tính sức mạnh, tự thân rất có thể cũng lâm vào trong vặn vẹo nhiễu sóng thảm trạng. Trên thực tế, Thiên Mẫu Nương Nương đích xác cũng trầm luân qua, chỉ là dựa vào ý chí cường đại, cuối cùng sống qua tới mà thôi. Tinh không Bỉ Ngạn có 7 cái cảnh giới, đệ nhất cảnh là Nhật Nguyệt, đệ nhị cảnh là Nhiên Đăng, cuối cùng nhất cảnh gọi Thiên Đạo cảnh, đó là cùng Thiên Đạo đều bằng nhau cảnh giới. Thiên Mẫu Nương Nương lấy ma đạo tư thái, đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng liền bước vào chí cao Thiên Đạo cảnh, cùng Thiên Đạo sánh vai, chỉ kém một bước, cũng có thể đi thế giới bên ngoài, có cơ hội đi xung kích trụ thần cảnh giới. Tại trở thành Thiên Đạo cường giả sau, Thiên Mẫu Nương Nương liền đem qua lại ma đạo nhân quả, đều chặt đứt, nói ngắn gọn, chính là tẩy trắng. Dù sao, trường kỳ mượn dùng u ác tính sức mạnh, thực sự quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị u ác tính phản phệ, sống không bằng chết. Nàng qua lại ma đạo nhân quả, có một phần nhỏ chôn tại đế rơi trong vũ trụ, dùng để tăng cường đế rơi vũ trụ uy lực, nhưng lại bị thôn phệ kiếm linh dung hợp. Bây giờ, Diệp Thần chấp trưởng phệ chi kiếm, liền cảm nhận được cỗ này còn sót lại ý chí ba động, đó là Thiên Mẫu Nương Nương nghĩ lại mà kinh quá khứ, là rất nhiều quỷ dị vặn vẹo ma đạo nhân quả, có đủ loại cấm kỵ một dạng công pháp ma đạo tồn tại. Mà càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, là bạo toái sau thôn phệ kiếm linh, một điểm kia điểm nhỏ vụn linh quang, lại như trăm sông đổ về một biển giống như, đang điên cuồng hướng về trong tay hắn phệ chi kiếm vọt tới. Còn chưa có chết, âm hồn bất tán. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, chỉ một thoáng liền cảm thấy, thôn phệ kiếm linh khí tức vô cùng ương ngạnh, vừa mới coi như bị đánh bể, nhưng còn không có triệt để tiêu diệt, hắn còn có thể mượn phệ chi kiếm, một lần nữa ngưng kết hình thể. Luân hồi chi chủ, người muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Vô tận nhỏ vụn linh quang, tại trên phệ chi kiếm hội tụ, thôn phệ kiếm linh trực tiếp trùng sinh, thân hình từ phệ chi kiếm hiện lên đi ra, khuôn mặt mang theo hung ác cùng bạo ngược, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Là ngươi bức ta. Hết thảy, hiến tặng cho vực sâu, ngọc thạch câu phần, thiên ma quỷ kiếm lưu. Thôn phệ kiếm linh ánh mắt hung tàn, nghiến răng nghiến lợi, trên thân hiển hóa ra từng đạo ma đạo phù văn, vô tận phù văn ma khí dũng đáng, hắn thân thể cũng đi theo vặn vẹo nhiễu sóng đứng lên, phệ chi kiếm kiếm khí đi theo sôi trào, từng sợi kiếm khí thậm chí như sương mù giống như hướng về Diệp Thần cánh tay quấn đi. Xuy, Diệp Thần quyết định thật nhanh, hung hăng dùng sức đem phệ chi kiếm ném ra ngoài. Oanh một tiếng cắm vào ở trên mặt đất, trên thân kiếm khí lưu thoáng lắc lư, nhưng thôn phệ kiếm linh thân hình cũng không có tiêu thất, thậm chí trở nên càng ngày càng hung hãn bạo ngược bóp méo. Diệp Thần bắt được một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị ma khí, cái kia cỗ ma khí hắn chưa bao giờ nghe thấy, so thiên ma tinh hải còn kinh khủng hơn, tràn ngập hỗn loạn, hủy diệt, dơ bẩn, vặn vẹo ý vị. Đó là vực sâu hương vị. Là u ác tính hương vị. Cái gì là vực sâu? Hủy diệt chi hải chính là vực sâu. Vực sâu vô tận. 72 trụ thần vô cùng sợ hãi, chính là hủy diệt chi hải, bọn hắn vô cùng cường đại, coi như nhục thân chết đi, linh hồn cũng sẽ không chết, mà là sẽ rơi xuống đến hủy diệt chi hải bên trong, thừa nhận vạn kiếp bất phục đau đớn. Cái kia phiến hủy diệt chi hải, tại u ác tính người sùng bái trong mắt, chính là gọi vực sâu. Vực sâu, chính là u ác tính khí tức, ngưng kết mà thành hải dương, bên trong tràn ngập hỗn loạn nhất. Tối bạo ngược, tối vặn vẹo, quỷ dị nhất, bẩn thỉu nhất đồ vật, so sánh cùng nhau, không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp ma đạo thần khí thiên ma tinh hải, đơn giản chính là nước lọc. Trên thực tế thiên ma tinh hải chế tạo, một ít linh cảm chính là bắt nguồn từ hủy diệt vực sâu. Bây giờ thôn phệ kiếm linh trên thân, liền rõ ràng ra vực sâu, u ác tính, khí tức hủy diệt. Trước đây thôn phệ kiếm linh, chỉ là thuần túy linh thể, cũng không có huyết nhục. Nhưng bây giờ hắn sinh sôi chảy máu nhục thể phách, đó là bẩn thỉu huyết nhục, vặn vẹo tứ chi, hình quái dị thể phách, tản ra khí độc nhục thân. Ung ục ục, răng rắc, thôn phệ kiếm linh thân thể, huyết nhục không ngừng vặn vẹo bành trướng, cũng giống như Diệp Thần, bành trướng đến cao vạn trượng, không phải cái gì pháp tướng khí tượng,
mà là chân chính huyết nhục chi khu, chẳng qua là bẩn thỉu nhất, tối vặn vẹo thân thể. Diệp Thần nhìn xem trước mắt thôn phệ kiếm linh, hai mắt liền kịch liệt co vào. Đã không phải là người kia, có thể nói là một đầu quái vật. Thời khắc này thôn phệ kiếm linh, cao vạn trượng thân thể, hoàn toàn là vặn vẹo nhiễu sóng, có thiên thủ bách cước, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều chảy xuống huyết cùng bẩn thỉu đồ vật, từng cái nhọt, ký sinh tại trên thân thể của hắn, đó là từng khỏa u ác tính. Ba, ba, ba. Toàn thân hắn trên dưới, không biết có bao nhiêu cái u ác tính, không ngừng có u ác tính vỡ tan, từ vỡ tan u ác tính bên trong, chảy ra tử vong cùng hủy diệt tai biến khí tức, khuếch tán ra, phiến thiên địa này lập tức sẽ chết rồi, tất cả thời không cùng pháp tắc đều diệt vong. Đây là quái vật gì? Phía dưới Hoàng Tuyền, triệt để chấn kinh. Thôn vệ kiếm linh trên thân truyền ra khí tức, tràn ngập gai mũi hôi thối cùng ăn mòn, nàng căn bản là không có cách tới gần, tại chỗ liền bị bức phải liên tục bay ngược, xa xa né tránh. Nàng là không sợ chết, nhưng nàng theo bản năng không nghĩ bị như thế vặn vẹo cùng vật đáng ghét ăn mòn. Bây giờ thôn phệ kiếm linh, giống như một cái dơ bẩn hôi thối phế trì. Xuy xuy xuy, trên người hắn tán phát kinh khủng ma khí cùng khí tức quỷ dị, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần luân hồi Phật kim thân, từng bước xâm chiếm phải xuy xuy vang dội, không ngừng biến thành màu đen bốc khói. Đây là bực nào kinh khủng ma khí sức mạnh, lại đủ để ăn mòn Phật Đà. Diệp Thần sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, đây là thế gian kinh khủng nhất ma khí, là nguồn gốc từ u ác tính ma khí. Là u ác tính sức mạnh. Luân hồi chi chủ, ta nói, không nên ép ta nhập ma. Thôn vệ kiếm linh diện mục dữ tợn, lần này hắn triệt để nhập ma, sau lưng bày ra thiên bách điều ma đạo kiếm khí, đang tích góp năng lượng, kiếm khí hô hô, thanh thế dọa người. Đây là thiên ma quỷ kiếm lưu thủ đoạn. Thiên ma quỷ kiếm lưu, là ngày xưa thiên mẫu nương nương sáng tạo công pháp ma đạo, thông qua mượn dùng u ác tính sức mạnh, để cho chính mình triệt để nhập ma, từ đó trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Thôn phệ kiếm linh bộ dạng này vặn vẹo, quỷ dị, dơ bẩn, dị dạng, trải rộng u ác tính thân thể, thiên mẫu nương nương trước kia đã từng diễn biến qua, thậm chí càng vặn vẹo, càng dị dạng một chút. Đây là mượn dùng u ác tính sức mạnh đánh đổi. Diệp Thần không dám tưởng tượng, thiên mẫu nương nương là thế nào tẩy trắng, hắn chỉ biết là, bây giờ thôn phệ kiếm linh, thi triển ra thiên mẫu nương nương ngày xưa công pháp, trực tiếp bộc phát ra vực sâu u ác tính một dạng sức mạnh, hắn đều có chút ngăn không được. Hắn vừa mới hóa thân Phật Đà, tràn đầy tự tin, vốn đang cho là, mình có thể trấn áp thế gian hết thảy ma đầu, nhưng thôn phệ kiếm linh nhập ma, biến thành ma thân, lại là thế giới bên ngoài ma thân, là u ác tính ma thân, cũng không phải thế gian Phật có thể áp chế. Xuy xuy xuy, tại thôn phệ kiếm linh ma thân sát khí ăn mòn phía dưới, Diệp Thần khổng lồ Phật Đà kim thân, rất nhanh liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, gần như bại nát. Chết đi! Thôn phệ kiếm linh diện mục dữ tợn, sau lưng thiên bách điều ma đạo kiếm khí, mang theo vực sâu u ác tính sát phạt khí tức, còn có phệ chi kiếm bản thân thiên hình pháp tắc, suy 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 phá không phi đâm mà ra, giống như bạo vũ lê hoa hướng về Diệp Thần ám sát mà đến. Diệp Thần liền cảm thấy một cỗ hôi thối gay mũi, so thi khí còn muốn nồng đậm làm cho người nôn mửa hương vị, đập vào mặt. Hắn còn là lần đầu tiên ngửi được có mùi vị kiếm khí, hơn nữa còn là hôi thối như thế, đây là u ác tính khí tức. Kiếm khí còn chưa tới, hắn đã cảm thấy làn da phỏng, cái kia u ác tính một dạng hôi thối, tại hủ thực da thịt của hắn. Lần này, thôn phệ kiếm linh là muốn ngọc thạch câu phần, nhập ma trạng thái dưới, hắn mượn dùng vực sâu u ác tính khí tức, tất nhiên cũng lọt vào vực sâu phản phệ, ý thức của mình là rất khó lại giữ, trận chiến đấu này mặc kệ thắng bại, hắn đều muốn diệt vong. Nhưng, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ muốn lôi kéo Diệp Thần cùng một chỗ chôn cùng. Diệp Thần đương nhiên không muốn chôn cùng, nhìn xem đầy trời như mưa to ám sát mà đến ma đạo kiếm khí, Diệp Thần đồng tử co vào tới cực điểm, bắp thịt cả người đều căng cứng, không cần hắn nói chuyện, luân hồi mộ địa đã nổ lên kinh thiên khí lưu. Mộ chủ cẩn thận, sụp đổ chi chủ thôi động tự thân thần hồn chi lực, điên cuồng dung nhập vào Diệp Thần trong kinh mạch đi. Thậm chí, Diệp Thần cảm thấy được sụp đổ chi chủ lại là đang thiêu đốt thần hồn, giống như là không muốn sống. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, đầy trời ma đạo kiếm khí bạo đâm mà đến, hắn lập tức lên tay nghênh kích. Sụp đổ sách, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, mượn nhờ sụp đổ chi chủ sức mạnh, lập tức bộc phát ra cường đại sụp đổ khí, ngưng tụ ra một bản sụp đổ sách, sách bày ra che trước mặt mình.
Xì xì xì. Từng cái ma đạo kiếm khí ám sát mà đến, hung hăng xông vào sụp đổ trong sách, đại bộ phận kiếm khí bị sụp đổ sách ngăn trở, nhưng vẫn là có mấy cái kiếm khí đột phá đâm tới, đâm thẳng hướng Diệp Thần diện mạo. Diệp Thần tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh mở ra quyết tử ma nhãn, đem ám sát mà đến kiếm khí, toàn bộ ép diệt đi. Cái này quyết tử ma nhãn, có thể nói là Diệp Thần trung cực át chủ bài một trong, mở ra đại giới cực lớn, đối với con mắt gánh vác phi thường lớn. Hiện tại hắn một chút mở ra, liền cảm thấy hai mắt nhói nhói, bất quá sống chết trước mắt, cũng không cách nào bận tâm nhiều lắm. Thôn phệ kiếm linh bắn tới ma đạo kiếm khí, liền đều bị Diệp Thần hóa giải mất, nhưng Diệp Thần đã không cách nào lại bảo trì Phật Đà Kim Thân, thân thể từ vạn trượng kim Phật, biến trở về thông thường bộ dáng, tại nguy nga cực lớn thôn phệ kiếm linh ma thân làm nổi bật phía dưới, tựa như hạt bụi nhỏ. Còn nghĩ dẫy dụa, thôn phệ kiếm linh nhe răng cười, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Vực sâu diệt thế chảm. Diệp Thần khẽ cắn môi, mượn nhờ sụp đổ chi chủ sức mạnh, cuồn cuộn sụp đổ tức điên nứt, tại thôn phệ kiếm linh sau lưng bộc phát ra một đầu đen như mực như vực sâu một dạng đao mang, hung hăng hướng hắn phía sau lưng chém tới. Nhưng, thôn phệ kiếm linh càng là ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn liều mạng sau đao mang chém giết, hai tay một cái kết ấn, thiên ma quỷ kiếm lưu áo nghĩa phủ văn hội tụ, một cái đen như mực, thâm trầm, cực lớn, khí thế bàng bạc, ma hy sáng chói cực kiếm. Ngay tại hai tay của hắn hiển hóa ra ngoài. Hắn nắm chặt cái này đen như mực cự kiếm, vô tận máu đen, dơ bẩn, ác độc, hư thối chất lỏng, từ trên thân kiếm tích chảy xuống, thanh kiếm này tựa như phụ ma, bổ sung thêm trên đời kinh khủng nhất kịch độc nhất bẩn thỉu nhất ma khí. Xoẹt! Hắn huy động cự kiếm, trên không hướng Diệp Thần bổ tới, kinh khủng kiếm khí cuốn tới, làm cho vùng chân trời này tại chỗ sụp đổ, thời không ma diệt trở thành hỗn độn. Bá đạo vô cùng mũi kiếm mang theo chảm phá thế giới lăng lệ uy thế, thể phải đem Diệp Thần chém giết thành hư vô. Phốc phốc, Diệp Thần vực sâu diệt thế chảm, đao mang tới trước, chảm tại trên thôn phệ kiếm linh thân thể cao lớn, thôn phệ kiếm linh phía sau lưng từng khỏa u ác tính, tại chỗ bị chảm phá, chảy ra dơ bẩn tanh hôi máu mủ, lưng cũng bị Diệp Thần chém ra một đao một đầu hung hăng vết thương, cốt nhục có thể thấy được. Nhưng, thôn phệ kiếm linh cắn răng, mặt mũi tràn đầy hung ác. Càng là cứng rắn chịu Diệp Thần một đao. Hắn đang thi triển ra thiên ma quỷ kiếm lưu, triệt để nhập ma sau đó, nhục thân cường hoành đến đáng sợ, Diệp Thần nhất đao chảm hắn không chết, hắn cự kiếm đã mang theo kinh thiên phong mang cùng ma hy, chém đến Diệp Thần trước mặt. Không tốt! Diệp Thần biến sắc, trong lúc nguy cấp, phịch một tiếng, gọi ra một cánh cửa, chính là sụp đổ chi chủ vĩ đại kỳ quan, vô thượng phá toái đại thiên môn. Tranh! Thôn phệ kiếm linh cự kiếm chém giết mà đến, mũi kiếm bên trong ngoại trừ vặn vẹo kinh khủng ma khí, còn có phệ chi kiếm bản thân thôn phệ pháp tắc, hung mãnh tới cực điểm, một kiếm hung hăng bổ vào trên phá toái thiên môn, phát ra tiếng va chạm to lớn âm. Sụp đổ chi chủ truyền thừa, có một trưởng ba đao năm kỳ quan, cái này phá toái thiên môn, chính là một trong ngũ đại kỳ quan, vốn là có thể vỡ nát địch nhân pháp bảo binh khí, uy năng vô tận. Nhưng bây giờ, phá toái thiên môn đi ra. Đồng thời không thể vỡ nát thôn phệ kiếm linh trong tay cự kiếm, cả cánh cửa ngược lại tại thôn phệ kiếm linh cự kiếm phía dưới, răng rắc vang dội, phảng phất tùy thời có thể bạo liệt nát bấy. Rõ ràng, thôn phệ kiếm linh kiếm trong tay, quyền năng cũng tại phía trên phá toái thiên môn, đây không phải còn không có thực hiện trống rỗng mờ mịt kỳ quan, mà là chân chính ẩn chứa vực sâu u ác tính khí tức kinh khủng ma kiếm. Luân hồi chi chủ, người đau khổ dẫy dụa, thì có ích lợi gì? Thôn phệ kiếm linh trên mặt vẫn như cũ mang theo nhe răng cười, hắn nhập ma sau đó, nhất định bị vực sâu khí tức phản phệ thành hư vô, hắn chỉ muốn lôi kéo Diệp Thần cùng một chỗ chôn cùng, đây là ngọc thạch câu phần. Hai tay vận kình, thôn phệ kiếm linh đem sức mạnh của bản thân cùng cuồn cuộn ma khí, đều chút xuống tới trong tay cự kiếm bên trên, điên cuồng muốn phá hủy Diệp Thần phá toái thiên môn. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc động cực điểm, điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng, phá toái thiên môn ào ào kim quang hiện lên. Từng khối bọc thép mảnh vụn bao trùm mà lên, đó là thần giáp mệnh tinh bọc thép, chỉnh phiến thiên môn lực phòng ngự tăng nhiều, miễn cưỡng chặn thôn phệ kiếm linh tiến công, nhưng nhìn bộ dáng cũng không chống đỡ được bao lâu. Diệp đại nhân, thừa dịp bây giờ, đi mau. Ở ngoài vòng chiến hoàng tuyền, thấy vậy tình thế, liền vội vàng kêu. Bây giờ Diệp Thần chặn thôn phệ kiếm linh tiến công, chính là rút lui cơ hội thật tốt. Thôn phệ kiếm linh nhập ma sau đó, khí thế quá kinh khủng. Chỉ là hắn thân thể tản ra hôi thối cùng chướng khí, liền ép Hoàng Tuyền không cách nào tới gần, nàng coi như nghĩ trợ chiến Diệp Thần cũng không biện pháp, chỉ có thể rút lui.
Không, không cần chạy, ta có thể thắng. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm phía trước thôn vệ kiếm linh, trong lòng niệm tưởng nhớ thay đổi thật nhanh, đã nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Nghe vậy, Hoàng Tuyền lập tức ngẩn ngơ, chàng diện này, Diệp Thần còn thế nào thắng? Thôn vệ kiếm linh cũng cười, nói, ngươi đang nằm mơ đâu, luân hồi chi chủ, còn nghĩ thắng ta. Diệp Thần không nói nhảm, tiếp tục dùng phá toái thiên môn, ngăn trở thôn vệ kiếm linh mũi kiếm, vì chính mình tranh thủ thời gian. Ông, tay phải của hắn, chậm rãi nâng lên, không khí chung quanh hô hô vang dội, linh khí trong thiên địa hướng tới hắn lòng bàn tay tụ đến, dần dần tạo thành một khỏa viên cầu. Đây là thiên làm thịt đúc tinh thuật diệu pháp, Diệp Thần tại đúc tinh. Ân, thôn vệ kiếm linh nhìn thấy Diệp Thần trong tay viên cầu, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, bắt được một tia nguy hiểm. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, hoàng đồ vì nguyên, đúc kiếm hóa tinh. Diệp Thần một tiếng quát mắng, chỉ thấy một thanh phi kiếm, từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là ngày xưa hồn thiên đế binh khí, hoàng đồ kiếm. Cái này hoàng đồ kiếm, mang theo hồn thiên đế hoàng đồ bá nghiệp, chinh phạt bát hoang hùng tâm ý chí, ngoại trừ hồn thiên đế bản thân, không có người có thể phát huy ra cái này hoàng đồ kiếm uy lực chân chính. Vị kia không gian lệnh sứ huyết giận, nhận được hồn thiên đế ưu ái, lấy được ban thưởng hoàng đồ kiếm, nhưng cũng không thể phát huy hoàng đồ kiếm chân chính phong mang, Diệp Thần đều không làm được. Tất nhiên làm không được, Diệp Thần cũng lười đi xâm nhập nghiên cứu hoàng đồ kiếm huyền bí, dù sao hồn thiên đế binh khí, không nhất định thích hợp hắn, hơn nữa hắn cũng không thiếu binh khí. Lần này, Diệp Thần dứt khoát đem hoàng đồ kiếm, xem như là đúc tinh tài liệu, dùng để thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật. Ong ong ong, Diệp Thần lấy luân hồi trong thất tinh thiên hỏa mệnh tinh, thần giáp mệnh tinh chu tước khí các loại, dung luyện hoàng đồ kiếm, lại lấy độ chi mảnh vụn siêu độ pháp tắc, áp chế tan giã hoàng đồ kiếm pháp tắc cấu tạo, đem thanh kiếm này phá giải thành hạt. Hoàng đồ kiếm dù sao cũng là hồn thiên đế binh khí, muốn phá giải dung luyện cũng không dễ dàng. Nhưng Diệp Thần thủ đoạn cường đại, nói đến phức tạp, cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn đã vận chuyển đủ loại thủ đoạn, đem hoàng đồ kiếm phá giải dung luyện thành một chút kim quang, hội tụ đến trong tay, hắn lòng bàn tay rất nhanh ngưng kết thành một khỏa màu vàng viên cầu, đồng thời hô hô dâng lên khí lưu, không ngừng bành trướng mở rộng. Ầm ầm. Tiếp theo sát, kim sắc viên cầu dâng lên, bốc lên đến Diệp Thần trên đỉnh đầu, hóa thành một khỏa mặt trời màu vàng một dạng rực rỡ thiên tinh, hừng hực mãnh liệt huy quang. Đem trọn phiến thiên địa chiếu sáng một mảnh huy hoàng, trong hư không bắn ra từng trận du dương rộng rãi tiếng ngâm sướng. Đó là viễn cổ thời đại, vô số hồn thiên đế tín đồ, đối với hồn thiên đế quỷ bái cùng ngâm sướng, tán tụng lấy hồn thiên đế hoàng đồ bá nghiệp, hùng hùng tráng rộng bá khí không ngừng tỏa ra. Không, thôn vệ kiếm linh lập tức kinh hãi, sợ bẩn xấu xí đầy người u ác tính vết máu hắn, đối mặt Diệp Thần đỉnh đầu viên này rực rỡ huy hoàng hoàng đồ thiên tinh, tựa như thằng hề. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ, biết viên này hoàng đồ thiên tinh, nếu là oanh tạc xuống, hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù hắn nhập ma trạng thái dưới, mượn vực sâu u ác tính khí tức, nhưng này khí tức cùng toàn bộ vực sâu so sánh, chỉ có điều không đáng kể một tia, liền một phần ngàn tỷ có thể cũng không có. Liền cái này một tia vực sâu u ác tính ma khí, rõ ràng không cách nào cùng hồn thiên đế bàng bạc hoàng đồ hùng tâm bá khí so sánh. Thiên ma bạo kiếm quyết. Dưới sự kinh hoàng thôn vệ kiếm linh, vội vàng bốc cháy lên toàn thân huyết nhục, cuồn cuộn ma khí chút xuống đến trong thân kiếm, muốn tại Diệp Thần thiên tinh oanh tạc xuống phía trước, đột phá phá toái thiên môn phong tỏa, một kiếm trước hết giết Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu, nâng cao hai tay, trên đỉnh đầu hoàng đồ thiên tinh rực rỡ oanh minh, hắn vận sức chờ phát động, liền chuẩn bị đem thiên tinh oanh tạc tiếp. Răng rắc. Nhưng lúc này, thôn vệ kiếm linh đã đột phá phá toái thiên môn, một kiếm đem thiên môn nghiền nát. Hắn cười ha ha, mũi kiếm lãnh khốc lại bá đạo hướng Diệp Thần vung chém tới. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào, hắn còn đánh giá thấp thôn vệ kiếm linh sức mạnh, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền có thể đột phá sát tới. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Thôn vệ kiếm linh cự kiếm cuồng đập tới tới, lúc này đã thấy một bóng người xinh đẹp, hoành không bay lượn mà đến, càng là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cứng rắn chống đỡ lấy thôn vệ kiếm linh ma khí cùng hôi thối, như bay nga dập lửa đồng dạng. Lướt ngang mà đến, thân ảnh ngăn ở thôn phệ kiếm linh cùng Diệp Thần ở giữa, vùng đao hướng thôn phệ kiếm linh chém tới. Tự tìm cái chết. Thôn phệ kiếm linh tức giận, hung hăng một kiếm, liền đem Hoàng Tuyền cả người lẫn đao đánh bay. Hoàng Tuyền ngã xuống đến xa xa đầm lầy bên trong đi,
thân thể bao phủ tại trong đầm lầy nước bùn, sống chết không biết. Hoàng Tuyền cô nương, Diệp Thần cả kinh, nhìn xem thôn phệ kiếm linh, vừa tức giận. Vừa mới Hoàng Tuyền đứng ra, không thể nghi ngờ là bọ ngựa đấu xe, nhưng cũng may mà nàng một chút ngăn cản, cản trở nổi thôn phệ kiếm linh vào tới trước cước bộ, Diệp Thần Thiên làm thịt đúc tinh thuật khí thế, cuối cùng là hoàn toàn uẩn nhưỡng hoàn tất. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, cho ta trấn áp. Rực rỡ hừng hực hoàng đồ thiên tinh, mang theo kinh thiên cuồn cuộn kim sắc mang khí, còn có hồn thiên đế ngày xưa bá nghiệp quyết tâm ý chí, cuồng nhiên hướng về thôn phệ kiếm linh oanh tạc mà đi. Thôn phệ kiếm linh ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn cái kia hừng hực vô song kim sắc thiên tinh, tại trong thiên tinh, hắn phảng phất thấy được hồn thiên đế thân ảnh, thấy được vô số đuổi theo hồn thiên đế các tín đồ, chinh chiến sát phạt khí thế, bên tai phảng phất nghe được viễn cổ hành khúc, còn có hồn thiên đế cuối cùng không địch lại nguyên thiên đế bi thương thở dài. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Ầm ầm, thiên tinh nổ tung, huy hoàng kim sắc quang mang, hỗn hợp có bàng bạc nổ tung uy năng, triệt để đem thôn phệ kiếm linh che mất. Nổ tung khí lãng tạo thành một cái màu vàng viên cầu, ầm vang tàn phá bừa bãi khuếch tán, đem quanh mình hết thảy toàn bộ xé rách phá hủy ép diệt thành hư vô, sau đó nổ tung khí lãng trùng thiên, tạo thành một đạo kim sắc cột sáng, toàn bộ âm chi giới cùng dương chi giới đều rung rung, đại địa lay động. Xuất hiện khắp nơi băng liệt. Dương chi giới đám người, đều có thể mắt thấy một màn này kỳ quan, tất cả mọi người đều choáng váng, có thể tinh tường cảm nhận được cỗ này nổ tung kinh khủng, thôn phệ kiếm linh khí tức cũng triệt để tan biến vô tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, nổ tung khí lãng mới trở nên bình lặng, Diệp Thần thở hồng hộc miễn cưỡng đứng vững, vừa mới dung luyện đi hoàng đồ kiếm, thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật, đối với hắn khí tức tiêu hao cũng là phi thường to lớn. May mắn một trận chiến này, hắn cuối cùng là thắng. Tiếp đó, Diệp Thần lại là phát hiện, luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ thần hồn, trở nên vô cùng ảm đạm, linh hồn so dĩ vãng mờ nhạt hư hóa rất nhiều, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Tiền bối, ngươi, Diệp Thần ngẩn ngơ, ta không sao, nhanh cất kỹ cái kia phệ chi kiếm rời đi a, miễn cho sinh biến. Sụp đổ chi chủ khoát khoát tay, không nói thêm gì, linh hồn liền trở lại mộ bia bên trong đi. Diệp Thần hoảng hốt thất thần, ẩn ẩn cảm thấy sụp đổ chi chủ tinh thần, tựa hồ có chút không đúng lắm. Sụp đổ chi chủ, tựa như là tại một lòng muốn chết. Vừa mới Diệp Thần cùng thôn phệ kiếm linh chiến đấu, sụp đổ chi chủ hiệp trợ mượn lực, đó là đang điên cuồng thiêu đốt thần hồn, hoàn toàn không lưu chỗ trống. Nhưng trên thực tế, trận chiến đấu này, cũng không có một cái tình cảnh cần sụp đổ chi chủ liều mạng, Diệp Thần có thủ đoạn có thể ứng đối. Tất nhiên như thế, nhưng sụp đổ chi chủ hết lần này tới lần khác chính là đang liều mạng, nhiều một lòng muốn chết chi ý, nếu như chiến đấu lại kéo dài nhiều một hồi, hắn có thể liền thật muốn hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Diệp Thần cũng đại khái đoán được, là chính mình cùng đại ái thần Phong Tinh Tuyết, trở thành địch nhân, sụp đổ chi chủ kẹp ở giữa, khó mà làm người, nản lòng thoái chí phía dưới, liền có muốn chết chi ý. Diệp Thần cũng không tốt nói thêm cái gì, chưa đi vô thường, chuyện tương lai, hắn cũng không cách nào đoán trước. Sự chú ý của Diệp Thần, phóng tới trước mắt, thôn phệ kiếm linh đã tiêu vong, phiến thiên địa này quy về yên tĩnh, bầu trời đã sớm tại mới vừa rồi hai người trong chiến đấu, triệt để phá toái, trở thành hắc ám hỗn độn. Hỗn độn bên trong hư không, Diệp Thần nhìn thấy có ba viên lưu tinh chậm rãi xẹt qua. Cái này ba viên lưu tinh khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc. Là ma nữ Bùi Vũ Hàm, còn có huyết giận. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền bắt được. Cái này ba viên lưu tinh, trên thực tế là ba người, trong đó hai người, là ma nữ Bùi Vũ Hàm cùng huyết giận, một cái khác hắn không biết. Bọn hắn cũng tới đế rơi vũ trụ. Diệp Thần lập tức cảnh giác lên, hiện tại hắn vừa mới kết thúc chiến đấu, nhưng không có bao nhiêu sức chiến đấu. May mắn, cái kia ba viên lưu tinh, cũng không có hạ xuống bên cạnh hắn, mà là hạ xuống dương chi giới không biết địa phương nào. Phía trước ma nữ Bùi Vũ Hàm, bị ta bước lui. Còn có cái kia không gian lệnh sứ huyết giật, hắn bị mất vĩnh hằng đại nhật cùng hoàng đồ kiếm, lại bị chặt đứt một tay, tổn thương nguyên khí nặng nề, chẳng lẽ nhanh như vậy, hắn khí tức liền đã khôi phục. Còn có người thứ ba, là ai? Trong lòng Diệp Thần thoáng qua muôn vàn ý niệm, ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp không tại Bùi Vũ Hàm cùng trên thân huyết giật, mà là tại bên thứ ba trên thân. Thế nhưng bên thứ ba, hắn lại suy tính không ra đối phương chút nào nhân quả dấu vết. Thực lực đối phương tất nhiên là phi thường cường đại, hơn nữa ngăn cách thiên cơ thủ đoạn cũng 10 phần cao minh,
mà ngay cả Diệp Thần đều nhìn không ra mảy may manh mối. Thôi, ta trước tiên thu lấy Phệ Chi kiếm, thiên hình 12 kiếm ta phải thứ 6, coi như đụng tới nguy hiểm gì cũng không sợ. Diệp Thần bàn tay cách không một chiêu, liền đem Phệ Chi kiếm đưa tới, thân kiếm khổng lồ hóa thành ba thước thanh phong, rơi xuống Diệp Thần trong tay. Tay nắm lấy Phệ Chi kiếm, Diệp Thần lập tức liền run rẩy một hồi, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đáng sợ thôn phệ kiếm ý. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Mẫu Nương Nương lưu lại khí tức, đó là Thiên Mẫu Nương Nương chặt đứt ma đạo nhân quả. Cái này ma đạo nhân quả, đối với Thiên Mẫu Nương Nương tới nói, cũng là nghĩ lại mà kinh ác mộng, có thể xưng u ác tính. Nàng năm đó phi thăng không không lúc nào chống không, từng kiếm tẩu thiên phong, mượn dùng quá sâu uyên độc lựu sức mạnh, nhưng về sau đưa thân thiên đạo cảnh, trở thành cùng thiên đạo sánh vai siêu cấp cường giả sau, nàng liền tẩy trắng, đem ngày xưa ma đạo nhân quả toàn bộ chém dụng. Những thứ này ma đạo nhân quả là cực kỳ kinh khủng, tràn ngập hỗn loạn dơ bẩn, bạo ngược sát lục các loại tội ác chi khí, Phệ Chi kiếm bên trong, cũng dung hợp một chút Thiên Mẫu Nương Nương ma đạo nhân quả. Diệp Thần nắm kiếm, một chút cảm ứng được, cảm giác thật giống như trong cổ họng, đột nhiên bị người nhét vào một đoàn ẩm ướt bông, vẫn là thấm đầy thi thủy bông, vẫn đục hô hấp không lên đây. Cái kia thôn phệ kiếm linh, thực sự là không muốn sống nữa, thế mà dung hợp loại này ma đạo nhân quả. Diệp Thần lắc đầu, lấy Thiên Đế Hoàng Đạo kiếm hộ thể, xua tan đi vẩn đục ma khí phản phệ, hô hấp lúc này mới thông suốt đứng lên. Loại này ma đạo nhân quả, chính là bẩn thỉu nhất u ác tính, thôn phệ kiếm linh không có cắt chém, ngược lại chủ động dung hợp, rõ ràng cũng là nghĩ bắt trước Thiên Mẫu Nương Nương, kiếm tẩu thiên phong, mượn dùng vực sâu u ác tính sức mạnh, thực hiện cường đại. Nếu không, thôn phệ kiếm linh chịu Phệ Chi kiếm gò bó, bản thể hắn không cách nào thoát ly thân kiếm, cũng không khả năng có cái gì lớn thành tựu. Hắn là muốn tu luyện vực sâu u ác tính ma đạo, chờ sau này cường đại, giống như Thiên Mẫu Nương Nương như thế, tẩy trắng lên bờ. Nhưng cái này hiển nhiên là phi thường mạo hiểm, bởi vì kính trọng vực sâu, mình tùy thời đều có thể bị vực sâu thôn phệ. Diệp Thần nắm Phệ Chi kiếm, có thể sâu sắc cảm nhận được, thanh kiếm này cũng không sạch sẽ, bên trong ẩn giấu rất bao sâu uyên độc lựu ma khí. Hắn nhất thiết phải trước tiên tịnh hóa đi ma khí, mới có thể thuận lợi trưởng khống Phệ Chi kiếm, bằng không mà nói, chính mình liền có thể bị vực sâu phản phệ, biến thành u ác tính máu mủ. Siêu độ pháp tắc, tịnh hóa A. Diệp Thần nắm giữ lấy độ chi mảnh vụn, đối với siêu độ pháp tắc cũng có xâm nhập lĩnh ngộ, muốn tịnh hóa Phệ Chi kiếm bên trong một tia u ác tính ma khí, với hắn mà nói, tự nhiên cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói tại trong nháy mắt, liền có thể hoàn thành tịnh hóa. Chậm đã. Ngay tại Diệp Thần muốn triệt để tịnh hóa ma khí thời điểm, hắn bên tai lại chợt vang lên một đạo thanh âm tang thương. Thanh âm này, lại là từ Phệ Chi kiếm bên trong phát ra. Làm sao có thể, lại còn có cao thủ. Diệp Thần ánh mắt lập tức phát lạnh, trong một chớp mắt, dùng mình, Phệ Chi kiếm trong tay hắn, giống như đã biến thành một con rắn độc, một khỏa u ác tính, hắn vô ý thức liền nghĩ vứt bỏ trường kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không cần hoảng, lão phu cũng không ác ý. Thanh âm kia 10 phần ôn hòa, lão phu chính là Cầm Minh Đế Quân, là 72 trụ thần bên trong, một trong tam thanh. Diệp Thần kỳ dị nói, 72 trụ thần, tam thanh. Thanh âm kia nói, đúng vậy, tam thanh truyền thuyết, ngươi về sau tự sẽ biết được, lão phu thời gian không nhiều, không có cách nào giảng giải nhiều lắm, chỉ có thể nói cho ngươi một tiếng, quang minh không phải tốt, u ác tính không phải ác, âm dương tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng, mới thật sự là vô thượng đại đạo. Cũng chỉ có âm dương hỗ sinh thế giới, mới thật sự là hoàn mỹ thế giới, chỉ có quang, không có ám, thế giới kia chỉ là hoàn toàn trắng bệch trống vắng tử địa, không nên bị thái sơ lừa, biến thành chỉ là một cái âm mưu. Diệp Thần lập tức dùng mình, nói, ngươi nói cái gì, biến thành quang, là một cái âm mưu. Thanh âm kia nói, ân, sự tình khác, sau này hãy nói a. Ngươi trước tiên nhớ kỹ tên của lão phu gọi Cầm Minh Đế Quân, u ác tính không phải ác, không cần tịnh hóa, ngươi chỉ cần tìm kiếm quang minh trung hòa, bảo trì âm dương hòa hợp liền là đủ. Âm dương hỗ sinh, mới thật sự là đại đạo, nhớ lấy nhớ lấy. Diệp Thần lẩm bẩm nói, u ác tính không phải ác, quang minh không phải tốt, âm dương hỗ sinh. Hắn trong mơ hồ, cảm giác chính mình tựa hồ chạm tới đại đạo trung cực, nhưng lại cách một tầng xa. Mơ hồ nhìn không rõ ràng, cũng nhìn không thấu. Cầm Minh Đế Quân âm thanh bình hòa nói, lần đầu gặp mặt, lão phu cũng không có gì đồ vật cho ngươi,
dù sao lão phu cũng là vừa mới tránh thoát vực sâu dưới đáy lồng giam a. Ân, lão phu liền ban thưởng ngươi một chữ, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại. Nói đi, Cầm Minh đế quân âm thanh, liền hoàn toàn biến mất, hết thảy nhân quả vết tích không còn, không cách nào nắm lấy. Ông, Diệp Thần trong tay phệ chi kiếm, liền hiển hóa ra một chữ, một cái lẫn nhau chữ. Cái này lẫn nhau chữ, vô cùng huyền diệu, Diệp Thần vừa nhìn một cái, liền cảm nhận được một cỗ âm dương hỗ sinh, âm dương hòa hợp đại đạo diệu uẩn. Cái này lẫn nhau chữ, đơn giản chính là đại đạo cân đối, âm dương điều hòa hoàn mỹ tượng trưng, kiểu chữ đã trên dưới đối xứng, lại là tả hữu đối xứng, mặc kệ là từ dựng thẳng từ giữa đó bổ ra, vẫn là nằm ngang bổ ra, đều vừa vặn có thể cắt nhỏ thành chỉnh tề lại kín kẽ hai nửa. Thật đơn giản một cái lẫn nhau chữ, diệu uẩn vô tận, đại đạo tự nhiên. À, cái chữ này, thực sự là hay lắm. Diệp Thần nhịn không được khen ngợi một tiếng, tại chỗ liền có loại ngộ đạo cảm giác, tựa như chấp trưởng thiên địa càn khôn. Vị kia lão tiền bối. Chờ đã, vị kia lão tiền bối, hắn tên gọi là gì? Diệp Thần ngẩn ngơ, tiếp đó chính là một hồi dùng mình. Hắn phát hiện, hắn thế mà quên đi vừa mới vị kia lão tiền bối tên. Vị kia lão tiền bối, hai phiên giao phó Diệp Thần nhớ kỹ tên của hắn, nhưng bây giờ, Diệp Thần thế mà quên đi. Đây chính là mới thoáng cái công phu, hắn thế mà nhớ không nổi vị kia lão tiền bối danh hào, chỉ biết là 72 trụ thần một trong, những thứ khác hoàn toàn không biết. Có gì đó quái lạ, chẳng lẽ, vị kia lão tiền bối tên, dính đến cái gì cấm kỵ sao? Ta thế mà nhớ không nổi tên của hắn. Diệp Thần chau mày, bất quá may mắn, hắn còn nhớ rõ cái kia lời của lão tiền bối, chính là quang minh không phải tốt, u ác tính không phải ác, âm dương hỗ sinh cùng cân bằng, mới thật sự là đại đạo. Diệp Thần cũng không xác định, lời nói này là đúng hay sai, nhưng hắn nhìn xem phệ chi kiếm phía trên lẫn nhau chữ, cảm nhận được cái chữ này vô thượng đạo uẩn, hắn cũng cảm giác vị kia lời của lão tiền bối, hoặc nhiều hoặc ít có chút đạo lý. Xem ra cái gọi là thái sơ, cái gọi là u ác tính, còn có cấp độ càng sâu nhân quả. Thế giới chân tướng, không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn xem trong tay phệ chi kiếm, hắn không tiếp tục đi tịnh hóa phệ chi kiếm bên trong vực sâu u ác tính ma khí, mà là đem phệ chi kiếm trước tiên thu hồi luân hồi trong mộ địa đi, dự định về sau lại xử lý. Chờ chuyện chỗ này, đi hỏi một chút thiên tổ. Không, vẫn là đến hỏi nguyên thiên đế a. Diệp Thần nghĩ thầm, thiên tổ trạng thái tinh thần thật không tốt, thậm chí đều nghĩ gọi Diệp Thần ăn hết hắn, Diệp Thần cũng không tốt quá mức quấy rầy, vẫn là đi hỏi một chút nguyên thiên đế tốt nhất. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tâm thần chấn định lại, kiểm kê được mất, lần này thu lấy phệ chi kiếm, thu hoạch lớn nhất, ngược lại không phải là phệ chi kiếm bản thân, mà là vị kia lão tiền bối lời vàng ngọc, còn có cái này lẫn nhau chữ. Không biết Hoàng Tuyền cô nương thế nào? Diệp Thần trong lòng lại ghi nhớ lấy Hoàng Tuyền an nguy, vừa mới Hoàng Tuyền bị thôn phệ kiếm linh nhất đao đánh bay, không rõ sống chết, hắn vội vàng đuổi tới Hoàng Tuyền rơi xuống địa điểm, nàng đã sớm bị đầm lầy nước bùn nuốt hết. Diệp Thần sầm mặt lại, bàn tay vội vàng cách không một chảo, đem bị nước bùn nuốt hết Hoàng Tuyền, từ đầm lầy vũng bùn phía dưới cứu được đi lên. Chỉ thấy Hoàng Tuyền toàn thân neo, vết thương chồng chất, bị thương rất nặng, trên thân thể tràn đầy kiếm khí rảo cắt ra tới vết thương, vô cùng thê thảm. Hỗ tự quyết. Diệp Thần đem Hoàng Tuyền đặt nằm dưới đất, hai tay kết ấn, một cái màu vàng lẫn nhau chữ, ngay tại trước người hắn ngưng tụ thành, tản mát ra một cỗ diệu uẩn sẵn có đạo ý. Đây là Diệp Thần vừa mới quan sát lẫn nhau chữ, lĩnh ngộ sáng tạo ra thuật pháp. Chỉ thấy màu vàng lẫn nhau chữ, rót vào trong cơ thể của Hoàng Tuyền vết thương trên người, lại liền nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp khép lại, trên thân Neo cũng rút đi, làn da dần dần khôi phục trơn bóng cùng hồng nhuận. Vấn đề gì lẫn nhau chữ, liền đại biểu cho âm dương hòa hợp đạo lý, nhân thể thụ thương, sinh bệnh, trúng độc, thậm chí tử vong, cũng là cơ thể trật tự mất cân bằng. Hỗ tự quyết, có thể hòa giải âm dương, khôi phục nhân thể trật tự, chính là có thể chữa thương, chữa bệnh, trừ độc, thậm chí là sống lại người chết. Cái này lẫn nhau chữ, liền lợi hại đến nước này, ẩn chứa vô thượng âm dương đại đạo chí lý, thậm chí là gần như hủy diệt thế giới, Diệp Thần cũng có thể dùng một cái lẫn nhau chữ, giúp đỡ càn khôn, cứu vớt lại. Khụ, khụ khụ. Hoàng Tuyền một chút ho khan, mở to mắt, liền tỉnh lại. Diệp đại nhân. Hoàng Tuyền vừa tỉnh dậy, liền ngơ ngác nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần,
khí chất cùng dĩ vãng so sánh, rất là khác biệt, nhưng nàng cũng nói không rõ ràng, có cái gì khác biệt, tóm lại cho người ta cảm giác chính là thoải mái hơn, không nhịn được muốn thân cận. Hoàng Tuyền cô nương, người đã tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy Hoàng Tuyền tỉnh lại, hơn nữa cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, trong lòng cũng là vui mừng. Hắn vui sướng, một là Hoàng Tuyền không sao, hai là vị kia lão tiền bối ban cho hắn lẫn nhau chữ, quả thực là nghịch thiên một dạng cường đại, âm dương cân đối, nghịch chuyển sinh tử, đại đạo trung cực, không gì hơn cái này. Diệp đại nhân, ngươi đã cứu ta. Hoàng Tuyền ngơ ngác xuất thần, nàng vừa mới ngăn cản thôn phệ kiếm linh nhất kiếm, vốn là đã làm quyết tâm quyết tử, không nghĩ tới Diệp Thần còn có thủ đoạn, đem nàng cứu sống trở về, hơn nữa không lưu mảy may hậu di chứng. Thậm chí, Hoàng Tuyền cảm thấy, ngày xưa nàng chịu đủ địa ngục chưa đắng, bị dày vò đến trăm ngàn lỗ thủng đạo tâm, bây giờ tại Diệp Thần cứu được, cũng biến thành ấm áp, tâm mang nhiệt chướng luôn, Diệp Thần giống như là nàng Thái Dương, chiếu phá tất cả hắc ám cùng ma chướng. Ân, Hoàng Tuyền cô nương, người không có việc gì liền tốt. Bất quá, người trọng thương mới khỏi, nguyên khí chưa hồi phục, người tốt nhất nghỉ ngơi đi. Diệp Thần thăm dò Hoàng Tuyền mạch đập, hắn lợi dụng hỗ tự quyết. Mặc dù chữa khỏi Hoàng Tuyền, nhưng Hoàng Tuyền tiêu hao hết linh khí, lại cần thời gian đi khôi phục. Trong thời gian ngắn, Hoàng Tuyền là không có cách nào tái chiến đấu. Ta không thể nghỉ ngơi, còn có địch nhân. Hoàng Tuyền giãy giụa muốn đứng dậy, vừa mới có ba viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, nàng mặc dù không thấy, nhưng lúc này cũng cảm thấy, có ba vị cường giả buông xuống đến dương chi giới bên trong. Ba vị kia cường giả, một là ma nữ Bùi Vũ Hàm. Hai là huyết giận, còn có một cái nàng không rõ ràng, nhưng đoán chừng so ma nữ còn cường đại hơn. Nàng không thể để cho Diệp Thần độc thân đối mặt. Diệp Thần cười cười, trấn an nàng nói, không có chuyện gì, ta có thể đối phó, ngươi tới trước ta trong thiên quốc đi nghỉ ngơi. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, luân hồi thiên quốc tại trong lòng bàn tay hiện ra, hắn mộng tưởng chế tạo hoàng đạo thiên quốc, bây giờ căn cơ còn không củng cố, không thích hợp dùng để dàn xếp Hoàng Tuyền, luân hồi thiên quốc thích hợp nhất. Hoàng Tuyền ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nàng phát hiện thời khắc này Diệp Thần, vô cùng tự tin, vân đạm phong khinh, ngày xuân hòa thuận vui vẻ bộ dáng, giống như có thể ứng đối hết thảy nguy cơ, căn bản vốn không cần nàng lo nghĩ. Đây là Diệp Thần nắm giữ hỗ tự quyết, tiến thêm một bước lĩnh ngộ đại đạo chí lý, cũng dẫn đến tự thân khí chất, đều trở nên ôn hòa siêu nhiên. Hắn cũng có lòng tin, mặc kệ đối mặt loại nào cường địch, chính mình cũng có thể ứng đối chào hỏi. Tốt a. Hoàng Tuyền nhìn xem Diệp Thần tự tin như vậy bộ dáng, cũng không tốt nói thêm gì nữa, hơn nữa nàng phát hiện, chính mình tựa hồ căn bản là không có cách kháng cự Diệp Thần ý chí. Chuyến này Diệp Thần, giống như là đại đạo bản thân, nhìn như ôn hòa, nhưng mỗi tiếng nói cử động, tinh thần ý chí, đều làm người vô pháp kháng cự. Lập tức, Hoàng Tuyền liền nghe tòng mệnh lệnh, tiến vào luân hồi trong thiên quốc nghỉ ngơi. Thu xếp tốt Hoàng Tuyền sau, Diệp Thần chính là rời đi nơi đây. Vừa đi ra phiến khu vực này, liền thấy một cái nam tử, hào hứng hướng hắn đi tới, chính là Dương Thiên Cổ. Luân hồi chi chủ, người trở về. Dương Thiên Cổ nhìn thấy Diệp Thần bình an trở về, lập tức đại hỉ. Vừa mới Diệp Thần cùng thôn vệ kiếm linh kinh thiên cự đấu, hắn cũng nhìn thấy, ngày đó làm thịt đúc tinh thuật nổ tung, càng là dung chuyển trời đất, may mà hắn nắm giữ lấy nhật nguyệt thân pháp, nếu không, hắn sớm đã bị tai họa nổ chết. Ân, Dương Huynh. Diệp Thần gật gật đầu, hướng Dương Thiên Cổ lên tiếng chào. Kết thúc chiến đấu, cùng thôn vệ kiếm linh một trận chiến, hắn khí tức vốn là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng ở lĩnh ngộ hỗ tự quyết sau, âm dương hòa giải, khí tức đã khôi phục, bây giờ nhìn tinh thần sáng láng, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không nhiễm trần thế. Dương Thiên Cổ nhìn thấy Diệp Thần kinh nghiệm đại chiến, vẫn là một bộ nhẹ nhàng khoan khoái ấm áp bộ dáng, nội tâm vô cùng bội phục, nghĩ thầm không hổ là luân hồi chi chủ. Như thế phong độ, quả thực là trên trời trụ thần, chỗ nào là thế gian võ giả tầm thường có thể so sánh. Phệ chi kiếm lấy được sao? Lấy được. Vậy chúng ta hoàn hồn Dương Thành, luân hồi chi chủ, người nhất định muốn thay ta chu diệt tam đại gia tộc A. Ta tin tưởng lấy luân hồi chi chủ thực lực, nhất định có thể đạp phá hết thảy hắc ám. Dương Thiên Cổ hào hứng đạo, hắn nhớ mãi không quên, vẫn là nghĩ chu diệt trong thành gia tộc khác. Diệp Thần tính tình cẩn thận. Liên lụy tới sát lục, hắn cũng không có dễ dàng đáp ứng, nói, người trước tiên mang ta về thành lại nói. Phía trước Dương Thiên Cổ truyền thụ nhật nguyệt thân pháp, Diệp Thần cũng nghĩ báo đáp, tại không không lúc nào chống không thiên địa pháp tắc hạn chế phía dưới,
Nhật Nguyệt thân pháp gần như không có khả năng luyện thành, trừ phi là giống Dương Thiên Cổ loại này, có Thiên Mẫu nương nương chúc phúc. Mà tại lĩnh ngộ Hỗ Tự Quyết sau, Diệp Thần cảm giác mình có thể hòa giải âm dương, tại không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bỉ ngạn ở giữa, lấy được một cái cân bằng, từ đó luyện thành Nhật Nguyệt thân pháp. Bất quá, đây chỉ là hắn một cái phỏng đoán, được hay không đến thông, còn cần thực tiễn đi nghiệm chứng, hắn tính toán tìm một chỗ, yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm, nghiên cứu lại công pháp. Ma nữ Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận, còn có cái kia thần bí bên thứ ba, không biết ở nơi nào, bọn hắn đã hàng lâm xuống, Diệp Thần ngoại trừ đề phòng hình thiên chủ bên ngoài, còn muốn đề phòng bọn hắn, có thể nhiều một môn công pháp bản thân mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Lập tức, Diệp Thần ngay tại Dương Thiên Cổ dẫn dắt phía dưới, hướng về Thần Dương Thành đi đến. Thần Dương Thành, là Dương Chi giới ngàn ngàn trăm trăm cái thành trì một trong, cũng không đặc thù. Toàn bộ Dương Chi giới, có rất nhiều thế lực, đều bị hình thiên chủ thẩm thấu, rất nhiều võ giả đều quy thuận tại hình thiên chủ tọa phía dưới. Không có quy thuận, cũng không phải nói thực lực mạnh đến mức nào, mà là dựa vào Thiên Mẫu nương nương che chở, cưỡng ép chống cự thôi. Âm chi giới cùng Dương chi giới người, cũng là Thiên Mẫu nương nương con dân, trước kia hình thiên chủ buông xuống, rất nhanh liền trấn áp toàn bộ âm chi giới, bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ lấy đủ loại hình sát âm tàn thủ đoạn, giở trò không có người có thể chơi qua hắn. Nhưng Dương chi giới mà nói, địa mạch dương khí dồi dào, hình thiên chủ cũng không tốt hạ thủ, chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu. Dương chi giới các nơi thế lực, đều thờ phụng Thiên Mẫu nương nương pho tượng, Thiên Mẫu nương nương trước đây chế tạo đế rơi vũ trụ, chút xuống đại lượng tâm huyết của nàng, ý chí của nàng, tinh thần của nàng, còn sót lại tiếp sức mạnh, đủ để che chở con dân của nàng. Cho nên, coi như thiên nhân cách nhau, tại trên tinh không bỉ ngạn Thiên Mẫu nương nương, không cách nào rủ xuống dấu vết chúc phúc, nhưng nàng lưu lại phúc phận, đã đầy đủ tạo thành cường hãn che chở. Chính là bởi vì phúc của nàng trẻ cùng che chở, mảnh thế giới này mới không có triệt để bị hình thiên chủ trưởng khống. Thần Dương Thành, Dương Thiên Cổ trong gia tộc, liền thờ phụng Thiên Mẫu nương nương pho tượng, chính là dựa vào pho tượng này, còn có trong địa mạch dương khí, bọn hắn mới có thể chống đỡ hình thiên chủ thẩm thấu. Nhưng khi Diệp Thần bước vào Thần Dương Thành, hắn lại cảm thấy, tòa này nhìn như bình thường thành nhỏ, lại cất giấu ba đạo khí tức cường đại. Ma nữ Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận, còn có vị kia bên thứ ba. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, thầm nghĩ, thì ra các ngươi ở đây. Hắn bắt được cỗ này thiên cơ, chỉ một thoáng liền dừng lại xuống bước chân, trong lòng thoáng qua muôn vàn ý niệm, ánh mắt nhìn rõ hư không, đoán tương lai đủ loại cát hung họa phúc. Ba người bọn họ, là ở đây chờ ta. Diệp Thần trong lòng âm thầm đề phòng.